Minh Ngọc xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Audio Truyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, ở đời danh vọng và tiền bạc là thứ người ta thường theo đuổi. Có người phấn đấu cả đời, có người coi như nước chảy bèo trôi, có người lại hy sinh mọi thứ để có được những thứ đó. Nhân vật trong câu chuyện mà hôm nay Audio Truyện Hay gửi đến các bạn đã chấp nhận bỏ lại đằng sau lưng mình tất cả những gì anh ta đã gắn bó. Quê hương, gia đình, người con gái mà anh yêu để giành giật tiền bạc và danh vọng. Trong cơn lốc tiền tài và danh vọng, anh ta đã trở thành một tên ác quỷ. Câu chuyện với rất nhiều tình tiết hấp dẫn sẽ đưa quý vị và các bạn đến với những cung bậc cảm xúc vô cùng mạnh mẽ, có yêu thương cháy bỏng, có khao khát hạnh phúc, có căm phẫn, có bi ai và hơn hết là niềm mong mỏi một chốn yên bình cho người lương thiện trong cuộc đời nhiều cạm bẫy. Trước khi bước vào thế giới của câu chuyện, các bạn nhớ ủng hộ Minh Ngọc cùng với ekip của chương trình bằng cách đăng ký kênh truyện, like, chia sẻ các bạn nhé. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng Minh Ngọc đến với câu chuyện. Đôi tình nhân đang chở nhau dạo phố, trên khuôn mặt đang toát lên niềm hạnh phúc ấy chính là Liễu và Nam. Họ hiện tại đang là đôi sinh viên năm cuối của một trường y có tiếng trong thành phố. Cả hai đều xuất thân từ gia đình nhà nông nghèo khó, thi đậu đại học trong sự nỗ lực không ngừng và họ đã gặp nhau ở nơi trường học. Cùng chung một ước mơ và cùng một chí hướng nên cả hai chẳng mấy chốc mà bén duyên nhau. Liễu là cô gái xuất thân từ nông thôn nhưng trời lại phú cho cô khuôn mặt xinh đẹp, cùng nước da trắng, cùng nụ cười duyên khiến không ít chàng trai phải trồng cây si vì cô nam cũng là con trai từ gia đình thuần đông vốn chăm chỉ nên anh cũng được gia đình lo lắng để được ăn học tới nơi tới chốn. với khuôn mặt thư sinh cùng nụ cười hiền nam cũng điển trai không kém cạnh gì khi đứng bên cạnh liễu tình yêu chớm nở khi cả hai là sinh viên năm nhất mới đó thôi mà họ đã bên nhau cho tới tận bây giờ rồi ngồi ăn cây kem bên bờ hồ liễu nhìn nam mặt thỏ thẻ mấy tháng nữa thôi là mình tốt nghiệp rồi anh nhỉ khi nào anh định tới nhà em ra mắt vậy? Nam cười tiếp mắt, véo yêu mũi của Liễu mà mắng yêu. Gớm, em cứ làm như anh bỏ của chạy người không bằng ấy. Anh còn đang nôn tốt nghiệp thật nhanh thật đây. Chờ tốt nghiệp xong, anh sẽ về nhà em và anh cũng đưa em về giới thiệu với gia đình anh luôn. Lời Nam hứa hẹn khiến Liễu hạnh phúc mà không ngừng mơ tưởng về một gia đình hạnh phúc sau này. Rong ruổi hết một buổi chiều rồi thì cả hai cùng về dãy trọ nhỏ mặc dù yêu nhau đã lâu nhưng liễu chỉ dừng lại ở những nụ hôn và những cái nắm tay bởi liễu cũng lo sợ về một tương lai lỡ như không được như ý chính vì vậy mà cả hai vẫn ở hai phòng trọ cạnh nhau mỗi buổi chiều đi học liễu lại nấu cơm để nam cùng qua ăn rồi cả hai lại cùng nhau học bài cả hai đều học ngành y nhưng liễu học khoa nội còn nam chọn khoa sản lắm lúc liễu cứ trêu chọc nam rằng tại sao anh lại chọn cái khoa nghe nhạy cảm đến như vậy và rồi nam lại cười mà trêu chọc rằng anh chọn ngành đó để sau này tự tay anh sẽ đỡ đẻ cho liễu những khi ấy liễu lại đỏ mặt mà quay vội đi những ngày mưa gió cả hai lại ngồi tựa lưng nhau mà ôn lại kỷ niệm những ngày đầu mới bước chân lên thành phố nhớ những khi ấy tiền bạc còn hạn chế lắm lúc chưa tới cuối tháng đã hết tiền nên cả hai lại đành chia đôi nửa ổ bánh mì hoặc có khi chỉ là cơm trắng với muối vừng ấy thế mà nhờ tình yêu mãnh liệt cùng với quyết tâm đổi đời mà cả hai vẫn hạnh phúc cùng nhau vượt qua được những ngày đầu khó khăn ấy rồi thì bước qua năm hai khi mà cả hai đã quen dần với cuộc sống sinh viên xa nhà thì cả liễu và nam đã xin được công việc làm thêm và buổi chiều tối, nhờ vậy mà bữa cơm mới có thêm con cá, miếng thịt. Hôm nay, mâm cơm dọn ra là mấy miếng đậu phụ chiên cùng đĩa rau muống luộc. Nam lùa vội bát cơm với nước muống luộc cho qua bữa. Liễu nhìn Nam có vẻ hơi ái ngại. Nay chưa có được nhận lương mà lại cuối tháng hết tiền mất rồi, nên là anh ăn tạm nhé. Nam cũng nhìn Liễu với vẻ ái ngại. Xong rồi, anh quay qua nhìn vào mâm cơm sơ sài mà nhỏ giọng, "Yêu em, mà chưa một lần nào lo cho em một bữa ăn tử tế, anh cảm thấy hổ thẹn quá." Liễu cũng đành vỗ vai mà an ủi Nam, "Không sao mà anh, bây giờ sinh viên phải chấp nhận nghèo khó, em cũng không trách được anh đâu ạ, miễn là sau này anh đừng phụ em là được." Nam cảm động mà ôm lấy Liễu, "Cảm ơn em, anh hứa sẽ không bao giờ phụ em đâu." cũng nhờ những lời động viên ấy mà họ cảm thấy yêu nhau hơn cùng nhau vượt qua những ngày thiếu thốn có nhiều lúc liễu cũng cảm thấy tủi thân bởi vào những ngày lễ nhìn những người yêu nhau tay trong tay hạnh phúc hay khi nhìn những người bạn cùng lớp được nhận những món quà mà liễu cũng cảm thấy có chút chạnh lòng thế nhưng rồi cô cũng tự an ủi mình rằng cố gắng sau này khi đã có công việc rồi thì nam sẽ bù đắp cho cô bởi anh đã hứa với cô như thế sắp tốt nghiệp rồi nên nam bàn với liễu là sẽ ngừng đi làm thêm để chuẩn bị thi tốt nghiệp nhưng mà vào thời điểm này chi phí cho việc học ngày một nhiều lại thêm việc thức khuya để ôn bài nên lại hay đói bởi vậy mà tiền bạc thêm phần chật vật thời gian đầu liễu cũng đồng ý để nghỉ làm thêm nhưng khi thấy tiền trang trải không đủ thì liễu lại nói dối với nam rằng cô đi học thêm với bạn cùng lớp để mà đi làm thêm Liễu Tranh Thủ xin rửa bát thuê ở quán ăn khuya, làm có mấy tiếng thôi, nhưng chủ quán thương cô là sinh viên nghèo mà trả tiền cho cô cũng khá. Có những hôm bán ế, chủ quán lại cho cô một phần ăn mang về, thế nhưng mà Liễu lại đành nhịn miệng mà nhường cho Nam, bởi anh là con trai nên sức ăn cũng nhiều hơn cô. Tối nay Chắc có lẽ là vì cuối tuần nên khách có vẻ đông hơn thường ngày. Bởi vậy mà tô bát cũng nhiều hơn ngày thường, thành ra liễu phải về muộn hơn một chút. Khi cô đang hí húi cọ mấy cái nồi lớn, bỗng có tiếng gọi phía sau lưng, khiến cho cô giật mình. Liễu! Cô quay lại, thì thấy Nam đang đứng nhìn cô với đôi mắt đang rưng rưng ngấn lệ. Liễu có chút bối rối trước tình cảnh này, nên cô lại đành ấp úng. Em, em nam mặc kệ tay của liễu đang dính đầy xà phòng mà anh lao lại ôm chầm lấy cô anh xin lỗi vì đã để em hy sinh vì anh quá nhiều liễu cũng bất ngờ về phản ứng của nam cô cũng nhẹ nhàng mà an ủi anh không sao mà tại vì tiền bạc cũng eo hẹp nên em cố gắng làm thêm một chút thôi ạ anh hứa sau này khi chúng ta ra trường rồi anh sẽ bù đắp cho em tất cả nam nhìn cô với ánh mắt đầy cương nghị mà hứa hẹn với liễu cũng vì những lời nói đó của Nam mà dường như những mệt mỏi trong lòng cô cũng tan biến hết. Nam sắn tay áo lên mà cùng Liễu cọ hết mấy cái nồi son rồi anh cùng cô trở về. Hôm đó hai người chia nhau có một tô bún thôi nhưng mà Liễu cảm giác đó là bữa ăn ngon nhất của cô. Từ ngày Nam biết Liễu đi làm thêm rồi thì Liễu cũng không cần nói dối nữa. Buổi tối sau khi lo cơm nước xong thì Liễu lại rời nhà mà ra phụ quán ăn Tới khuya, sau khi Nam học bài xong thì anh sẽ ra đón cô về. Dù rằng Liễu phải ôn bài khuya hơn một chút, nhưng miễn là làm được bất cứ thứ gì cho người mình yêu thì cô cũng cam lòng. Thấm thoát, thế mà đã tới kỳ thi tốt nghiệp rồi. Cũng may mắn khi cả hai học lực đều rất tốt nên thuận lợi mà tốt nghiệp thành công. Liễu cứ nghĩ tương lai dạng dỡ của cả hai đang chuẩn bị tới gần rồi. Nhưng mà đoạn đường phía trước còn xa lắm bởi chuyện đi thực tập ngành này phải thực tập một thời gian lấy kinh nghiệm thì may ra mới có thể xin được việc. Nam lại thêm phần dầu dĩ, bởi Nam là người tham vọng nhiều nên anh không muốn bị điều đi tới các bệnh viện nhỏ, bởi thực tập ở đấy thì dễ gì mà có thể xin được việc tốt, rồi thì khi đấy làm lương ba cọc ba đồng lại chẳng bỏ công bao năm đi học. Nhưng mà ngặt một nỗi, nếu như xin vào thực tập ở bệnh viện lớn thì phải có quan hệ hoặc tệ lắm thì phải có tiền, nhưng mà cả hai thứ đấy Nam lại không có được Sáng nay anh có gọi điện thoại về cho mẹ Sau một hồi chuông đổ dài Thì anh mới thấy mẹ anh bắt máy Alo Nam đây ở con Mẹ đang làm vườn nên không có để ý điện thoại Nam cũng có thoáng chần chừ Anh không biết nên mở lời như thế nào Bởi bây giờ anh thì cần tiền để chạy việc Nhưng mà cũng không biết là bố mẹ anh có tiền hay không Mẹ à Con cũng chuẩn bị đến thời gian đi thực tập rồi bà thoan mẹ của nam nghe chừng có phần hồi hởi hừ mẹ biết mà bố con ngày hôm qua cũng đi lại trạm xá gần nhà mình đấy cũng ngỏ ý muốn xin cho con thực tập ở đấy sau này rồi từ từ mà xin đến bệnh viện huyện cũng được về đây gần bố mẹ với các em cho vui con ạ à. trái với sự mong đợi của bà thoan thì nam lại có phần hơi gắt gỏng xin ở trạm xá thì đến đời nào con mới ngóc đầu lên được bao năm con học hành không lẽ lại chui về cái nơi xó xỉnh ấy bà thoan có phần thất vọng bà không nghĩ nam lại gọi cái nơi mình sinh ra là nơi nghèo hèn như vậy nhưng rồi bà cũng đành nén lại nỗi thất vọng mà khuyên nhủ con bây giờ trước mắt cứ xin thực tập ở trạm xá trước đã nếu mình giỏi thì nào có sợ gì đâu con chứ bố mẹ cũng là nông chứ có phải ông to bà lớn nào đâu mà có thể chạy trọt được chỗ ưng ý bố con xin được ở trạm xá cũng là vì người ta nể ông ấy đóng góp bao nhiêu thứ cho xóm làng đấy nam cảm thấy chán trước sự kể lể của mẹ bố mẹ anh suốt ngày chỉ ở cái miền quê nghèo ấy, làm sao mà hiểu được phố xá nó phát triển thế nào rồi. Ban đầu, Nam còn định gợi ý khéo cho mẹ mình về chuyện tiền nong, nhưng mà nghe mẹ cứ nói mãi thế này, anh cũng chẳng kìm lòng được mà nói thẳng. Con muốn xin thực tập ở bệnh viện thành phố trên này, nhưng mà phải có nhiều tiền mới được. Bà Thoan thẳng thốt, nhà mình tiền bạc làm gì có đâu con, thời gian gần đây con cần tiền để làm đồ án tốt nghiệp. Nên mẹ cũng bán hết lứa nợ này rồi, còn mỗi con bò thì phải để dành cho hai đứa em vào năm học mới. Năm nay mất mùa, bố mẹ đâu có đồng nào đâu. Những lời nói của bà Thoan qua tai Nam lại thành những lời than thở khiến anh thấy bực mình, anh cằn nhằn. Cái nhà gì mà quanh năm không có nổi lấy một xu nào cả. Nói rồi thì Nam hậm hực mà tắt máy. Suốt những năm sinh viên, Nam ít gọi về nhà là vậy. Bởi lần nào cũng toàn là chuyện thiếu tiền, thiếu bạc. Mấy năm qua, Nam cũng không đưa Liễu về nhà bởi anh cũng ngại cảnh nghèo khó của gia đình mình. Thoáng thấy Liễu đã đi trở về ở đầu ngõ nên Nam lại nhanh chóng mà điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Liễu hôm nay vừa nhận lương làm thêm nên là bữa ăn hôm nay có cá, có thịt. Ấy thế mà vì mãi nghĩ đến chuyện thực tập mà Nam ăn gì cũng thấy khô như rơm mà thôi. Anh có chuyện gì mà nay thấy ẻo hải vậy? Tiếng của Liễu hỏi làm cho Nam thấy giật mình anh tìm cách mà nói tránh đi. À không, không có chuyện gì đâu. Nói rồi thì Nam cũng lùa vội bắt cơm cho nhanh. Anh không ở lại phụ liễu dọn dẹp như mọi khi mà anh bảo mệt nên là anh về phòng mình mà ngủ sớm. Sẵn tâm trạng bực bội lại thêm cái oi nóng của mùa hè khiến cho Nam thêm khó ngủ. Cái phòng trọ thấp lụp sụp lợp mái tôn vào ban trưa nó lại càng nóng hập lên. Cái quạt nhỏ nơi góc phòng dù có cố quay hết cỡ cũng chẳng thể làm dịu đi cái nóng oi nồng được. Nam không ngủ được, lại định đi qua tìm Liễu. Cánh cửa phòng của Liễu chỉ khép hờ, Nam đẩy cửa nhìn vào mà chẳng thấy Liễu đâu. Anh đoán có lẽ là do trời quá nóng mà Liễu lại đi ra gốc cây ngồi tránh nóng như mọi lần. Thế nên Nam lại đi ra bên ngoài ngõ mà tìm cô. Từ phía xa, Nam đã thấy Liễu ngồi ngay gốc cây lớn trước cổng trọ. Cô ngồi quay lưng lại nên không thấy Nam. Khi anh tiến gần lại thì thấy Liễu đang nói chuyện điện thoại với mẹ cô. Cái điện thoại cục gạch cũ mềm hư loa, chưa có tiền sửa nên mỗi lần nghe điện thoại thì Liễu lại phải bật loa ngoài ra mới nghe rõ được. Nam cũng không có ý tò mò nhưng vì Liễu đang bận nói chuyện nên anh nán lại ở gần ngay đó để chờ cô. Từ phía của Nam đứng, anh nghe rất rõ tiếng mà mẹ của Liễu đang nói. Liễu này, Bố mẹ đợt này vừa được người ta đền bù cho mấy xào ruộng ở phía gần núi đấy, tính ra cũng được mấy trăm, còn bây giờ công việc như thế nào rồi? Bố mẹ tính cất một ít, lo việc cho con, xong rồi thì cũng cố gắng mà dựng lại cái nhà, chứ này nó cũng hư nhiều lắm rồi. Liễu trần trừ đôi lát, xong rồi cô cũng đáp lại, con còn đi thực tập một thời gian dài thì may ra mới có việc chính thức được với cả con thực tập thì cũng có lương nên là mấy cái chuyện tiền nong mẹ khoan tính tới cứ để tiền đấy mà sửa nhà đi ạ à. còn chuyện thực tập người ta điều đi đâu thì con đi đó thôi mẹ à khi liễu và mẹ còn đang ngồi tỉ tê tâm sự thì nam đứng đấy không ngừng tiếc rẻ nam khẽ thở dài mà ước giá như gia đình anh cũng biết chú trọng mà lo toan công việc cho anh như gia đình liễu thì tốt biết mấy nhưng rồi nam nhìn về phía liễu mà lòng tràn ngập những nỗi băn khoăn Đôi mắt anh cứ mông lung nhìn vào khoảng không mà suy nghĩ về những điều xa xôi. Thấy Liễu đã nói chuyện điện thoại xong rồi, Nam vờ như vừa đi tới mà hỏi Han. Chưa không ngủ mà ra đây ngồi làm gì vậy em? Liễu quay lại, thấy Nam, cô lại cười hiền hòa. À, em có điện thoại nên ra ngoài này nghe kẹo ồn, anh lại không ngủ được. Nam tiến lại ngồi gần Liễu, anh im lặng một lúc xong rồi khẽ chút tiếng thở dài. Chuyện đi thực tập em tính như thế nào? Em thì cứ chờ có thông báo thôi, thực tập ở đâu cũng được mà anh, mình còn trẻ, cứ đi mà trải nghiệm thôi ạ. À. Nam lại thở dài thêm, anh trần chờ một lúc, xong rồi anh lại ngỏ lời, anh muốn thực tập ở đây, ngặt nỗi tiền bạc lại khó khăn. Nam im lặng một lúc dò chừng xem thái độ của Liễu như thế nào, nhưng rồi anh vẫn thấy cô im lặng, nên anh lại quay qua mà cầm lấy tay của Liễu. Anh muốn thành công thật nhanh, để có thể cưới em về làm vợ, anh có thể chờ, nhưng tuổi xuân của em thì không. Liễu nhìn ánh mắt rưng rưng của Nam thì cô lại thấy mùi lòng. Cô cũng không nghĩ là Nam lại thương cô như vậy. Nếu mà xin thực tập ở ngay bệnh viện này thì cần khoảng bao nhiêu tiền? Nam có vẻ hồi hời hẳn trước câu hỏi của Liễu. Anh không kìm được phấn khích mà giọng nói trông có vẻ phấn khởi hơn. Chắc cũng có lẽ gần 100 triệu. Câu chuyện dần chìm và im lặng rồi cả hai bước vào phòng trọ Nam dò nhìn ánh mắt của Liễu thì anh cảm thấy có vẻ yên tâm hơn. Tâm tình anh vì thế mà cũng tốt hơn rất nhiều. Đúng như Nam dự đoán. Tầm một tuần sau, thì Liễu đưa cho anh một sấp tiền được bọc kỹ trong giấy báo. Nam vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên mà hỏi Liễu. Em đưa cho anh cái gì đây vậy? Là tiền để anh xin thực tập ạ, à? 100 triệu đấy. Trong lòng Nam. Đã cảm thấy vui hẳn, thiếu chừng có thể hét lên thật to, nhưng rồi anh kìm chế lại mà lại tỏ ra vồn vã. Trời, tiền ở đâu mà em có nhiều thế này? Là của nhà em ạ, à, em mượn của mẹ. Không được đâu, anh không thể nhận số tiền này được, em giữ lấy mà lo việc thực tập của em, nhận tiền thế này anh ấy lấy lắm. Liệu vẫn ôn tồn, từ trước tới nay, cô luôn nhẹ nhàng và dịu dàng như vậy, em thực tập ở đâu cũng được em đã nghĩ rồi, đầu tư cho anh cũng là đầu tư cho tương lai của mình. Nếu anh thành công thì cũng là em được hưởng cả, chỉ cần anh một lòng với em thì chẳng có điều gì mà phải lo nghĩ hết. Nam khi này đã vui ra mặt, anh cười lớn mà ôm liễu vào lòng. Anh cảm ơn em nhé, cả đời này anh mắc nợ em mà. Làm sao anh có thể phụ một người như em được cơ chứ? Anh sẽ cố gắng, anh sẽ vì tương lai của chúng mình. Liễu cũng mỉm cười, nhưng mà trong lòng cô không khỏi nặng chịu những ưu tư cô không hối hận về những việc mình hy sinh cho Nam, chẳng qua là trong lòng cô vẫn đang trào dâng lên chút áy náy, bởi vì số tiền này cũng là do cô nói dối với bố mẹ mình rằng để cô lo việc cho mình mà có được. Chẳng mấy chốc mà đã có thông báo lịch thực tập, Liễu được phân tới một bệnh viện ở tỉnh nhỏ, còn Nam sau khi nhờ số tiền mà Liễu đưa cho để chạy trọt thì anh cũng đạt được ý nguyện là vào thực tập ở một bệnh viện lớn trong thành phố. Ngày nhận được thông báo, Nam đã vui mừng mà ôm chầm lấy liễu, mà không ngừng hứa hẹn. Cảm ơn em, gắng chờ anh thành công rồi thì anh sẽ cưới em làm vợ. Liễu luôn tin và cảm thấy hạnh phúc về những điều mà Nam nói, và cô luôn lấy đó làm động lực để mà phấn đấu. Số tiền mà Nam chạy trọt hết 80 triệu, nhưng số tiền còn lại Nam đã không trả cho Liễu mà anh để mua sắm quần áo cho mình để chuẩn bị cho khoảng thời gian thực tập sắp tới và để rủ đám bạn của mình đi nhậu một bữa cho đã đời. Trong bữa tiệc nhậu hôm nay, Nam không ngừng khoe mẽ với đám bạn mình rằng nhờ anh có quan hệ tốt mới xin được vào bệnh viện lớn và tất nhiên thì đám bạn của Nam chỉ biết thá hốc mồm mà ganh tị. Đêm hôm nay, sau trận liên hoan bét nhè với đám bạn, Nam trở về nhà trong khi người đang ngập tràn men say. Hôm nay, anh rất vui, anh vui vì sự may mắn của mình, anh vui vì được chứng kiến những ánh mắt mà đám bạn anh phải nhìn anh một cách đầy ngưỡng mộ. Anh không về phòng mình mà đi thẳng vào phòng của Liễu, cô thấy anh người nồng nặc mùi bia thì không ngừng trách. Anh đi liên hoan kiểu gì mà uống cho say mềm thế này? Nam không trả lời mà anh lại tiến dần về phía của Liễu, anh khác hẳn với cái dáng vẻ thư sinh hiền lành thường ngày. Liễu hình như cũng cảm nhận thấy điều gì khác thường nơi anh mà tìm cách né tránh. "Thôi anh say rồi, anh về phòng mà nghỉ đi." Vừa nói, Liễu vừa đẩy Nam đi ra khỏi phòng, nhưng mà Nam đã ôm ghì lấy Liễu mà hôn cô. Mặc dù trước đây không ít lần cả hai đã từng hôn nhau, nhưng mà ở trong tình trạng Nam say mềm như thế này thì đây là lần đầu. Người nam toàn mùi bia khiến cho Liễu cảm thấy khó chịu. Cô cố gắng đẩy Nam ra, nhưng mà Liễu càng đẩy thì Nam lại càng gỉ chặt lại. Anh thì thầm vào tai cô. Không lẽ yêu nhau bao nhiêu năm mà em vẫn không thể cho anh được một lần à? Nhưng mà em... Khi Liễu chưa kịp đáp, thì môi cô đã không kịp thốt lên một lời nào nữa rồi. Bởi môi anh đã chạm lấy môi cô mà ngấu nghiến hôn cô, mặc cho cô phản kháng. Nhưng mà sức lực của một người con gái làm sao mà thắng nổi sức mạnh của một người con trai. Chẳng mấy chốc mà Nam đã dìu được cô vào bể tình mà anh răng sẵn vậy là trong đêm hôm đấy liễu chính thức đã trao mình cho nam sáng hôm sau nam tỉnh dậy và thấy liễu đang nằm bên cạnh mình thấy dấu vết trinh nguyên còn hiện rõ trên tấm đệm cũ nam cảm thấy hài lòng những chuyện xảy ra vào đêm qua tất nhiên là anh nhớ rõ vì nam chưa phải say đến mức mà không nhớ chuyện gì thậm chí việc anh làm ngày hôm qua cũng là anh chủ động Mấy năm qua yêu liễu, nhưng anh phải dằn lòng mà chịu cảnh, mỡ treo, mèo nhịn đói. Nay sắp phải thực tập cách xa nhau, Nam không đành lòng bởi anh lại sợ, lỡ như có kẻ khác nẫng tay trên. Nam khẽ vuốt tóc của liễu. Trong cơn mê ngủ, liễu tỉnh giấc mà dần nhớ lại những chuyện ngày hôm qua. Cô xấu hổ mà vội kéo chăn che mặt mình, nam thì mới trải qua trận hoan ái hôm qua nhưng dường như anh chưa cảm thấy đủ anh lại quay qua phía liễu mà ôm lấy cô lại một lần nữa mà dìu cô vào hoan lạc có lẽ lần này thì liễu cũng đã dần quen với chuyện này nên cô không quá gượng gạo như hôm qua nữa còn nam nhận được sự hợp tác của liễu nên anh cũng hùng hổ mà mãnh liệt hòa vào trong cô kết thúc cơn hoan lạc liễu khẽ nép mình vào người nam cô thỏ thẻ em đã cho anh hết rồi nên anh phải có trách nhiệm với em đấy nhớ. Nhớ không? Nam thì vẫn tự tin, anh cảm thấy thỏa mãn với những cảm xúc mà Liễu vừa mang lại cho anh. Anh ôm chặt lấy Liễu mà chấn an. Em cứ khéo lo, trước sau gì chúng ta chẳng là vợ chồng mà em cứ lo xa như thế. Mình yêu nhau lâu như thế rồi, anh không lấy em thì lấy ai nữa. Công nhận, những lời xoa dịu của Nam làm cho Liễu tin tới mức mà những tưởng Đám cưới chuẩn bị diễn ra tới trước mắt rồi, cũng từ dạo đấy mà việc cần gũi và thân mật giữa cả hai người ngày một nhiều hơn. Liễu được điều đi thực tập ở một bệnh viện huyện, bệnh viện này ở tỉnh lẻ, cách chỗ của Nam cũng tầm 100 cây số. Về phần Nam thì anh cũng nhanh chóng được phân vào khoa sản ở bệnh viện nơi trung tâm thành phố. Vào tới đây rồi, Nam mới thấy rõ được sự tranh lệch của mình với những người xung quanh như thế nào bởi vào được đây cũng toàn là con cháu của những người tầm cỡ có máu mặt. Ngày đầu đi làm của Nam khá suôn sẻ, mọi thứ ở đây đối với Nam cứ như là trong mơ, bởi chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể đứng trong một bệnh viện lớn như thế. Nhìn những người làm trong bệnh viện này đi làm ở những chiếc xe hơi đắt tiền cùng những bộ quần áo sang trọng khiến cho Nam không khỏi phấn kích mà mơ về một tương lai đầy dạng người của mình sau này. Thực tập với Nam còn có ba người nữa, hai nam một nữ, nhìn bộ dạng và cách ăn mặc của bọn họ thì đích thị là con nhà giàu, bởi từ đầu tới chân của ba bọn họ đều toát ra mùi tiền. Chỉ có nam là khác biệt, bởi cho dù anh có đang khoác trên mình cái áo mới tinh mà anh đã mua, nhưng nó chỉ là hàng chợ, nó làm cho anh trở nên thấp kém hơn khi đứng cùng với ba người kia. Có lẽ ba người kia cũng dễ dàng mà nhìn ra được sự nghèo nàn toát ra trên người anh, cho nên bọn họ cũng có ý muốn lảng tránh anh. Liễu hôm nay cũng là ngày đầu thực tập, cô xuất hiện trong bộ đồ sơ mi trắng và quần tây trông giản dị nhưng lại càng làm toát lên vẻ thanh thoát của cô. Thực tập chung với Liễu có một bạn nam nữa tên là Khôi, anh cũng là sinh viên mới ra trường, trông khuôn mặt đầy nam tính và nét ôn nhu khiến cho anh càng trở nên cuốn hút. Vì chỉ có hai người thực tập chung với nhau cùng một khoa nên là Liễu và Khôi cũng nhanh chóng mà làm quen với nhau. Chỗ của Liễu thực tập cách chỗ của Nam tận 100 cây số, thế nên cô đã trả phòng trọ cũ để tìm thuê một nơi mới ở gần bệnh viện nơi cô làm để tiện bề đi lại. Liễu cũng đã tính rồi, nếu cuối tuần cô có về thăm Nam thì cô ở chung một phòng với anh cũng được, chứ để lại căn trọ cũ của cô chỉ có thêm tốn kém. Chỉ có điều thời gian gấp rút nên Liễu cũng chưa tìm được phòng trọ. Cô đang tính hôm nay sau khi kết thúc buổi thực tập thì cô sẽ đi tìm phòng trọ. Suất cơm trưa ở căng tin bệnh viện, ấy thế mà tận 50.000, Liễu cầm khay cơm trên tay mà không khỏi tiếc rẻ bởi số tiền này khá đắt đỏ. Liễu ngồi lầm nhầm, nếu mà tình hình này, nếu ngày nào cũng mua cơm thì một tháng đã mất toi một triệu rưỡi, càng nghĩ mà Liễu lại càng thấy sót tiền kinh khủng. Khi Liễu đang ngồi thẫn thờ thì Khôi đặt khay cơm ở phía trước mặt của cô mà ngồi đối diện. Khôi nở nụ cười đầy cuốn hút mà chào hỏi, "Mình ngồi ở đây có được không?" "Được chứ, chỗ này là chỗ ngồi chung mà." Liễu vốn dĩ nhiệt tình, thế nên cô cũng nhanh chóng mà bắt chuyện với Khôi, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Sau một hồi nói chuyện qua lại, Liễu mới biết được. Hóa ra, Khôi lớn hơn cô một tuổi. Thành ra Liễu lại ngại ngùng, mà sửa lại, gọi Khôi bằng anh. Đang nói chuyện rôm giả, như sực nhớ ra điều gì, Khôi quay qua hỏi Liễu. Hình như em từ nơi khác chuyển về đây thực tập có đúng không? Liễu gật đầu xác nhận, cái điều mà Khôi vừa hỏi. Anh lại cười hiền, mà tiếp tục hỏi Liễu. Vậy em đã tìm được chỗ ở đây chưa? Liễu lại khẽ thở dài. Em chưa tìm được ạ thời gian khá gấp nên cũng chỉ mới kịp trả trọ cũ chứ chưa tìm được chỗ mới. Em định chiều hôm nay tan làm rồi mới bắt đầu đi tìm ạ. À. Đến bây giờ em mới bắt đầu đi tìm thì làm sao kịp có chỗ mà ở. Dãy trọ của anh đang ở cũng vừa hay trống một phòng đấy. Nếu em không ngại thì qua mà ở. Làm hàng xóm với anh luôn. Tất nhiên thì cô chẳng ngại ngùng gì nữa. Lời mà Khôi vừa nói làm cho Liễu cảm thấy vui tới nỗi như cô vớ được vàng. Bỗng dưng chẳng phải mất công đi tìm mà lại có ngay chỗ để ở, hơn nữa, ở gần Khôi thì cả hai cũng tiện gọi nhau mà đi làm hàng ngày. Buổi chiều sau khi tan làm, Khôi trở liễu về dãy trọ mà cô đang ở. Dãy trọ cũng không quá mới, nhưng mà khá vắng người và yên tĩnh. Dãy trọ nằm trong con hẻm nhỏ, ở khu này cũng toàn là những gia đình làm công ty, sáng đi làm, tối về, thế nên những người ở đây thấy ai cũng lịch sự và hiền lành. Cô chủ nhà cũng niềm nở mà đón tiếp Liễu, với tất cả những thứ đầy thuận lợi như thế này, chẳng có lý do gì để Liễu từ chối ở một nơi như thế này cả. Hôm trả phòng, có chút ít đồ đạc, Liễu cũng bỏ qua phòng của Nam hết, bởi cô định bụng nếu như có thuê được phòng trọ ở đây thì cuối tuần cô mới về lấy đồ, mà hơn nữa, đồ đạc trong phòng trọ của cô cũng chẳng có gì ngoài chiếc chiếu cùng cái quạt cũ kỹ đã theo cô suốt mấy năm sinh viên toàn bộ sách vở quần áo thì Liễu đã mang mà gửi ở chỗ bảo vệ bệnh viện rồi. Được một chiếc xe đạp Liễu cũng để lại cho Nam để anh tiện khi cần có xe mà đi. Còn Liễu ở đây cô sẽ chịu khó đi làm bằng xe buýt. Cũng may là Khôi có chiếc xe máy cà tàng thế nên là anh nhận luôn nhiệm vụ sáng và tối sẽ cho Liễu đi nhờ xe để cùng đi làm với anh. Nhờ vậy mà Liễu cũng đỡ thêm một khoản chi phí. Bởi đồ đạc không có thế nên sau khi dọn dẹp phòng sơ qua thì khôi chở liễu ra chợ mua ít vận dụng để ở trong phòng sau rồi anh chạy lên phía cổng bảo vệ của bệnh viện mà lấy sách vở và quần áo của liễu về dùm cho cô cũng may có khôi phụ một tay thế nên là căn phòng trọ nhanh chóng được lấp đầy bởi đồ đạc quần áo sách vở nhờ vậy mà buổi tối ngày hôm nay liễu mới có chỗ để nghỉ ngơi sau khi ăn qua loa hộp cơm mua ở ngoài ngõ, Liễu bấm số điện thoại mà gọi cho Nam. Nãy giờ, Liễu cũng có chút sốt sáng chờ Nam gọi, ấy thế mà chờ mãi không thấy anh gọi tới, thành ra Liễu phải chủ động. Tiếng chuông đổ một hồi lâu thì Nam mới bắt máy, nghe tiếng của Nam có vẻ không được vui lắm, thế nên Liễu lại hỏi han, "Hôm nay là ngày đầu anh đi thực tập như thế nào rồi?" Cũng chẳng làm sao cả, bình thường nam nói nghe thì có vẻ bình thường nhưng mà sao liễu cảm giác anh đang bực bội điều gì đấy nhưng rồi liễu nghĩ ngày đầu đi thực tập ngay cả cô cũng vậy ít nhiều còn có những áp lực thế nên việc nam cảm thấy không vui và không thoải mái cũng là điều dễ hiểu vì vậy liễu cũng hỏi thăm qua vài câu rồi cô tắt máy hơn nữa cũng chẳng thể nói lâu bởi cô đang dùng cái điện thoại cục gạch mà mỗi lần gọi như này sẽ tốn tiền lắm bao nhiêu lần liễu cũng dự định làm thêm làm bớt rồi chờ có lương mua lấy cái điện thoại cảm ứng mà dùng ấy thế mà trong suốt những năm sinh viên bao nhiêu thứ phải trang trải bởi vậy liễu lại đành nín nhịn lại dành những đồng tiền ấy còn lo thêm miếng thịt con cá trong bữa cơm hàng ngày cho nam nhưng mà bây giờ cô và nam ở cách xa nhau như thế này thì có lẽ cuối tháng nay sau khi nhận được lương dù có phải tiết kiệm cỡ nào Liễu cũng phải cố gắng mà mua cho bằng được cái điện thoại Nam nghe điện thoại của Liễu xong Anh mệt mỏi mà vứt cái điện thoại sang một bên Rồi nằm mệt nhoài lên trên giường Trong đầu anh không ngừng hiện ra hình ảnh Của ba người cùng thực tập với anh ngày hôm nay Cả ba người họ Từ đầu tóc quần áo Tất cả đều toát lên sự sang trọng và giàu có Ngay cả cách mọi người xung quanh đối xử với bọn họ Nam cũng cảm thấy Được giường như người ta vẫn có thiện cảm Với người có tiền hơn nam lại khẽ thở dài anh tự chấn an bản thân rằng có lẽ đôi khi là do anh áp lực quá nên anh tự suy diễn như thế nhưng mà dù có cố nghĩ một cách tích cực đi chăng nữa thì nam vẫn không thể cố xua đi được cái suy nghĩ rằng mình bị coi thường và thấp kém hơn bọn họ đang mải mê với hàng ngàn suy nghĩ bỗng điện thoại của anh lại reo lên là bố mẹ của anh ở quê gọi tới nhưng mà lúc này tự nhiên anh lại cảm thấy tức giận và bực bội vì cái sự nghèo nàn của mình anh cảm thấy ghét bỏ cái thân phận thấp hèn của mình nhưng cái sự bực tức này anh chẳng biết chút vào đâu cả vì vậy anh cứ mặc kệ cho cái điện thoại reo mà anh chẳng thèm nghe máy liễu thì có thói quen dậy sớm bởi trước đây khi còn là sinh viên cô thường dậy sớm để làm thêm thế nên là kể cả đến bây giờ cô vẫn giữ thói quen dậy sớm như thế mà kể cả có ngủ rốn thêm cũng chẳng ngủ được trời còn mờ mờ sáng dậy sớm cũng chẳng biết làm gì thế nên liễu lại mở cửa mà đón khí trời buổi sáng lấy chút tinh thần cho ngày mới bỗng cô thấy cô chủ nhà đang sách giỏ đi chợ cũng nhân tiện đang dỗi dãi nên liễu xin đi cùng Cô chủ nhà quả thực là người phụ nữ của gia đình, bởi cô đi chợ và lựa thức ăn rất là khéo. Cô đưa Liễu tới một khu chợ tạm, ở cuối hẻm khu chợ này hầu như bán đồ cho công nhân, bởi vậy mà giá cũng rẻ. Cô chủ nhà đưa Liễu tới các cửa hàng quen thuộc mà cô hay mua, cô chỉ cho Liễu chỗ nào bán giá rẻ, chỗ nào có đồ ăn ngon mà người bán sởi lợi hay cho thêm. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Liễu cũng đã tính rồi, một ngày ăn ba bữa Bữa trưa nếu ăn ở căng tin của bệnh viện cũng đã ngót mất 50.000, rồi tối về lại còn phải ăn sáng nữa, có tiết kiệm thì cũng mất ít nhất 30.000. Tính ra một tháng, chi phí rất là cao. Ở chợ này, chỉ cần sáng sớm dậy sớm và đi bộ ra mua chút ít đồ ăn và tự nấu cơm thì kể ra một tháng tiết kiệm cũng được kha khá. Nhưng rồi, Liễu lại tặc lưỡi, bởi đồng ý là thức ăn rẻ nhưng bây giờ nếu bày biện mà nấu nướng thì lại phải mua thêm cả bếp rồi nồi niêu song chảo lại tốn thêm một mớ tiền, cách nào cũng tốn tiền cả, hơn nữa dạo trước Liễu cũng đã vét sạch tiền để đưa cho Nam rồi, nên hiện tại trong túi cô cũng chẳng còn bao nhiêu cả. Bây giờ mà mua cả bếp và nồi niêu song chảo rồi rủi lỡ như phải dùng tới tiền thì không biết cô phải vay mượn ai. Thế nên cái ý định nấu ăn của Liễu lại phải đành gác lại khi liễu về tới dãy trọ thì thấy khôi cũng đã thức dậy rồi cô thấy anh đang đứng tập thể dục ở phía trước hành lang đi từ xa là liễu đã biết là khôi đang ở đấy bởi người anh cao giáo thân hình lại vạm vỡ nên chẳng lẫn với ai được cả thấy liễu về khôi đã hồi hởi mới sáng ra mà em đã đi đâu về vậy à em đi theo cô chủ nhà đi chợ em tính nấu ăn hay sao mà đi chợ vậy liễu cảm thấy hơi ngại nhưng rồi cô cũng đành phải thú thật em thấy ăn uống bên ngoài chi phí cũng cao em định mua đồ ăn về để tự nấu rồi mang đi làm thế nhưng mà bây giờ tiền bạc cũng chưa có nhiều để có thể mua bếp và mấy đồ linh tinh nữa thấy liễu nói ánh mắt của khôi đã sáng lên anh vừa cười vừa đẩy cánh cửa phòng của mình ra mà chỉ vào bên trong tưởng gì chứ mấy cái đồ em nói phòng anh có sẵn luôn từ lúc mới tới đây anh đã mua rồi nhưng mà có mấy khi dùng đâu thế nên nếu em muốn dùng thì cứ qua dùng chẳng có gì mà phải ngại Mặc dù khôi nhiệt tình như vậy Nhưng mà Liễu cũng thấy ngại lắm Bởi cô quen anh cũng chưa lâu Mà bây giờ lại nhờ vả Và phiền anh nhiều như thế Thì quả thực cũng không hay lắm Khôi hình như đoán được suy nghĩ của cô Thế nên anh đã mở lời Thực ra thì thức ăn ở bệnh viện Anh cũng cảm thấy không hợp khẩu vị lắm Nhiều lúc cũng muốn đưa cơm đi làm Nhưng mà con trai mà Làm gì biết nấu nướng đâu Hay thì thế này Để tiết kiệm ấy, thì mình góp gạo nấu cơm chung Em thấy thế nào liễu lưỡng lự mãi Cô cũng chưa biết nên quyết định thế nào Nhưng mà nghĩ đến các khoản chi phí Nếu như cứ ăn bên ngoài mãi Thì như thế này Thì liễu mới gật đầu đồng ý Sáng nay Nam đi làm từ sớm Khi anh tới thì cả khoa chưa có ai tới làm việc Cũng không phải là Nam siêng năng Mà tới bệnh viện từ sớm Chỉ bởi vì anh đi làm bằng xe đạp Thế nên anh phải đi thật sớm Để hy vọng không có ai nhìn thấy mình anh không muốn mọi người biết được sự nghèo khó toát lên từ chính con người anh. Tối hôm qua, Nam cứ chằn chọc mãi không ngủ được, thế nên anh định bụng đi xuống căng tin mua một ly cà phê để uống cho tỉnh táo. Lúc anh đi xuống đã thấy ba người cùng thực tập với anh đang ngồi với nhau trò chuyện rôm rả. Họ ngồi uống cà phê với nhau mà trên bàn bày la liệt là đồ ăn sáng. Thấy Nam đi qua, bọn họ bỗng chốc im lặng điều này lại khiến cho nam nghĩ chắc có lẽ câu chuyện mà bọn họ đang nói là nói về anh và suy nghĩ này càng làm cho nam cảm thấy thêm hậm hực anh mua ly cà phê và ra băng ghế đá ở sân bệnh viện và ngồi một mình tầm này vẫn còn khá sớm vẫn chưa thấy nhiều người tới đây nam ngồi một mình ủ rột từng giọt cà phê trong miệng anh trở nên đắng chát khi mà trong đầu anh không ngừng suy nghĩ về câu chuyện ban nãy của ba người kia Nam bây giờ cứ như là một con mèo nhỏ thu mình lại và sợ sệt trước những ánh mắt và sự đàm tiếu của những người xung quanh, mà tất cả những lý do này chung quy lại cũng chỉ vì một chữ nghèo. Gần tới giờ làm, thế nên Nam đi lên nơi anh làm việc, ngay khi anh vừa tới khúc rẽ ở hành lang thì anh lại nghe thấy những người đang thực tập cùng anh đứng nói chuyện với nhau rôm rả có lẽ họ nghĩ giờ này đang còn vắng người nên họ cứ hồn nhiên mà nói chuyện lớn tiếng mà tất cả mọi lời bọn họ nói Nam đều nghe thấy hết. Đầu tiên là người con gái đang nhắc đến anh với giọng đầy dễu cợt. Sao tao thấy cái thằng Nam mà thực tập chung với mình ấy, thằng đó sao tao thấy nó cứ quê mùa làm sao ấy. Tiếp theo là tiếng của hai người còn lại cũng đang nhao nhao lên thì rõ ràng là quê mùa còn gì. Nhìn quần áo của nó mặc toàn đồ rẻ tiền, nhìn là biết nghèo rớt mùng tơi rồi. Nhưng mà nghèo như nó, sao lại có thể chen chân được vào chỗ này thực tập nhỉ? Nghèo như nó tiền đâu mà chạy trọt. Hơn nữa, nó là cái thứ nghèo hèn, thì làm gì quen biết được ai trong cái bệnh viện này mà nhờ vả. Nam siết chặt bàn tay mình lại, anh cuộn thành lắm đấm. Anh tức tới nỗi, giá như có thể xông ra mà đấm thẳng vào mặt bọn họ cho đã cái cơn tức tối của anh nhưng rồi anh dằn lòng lại anh phải cố kìm lại cái sự tức tối của mình bởi khó khăn lắm anh mới có thể leo tới vị trí này thế nên anh không thể để trong một phút bồng bột mà để xảy ra bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng tới tương lai của mình nam cứ phải đứng yên ở đó mà nghe thấy những lời đàm tiếu của mấy người kia về mình nghe tới đâu tay anh cuộn lại thành nắm đấm anh tức mà phải chạy ra một góc khuất đấm thật mạnh vào tường để mong có thể kìm lại cơn giận của mình ngay lúc này. Mãi đến khi đám người kia tản vào phòng thì Nam mới dám bước vào trong, bây giờ thì đã rõ ràng, quả thực những điều mà anh suy nghĩ không phải là do anh tự tưởng tượng ra mà là thật sự bọn họ đang coi thường anh. Về phần Liễu từ cái hôm mà Khôi ngỏ ý sẽ nấu ăn chung thì từ sáng sớm cô đã dậy sớm cùng đi chợ với cô chủ nhà. Sau đó cô lại qua phòng của Khôi để mà nấu ăn. Khôi cũng nhanh nhẹn mà sắn tay áo và phụ liễu nấu ăn. Mà thành quả là cả hai cùng ăn sáng xong rồi đưa hai cặp lồng cơm để đi làm. Tối về thì ăn đồ ăn còn thừa của buổi sáng thành ra một ngày việc chi tiêu cho ăn uống giảm được đáng kể. Suốt một tuần dài thực tập thì Nam luôn chịu cái cảnh phải bực bội vì những chuyện mà anh phải chứng kiến từ những người làm chung, thành ra anh chẳng thể nào tập trung được cho công việc. sáng nay là sáng chủ nhật, nên Nam đã bắt xe buýt tới chỗ của Liễu từ sớm. suốt của tuần nay anh đã thấy áp lực đủ chuyện nên muốn tới chỗ Liễu thật nhanh mà xả, xả chết một chút. bởi gặp Liễu thì anh sẽ được cô cung phụng như ông Hoàng. khi Nam tới phòng trọ của Liễu theo như tin nhắn mà cô đã gửi, thì thấy Liễu đang đứng phơi quần áo và đang cười nói với Khôi rất vui vẻ. Nam cảm giác hơi bực dọc khi thấy Liễu đang cười nói với một gã đàn ông khác. Nam sồng sọc xông vào mà tra hỏi, Liễu, em đang nói chuyện với ai đấy? Nam vừa nói, vừa chỉ tay vào mặt Khôi, khiến cho Liễu cảm thấy có chút xấu hổ vì Nam hơi bất lịch sự. Liễu vội vàng mà giải thích để tránh sự hiểu lầm xảy ra điều không hay. À đây là anh Khôi, đang thực tập cùng khoa với em, cũng là hàng xóm ở cạnh bên. Nói rồi, Liễu quay qua phía Khôi mà giới thiệu Giới thiệu với anh Đây là người yêu của em Khôi lịch sự gật đầu chào hỏi Và chìa tay muốn làm quen Nhưng Nam vẫn hậm hực và kéo Liễu đi vào trong phòng Trong sự ngỡ ngàng của Khôi Nam đóng cửa phòng cách sầm Mà nắm chặt tay Liễu Và không ngừng tra hỏi Em nói đi Em với thằng đó là thế nào Không có anh ở đây rồi Em thích làm gì thì làm à Liễu đang xấu hổ Vì thái độ cục cằn của Nam thì chớ Bây giờ anh lại tra hỏi cô như thể mình đang phản bội anh vậy. Liễu có chút bực mình và trả lời Nam với giọng có vẻ không vui. Em với anh ấy là đồng nghiệp, không lẽ anh cấm em không được nói chuyện với người khác giới à? Nam khẽ hừ nhẹ trong miệng, anh nói giọng đầy mỉa mai, nếu không kiểm soát thì biết em lên giường với nó hồi nào. Liễu không kìm được sự vô lý của Nam. Anh nói như thế, không khác nào là đang xúc phạm cô cả liễu nghiến răng mà tát Nam một cái Cô không thể chịu đựng được trước sự vô lý này của Nam Nhưng Nam cũng không vừa Anh không đánh liễu Nhưng anh lại đẩy liễu ngã dạp xuống giường Rồi anh ngông cuồng mà chiếm lấy cô Mặc cho cô chống cự Phòng trọ cũ cùng vách tường mỏng Chẳng đủ che đậy được những âm thanh ái dục Đang vang lên từ phía trong phòng của liễu Khôi ở bên này đều nghe rõ hết Trong đôi mắt của anh hiện lên nỗi sầu thẳm Khôi chẳng buồn đóng cửa phòng mình nữa mà lấy xe chạy đi mất hút. Liễu ở trong phòng, khi đã nghe tiếng xe của Khôi chạy vụt đi thì khi này cô mới bật khóc nức nở. Từ nãy tới giờ, cô phải chịu đựng sự dày vò của nam, lại còn chịu đựng xấu hổ khi cô biết ở bên kia phòng Khôi cũng đang biết hết mọi chuyện. Liễu phải cố kìm nén mà cắn chặt môi đến bật cả máu cho đến khi biết Khôi đi rồi thì cô mới bật khóc trong sự tủi nhục ê chề. Sau khi Nam được thỏa mãn rồi thì anh mới nằm vật ra, thấy Liễu ngồi ôm mặt khóc tức tưởi thì khi này anh mới nhận thức được việc mình làm. Nam lại vội vàng mà lao lại, ôm trầm lấy Liễu mà cầu xin cô tha thứ. Em à, anh xin lỗi mà, anh chỉ nhất thời nóng giận nên không thể kìm chế được cảm xúc của mình. Thấy Liễu không hồi đáp, Nam lại quỳ mọp xuống chân Liễu mà xin lỗi. Liễu sau khi đã kìm lại được một chút cảm xúc của mình, cô liền trách cứ Nam. Anh coi em như một con làm gái hay sao mà anh có thể đối xử với em như thế thật lòng anh không có ý đó chỉ là do anh kiềm chế không tốt là anh ghen nam vừa nói vừa quỳ mọp xuống dưới chân của liễu mà xin lỗi liễu cũng không thể ngồi nhìn nam quỳ xuống chân cô được một phần là cô thương anh cô cũng không đành lòng nhìn anh như vậy nữa phần nữa dãy trọ này hôm nay là chủ nhật hầu hết mọi người đều ở nhà liễu không muốn kéo dài mọi chuyện khiến cho mọi người để ý Thế nên là Liễu cũng đành phải gạt được mất mà đội nón để đi ra chợ mua ít đồ ăn về cho Nam. Đến tầm chiều thì Nam về, quãng đường từ chỗ Liễu về phòng trọ của Nam thì đi xe buýt khoảng 2 tiếng. Ấy thế mà từ lúc Nam về tới, bây giờ cô chẳng nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào của Nam cả. Nhưng mà Liễu cảm thấy mệt mỏi, cô cũng chẳng buồn nhắn tin hay gọi điện cho Nam nữa. Liễu thi thoảng vẫn nhìn qua phía bên kia phòng của Khôi, không thấy xe máy của anh đâu cả, chứng tỏ là anh chưa về nhà. Liễu cũng không thể hiểu được, thực chất thì giữa cô và Khôi là mối quan hệ bạn bè, nhưng mà khi thấy Khôi bỏ đi như thế, trong lòng của Liễu vẫn thấy có cảm giác bất an. Liễu cứ ngồi chờ mãi trước cửa cho đến khi trời sẩm tối thì cô nghe thấy tiếng xe máy của Khôi từ xa. Cô vội lật đật đứng dậy mà đóng cửa phòng của mình, lại trốn biệt vào trong. Liễu sợ phải đối mặt với Khôi lúc này. Từ kẽ hở trên vách của phòng mình, Liễu thấy Khôi đã tắt đèn nên cô mới yên tâm mà tắt đèn đi ngủ, nhưng mà thật ra thì Liễu không ngủ được bởi mọi hình ảnh của việc đã xảy ra ngày hôm nay cứ hiện lên trong đầu của cô. Mặc dù là cô đã đồng ý tha thứ cho Nam rồi, nhưng mà những chuyện đã xảy ra vẫn khiến cho cô không thôi được cái cảm giác mình bị xúc phạm và vô cùng tủi hổ. Càng nghĩ Liễu lại càng thấy tủi thân Nên cô lại cứ nằm khóc thút thít Khi đôi mắt của Liễu đã sưng bụp lên rồi Thì cô lại nghe thấy tiếng gõ cửa Liễu với tay bấm cái màn hình điện thoại sáng lên Bây giờ đã là gần 12 giờ đêm rồi Có tiếng gõ cửa lúc này Quả thực cô hơi sợ Liễu gión rén tiến lại vần phía cửa Mà dò xét Cô thận trọng mà hỏi người đang đứng ở ngoài cửa Ai gọi cửa đấy Phải một lúc lâu sau mới có tiếng đáp lại Là anh Khôi đây liễu gần như nín thở cô không biết tại sao khôi lại gọi cửa vào lúc này cô cũng không biết có nên mở cửa hay không bởi để anh đứng chờ bên ngoài cũng không được nhưng nếu mở cửa ra thì cô cũng không biết nên đối diện với khôi vào lúc này như thế nào nữa nhưng rồi trước sự kiên trì của khôi liễu cũng đành mở cửa khi cánh cửa vừa mở ra khôi đã đưa ngay cho liễu một túi trái cây cho em này Liễu có vẻ hơi chần chừ nhưng mà cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Khôi, bởi lúc này mắt cô đã sưng vù lên rồi nên cô cứ cụp mắt xuống mà nhìn xuống đất. Cô đưa tay cầm lấy túi trái cây trên tay của Khôi và nói lời cảm ơn, nhưng khi cô quay lưng định đóng cửa thì Khôi đã kịp nói với vào. Ăn đi rồi mà ngủ, ngày mai còn phải đi làm đấy, khuya rồi ồn ào anh không ngủ được. Nói rồi, thì Khôi rời đi và trở về phòng. Liễu đứng yên một chỗ, nhìn túi trái cây trên tay mình. Cô lại chợt thấy tủi thân. Cô hiểu ý mà Khôi nói. Chắc chắn Khôi biết cô đang khóc. Thế nên anh mới qua và nhắc nhở một cách khéo léo như vậy. Sáng hôm sau, khi Liễu thức dậy thì đã thấy Khôi đi chợ về. Có lẽ anh biết cô mệt nên mới dậy sớm để đi chợ. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày Khôi vẫn vờ như anh không biết chuyện gì mà cứ vô tư nói chuyện với Liễu. Anh cố tỏ ra mình đang bình thường nhất để không làm cho Liễu cảm thấy khó xử. Suốt quãng thời gian kế tiếp, Nam vẫn đều đặn tới chỗ của Liễu vào cuối tuần và mặc nhiên cứ mờ sáng chủ nhật là Khôi đã dắt xe ra khỏi cửa và đi từ sớm, mãi tới khuya gần nửa đêm thì anh mới về. Sau hơn 2 tháng thực tập ở bệnh viện, Nam mới chợt nhận ra rằng ngoài sự tranh lệch về địa vị và tiền bạc thì trong vấn đề công việc Nam tự cảm thấy được năng lực của mình không bằng ba người kia. Thế nên sự lo lắng của anh về vị trí của mình trong bệnh viện ngày càng một lớn hơn. Trưa nay, khi đang ăn cơm ở căng tin, Nam lại nghe loáng thoáng hai vị bác sĩ nói chuyện với nhau rằng chỉ tiêu chỉ nhận hai người vào làm chính thức. Nam bắt đầu thấy căng thẳng, bởi anh lo lắng mình chính là đối tượng bị loại đầu tiên. Ba người kia dù sao họ cũng có tiền bạc và địa vị, cho dù năng lực có thấp đi chăng nữa thì dĩ nhiên họ là người được chọn. Đằng này, Nam vừa thiếu cả năng lực, lại thiếu cả tiền bạc thì quả thực anh chính là đối tượng sẽ bị loại đầu tiên. Cuối tuần này, bệnh viện nơi Nam thực tập tổ chức hội thảo và những người thực tập như Nam cũng được tham gia. Hội thảo lần này có đầy đủ tất cả các bác sĩ ở trong bệnh viện, từ những người làm lâu năm cho đến những người trẻ tuổi. Nam tới từ sớm nên anh chọn cho mình chỗ ngồi gần băng ghế đầu. Khi mọi người đã tới gần đông đủ thì Nam thấy người ngồi cạnh bên mình là một cô gái khá xinh đẹp nhưng trông rất lạ mắt. Có lẽ là anh chưa gặp bao giờ, nhưng mà Nam để ý, những người này khi gặp cô gái này đều chào hỏi một cách đầy tôn trọng nam có chút tò mò về cô gái này hơn nữa nhan sắc của cô cũng khiến cho anh phải chú ý tới mãi cho tới khi nam bước ra ngoài đi vệ sinh thì anh mới biết cô gái ngồi cạnh anh chính là thúy con gái của giám đốc bệnh viện khi này nam mới cảm thấy hối tiếc vì cơ hội để làm quen cô gần như thế mà anh lại bỏ lỡ mất rồi hơn nữa cơ hội để gặp con gái của giám đốc bệnh viện làm gì có lần thứ hai Ấy thế, mà không hiểu do Nam may mắn hay run rủi thế nào, mà đúng vào thứ hai tuần sau, Nam lại thấy Thúy xuất hiện ở trong khoa của anh. Cô không mặc đồ bác sĩ, mà diện một cái váy đầy lộng lẫy, chỉ nhìn sơ bên ngoài thôi cũng đủ thấy cô sang trọng và tầm cỡ như thế nào. Thúy chào hỏi mọi người xong, rồi đặt một ít bánh kẹo lên trên bàn. Em có việc đi qua thăm bố nên ghé qua mọi người gửi ít quà. Nói rồi, thì Thúy cười nhưng đôi mắt của cô vẫn không quên liếc nhìn Nam Cho tới khi Thúy đi rồi mọi người trong phòng mới bắt đầu bàn tán xôn xao Sao hôm nay động trời hay sao mà con gái của giám đốc bệnh viện lại qua thăm hỏi khoa mình tử tế như thế nhỉ Mọi người thì cứ bàn tán xôn xao Nhưng Nam thì chẳng nghe lọt được câu nào bởi tâm trí của anh cũng đang dồn hết vào Thúy Ánh nhìn của Thúy lúc nãy cũng vừa lúc Nam nhìn thấy, hai mắt chạm nhau, Nam cũng chưa hiểu được hết ẩn ý trong cái nhìn của Thúy, nhưng mà anh cảm giác dường như Thúy có thiện cảm với mình. Cứ tưởng là sự vô tình mà Nam được gặp Thúy một lần vào hôm đó, nhưng mà thật kỳ lạ, suốt một tuần sau đó, Thúy luôn xuất hiện ở bệnh viện. Thậm chí, vào hôm thứ năm, Thúy còn chủ động ngồi xuống cùng ăn trưa với Nam ở bệnh viện và làm quen với anh. Tất nhiên thì Nam cũng không bỏ lỡ cơ hội, bởi lúc Thúy ngồi cạnh bên anh, mọi người đã bắt đầu quay qua bàn tán xì xầm. Nam lại thấy vui, vì điều đó anh chẳng bận tâm mọi người đang bàn tán về điều gì, miễn là mọi người nghĩ anh quen biết với con gái của giám đốc thì chắc chắn vị thế của anh trong mắt mọi người cũng sẽ khác đi. Cứ tưởng là Nam có tiếng mà chẳng có miếng, ấy thế mà thật không ngờ, khi anh nhận được lời mời dự tiệc ở một nhà hàng sang trọng Vốn dĩ, những tiệc như thế này chỉ dành cho những bác sĩ và những người có thâm niên trong nghề, nhưng thật lạ, khi mà Nam chỉ là một sinh viên thực tập mà lại có cơ hội bước chân vào bữa tiệc này. Nam hí hửng lắm, bởi đây là cơ hội để anh có thể làm quen với những người có máu mặt. Hơn nữa, lời mời này lại của Thúy mời anh, thế nên Nam lại càng háo hức đếm từng ngày để chờ đến bữa tiệc ngày hôm đó. Trong những ngày chờ đợi, Nam không ngừng suy nghĩ về những việc mình sẽ làm trong buổi tiệc ngày hôm đó, anh còn cẩn thận mà chuẩn bị kỹ lưỡng từng lời nói, từng hành động, nếu như gặp người này, người kia. Rõ ràng, Nam đã đầu tư rất kỹ cho buổi tiệc ngày hôm nay, về cái việc chỉ duy nhất mình Nam được mời tới bữa tiệc đó, khiến cho mọi người bàn tán xì xầm và nhận được ánh mắt ganh tị của ba người kia. Đã thế, cho Nam cảm thấy phấn khích lắm rồi, hầu như chẳng đêm nào anh ngủ được ngon giấc cả. Anh cứ háo hức với bữa tiệc ngày hôm đó mà cũng quên mất luôn chuyện gọi điện cho Liễu hàng ngày. Sau bao ngày chờ đợi thì bữa tiệc cũng đã tới. Nam đứng cả tiếng đồng hồ trước gương chỉ để chải chuốt cho mái tóc của mình, anh soi kỹ từng chút một trên cơ thể mình, anh muốn mình hoàn hảo nhất có thể. Lần này thì Nam chơi sang, anh thuê taxi để đi tới nhà hàng kia, chờ đón anh là Thúy đang đứng ở đầu sảnh. Thấy Nam, cô đã vui vẻ chào đón anh bận gì mà tới muộn vậy em đứng chờ anh từ nãy rồi đấy thúy hôm nay xuất hiện trong chiếc váy lộng lẫy thêm cả sự chào đón nhiệt tình của cô làm cho nam cảm thấy anh thật may mắn bởi không ngờ anh lại nhận được một ân huệ lớn khi được thúy để mắt tới đôi lúc anh cứ nghĩ không biết đây có phải là mơ khi mà cô tiểu thư danh giá lại có thể kết bạn với anh để cho anh có thể được tới những bữa tiệc sang trọng như thế này quả đúng như điều Nam nghĩ, bữa tiệc hôm nay có đầy đủ tất cả những người có máu mặt và tên tuổi, còn có những người thậm chí anh chỉ mới được thấy ở trên báo, chứ để gặp họ khó hơn cả lên trời. Ấy thế mà hôm nay, Nam lại thấy những người đó trong tầm mắt. Nam chỉ biết đứng yên một góc thầm quan sát và ngưỡng mộ những người giàu có và danh vọng kia. Có đôi lúc, anh cũng định liều mình tiến lại gần họ để làm quen, nhằm tạo mối quan hệ, mong có được sự thuận lợi cho sau này. Thế nhưng mà anh vẫn không dám, bởi nhìn đi nhìn lại, anh vẫn cảm nhận được cái thân phận thấp hèn của mình. Thúy dường như hiểu được ý của nam, cô tiến lại gần anh mà dẫn anh đi gặp gỡ từng người một. Đi tới đâu, Thúy cũng giới thiệu rằng nam là bạn của cô, đồng thời giới thiệu cho anh những người có tên tuổi và giúp anh làm quen với họ. Khỏi phải nói, Nam phấn khởi đến nhường nào, trong khi một lúc anh cảm tưởng như mình đang một bước bước lên trời. Làm quen với nhiều người, đồng nghĩa với việc Nam cũng uống rượu nhiều. Bữa tiệc hôm nay lại toàn là rượu đắt tiền, những thứ mà cả đời Nam chưa bao giờ được nhìn thấy. Thêm nữa, phần vì cả nể lại muốn không bị mất lòng ai, thế nên ai cũng ly, anh cũng uống hết. Vì thế mà chẳng mấy chốc Nam đã chìm dần vào men say đôi mắt anh có chút hơi lờ đờ, những thứ anh cảm thấy trước mắt bỗng trở nên mờ ảo. Trong chút tỉnh táo cuối cùng, anh chỉ nhớ được Thúy đang tiến lại gần mình mà hỏi han anh. Nam say đến nỗi mà chẳng thể đứng vững nữa, anh trao đảo và phải dựa vào tường mới có thể đứng được. Thúy khẽ cười, cô mắt liếc về phía góc phòng, hất mặt một cái, có ngay hai người đàn ông cao to vạm vỡ đang tiến dần về phía cô. Đứng trước cô, Hai người kia cúi dạp người. Thưa cô chủ, bây giờ như thế nào ạ? Thúy nhìn xung quanh một lát, xong rồi giọng nói có phần nhỏ đi. Dìu anh ta lên phòng 205. Sau lời yêu cầu của Thúy, hai người đàn ông dìu nam đi lên tầng trên của khách sạn. Và Thúy cũng âm thầm đi theo sau. Nam được thả xuống nằm vật ra giường. Có lẽ bây giờ anh đã cảm thấy thoải mái hơn khi được ngả lưng xuống. Thế nên anh cứ vậy mà ngủ ngon lành thúy nhìn anh một lúc xong rồi ngoắc tay kêu một tên đàn em lại lột đồ anh ta ra người kia y lệnh mà trong chốc lát đã cởi bỏ được hết quần áo của nam xong rồi thúy yêu cầu hai người kia rời đi thúy đứng nhìn nam một cách đăm chiêu xong rồi cô khẽ nhích miệng cô với tay tắt đèn trong phòng căn phòng bỗng chốc trở nên tối tăm không một ánh đèn trong không gian tối tăm ấy chỉ có tiếng sột soạt của áo quần Thúy đã nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy của mình, xong rồi cô tiến tới nằm cạnh Nam. Sau một đêm dài, thì dường như Nam đã tan rượu, trong mơ màng, Nam cảm thấy cơ thể mình đã thoải mái đôi chút, nhưng mà đang trong giấc ngủ ngon thì Nam đã bị đánh thức bởi tiếng quát lớn của một người đàn ông. Hai đứa đang làm cái chuyện gì ở đây vậy hả? Tiếng giận dữ của người đàn ông khiến cả Thúy và Nam đều thức giấc, Nam lồm cồm bò dậy, mà nhìn người đàn ông trước mặt, anh chẳng biết người này là ai, cho đến khi Thúy ngồi dậy, nhìn ông ta mà gọi là bố thì nam mới tá hỏa, khi đây chính là ông tài giám đốc bệnh viện. Đến khi này, nam lại thêm một lần nữa hoảng hồn, khi thấy Thúy đang nằm cạnh anh, hơn nữa, anh lại thấy Thúy trên người không một mảnh vải che thân. Nam hoảng sợ thêm một lần nữa, khi mà dưới sàn nhà, quần áo anh cũng đang vương vãi tứ tung. Anh toát mồ hôi hột vì biết lần này anh đã phạm tội tài đình rồi. Ông tài vẫn chưa thôi giận dữ mà quát lớn, nói: "Chuyện gì đã xảy ra?" Nam lắp bắp như gà mắc tóc, anh sợ hãi mà không biết trả lời như thế nào cả, mà thật sự thì anh cũng có nhớ gì đâu mà nói. Đến cả anh cũng chẳng thể ngờ là tại sao lại có thể xảy ra chuyện này được. Thúy ấp úng mà trả lời bố mình: bố ơi con chót dại là tối qua con thấy anh nam say quá nên có ý tốt đưa anh ấy vào phòng nghỉ nhưng mà không ngờ anh ấy lại làm vậy với con từng lời thúy vừa nói nam nghe mà tưởng chừng như xét đánh ngang tai bởi anh cũng không thể ngờ được là mình đã gây ra tội tày trời như thế nam bây giờ chẳng thể suy nghĩ được gì hơn bởi cái tội anh gây ra thế này thì chắc chắn không thể yên thân với ông tài được rồi nam mặt xám quét mà lấm lét nhìn ông Tài. Anh cứng miệng và không biết trả lời như thế nào cả. Ông Tài thì chưa thôi tức giận mà quát ẩm lên. Quá lắm rồi, con Thúy nhanh về với bố, còn anh tôi sẽ nói chuyện sau. Đến khi Thúy đã rời khỏi phòng mà theo ông Tài đi về rồi thì Nam mới lồm cồm bỏ dậy. Anh vội vàng mà quay trở về phòng trọ, nằm dài thượt ra cố nhớ về những chuyện đã xảy ra tối qua. Nhưng mà có cố nhớ cỡ mấy thì Nam cũng chẳng thể nhớ được. Nam như nằm trên đống lửa bởi anh chẳng thể biết được nay mai chuyện gì sẽ xảy ra với anh đây. Anh có nhắn tin cho Thúy mà lại chẳng thấy cô trả lời nên Nam lại càng lo thêm. Anh không có tâm trạng mà tới chỗ của Liễu nữa. Anh thấy Liễu gọi tới nhưng anh mệt mỏi tới nỗi mà chẳng muốn nghe máy nữa. Suốt những ngày sau đó, cuộc sống của Nam không khác nào như đi trên sợi dây bởi chẳng thấy Thúy xuất hiện nữa mà anh có cố liên lạc bằng cách nào thì cũng không thấy Thúy trả lời, khiến anh càng thêm lo. Từ hôm đó tới giờ cũng chưa thấy ông Tài nói gì, nên lại càng làm cho Nam thêm sợ hãi. Bẵng mấy tuần sau đó, thì chợt Nam nhận được cuộc gọi từ Thúy, Nam hớn hở vội nghe máy, bởi từ hôm đó tới nay thì bây giờ Thúy mới chịu liên lạc lại. Cứ tưởng là Nam sẽ nhận được tin tốt lành từ Thúy, nhưng mà lời cô nói khiến cho Nam thêm sợ hãi. Anh Nam à, Bố em muốn gặp anh, chút nữa sẽ có xe tới đón anh tới nhà em. Nam chưa kịp trả lời thì Thúy đã vội cúp máy, khiến cho Nam lại càng thêm lo. Cuối cùng thì cái ngày mà anh lo sợ cũng đã tới. Đúng 15 phút sau, Nam nhận được cuộc gọi khác, người gọi anh là tài xế taxi. Nam vội vàng mà vơ vội quần áo nhanh chóng mặc vào mà đi ra xe mặc dù anh đang rất sợ hãi nhưng mà anh cũng không dám chậm trễ bởi khi ông tài nổi tiếng là khó tính nên anh biết nếu anh lề mề thì tội lại càng to xe dừng trước một căn nhà lớn nó lớn tinh nỗi mà nam cũng phải há hốc mồm lên mà kinh ngạc nam được mấy người giúp việc dẫn anh vào một căn phòng lớn cánh cửa vừa mở ra anh đã thấy thúy đang ngồi khóc thút thít bên cạnh là ông tài đang ngồi trên bàn làm việc khuôn mặt bừng bừng lửa giận anh ngồi xuống đấy tôi có chuyện muốn nói ông tài chỉ về phía cái ghế cạnh bên thúy nam cũng chỉ biết khúm núm mà ngồi xuống rồi lý nhí dạ thưa bác con nghe ạ ông tài tháo kính ra ra bộ đau đầu mà bóp chán ông không nhìn nam nhưng mà ông có vẻ nhẹ giọng hơn đôi chút tôi đã định bỏ qua chuyện này rồi nhưng mà bây giờ thì không thể để yên được nữa vì con thúy nó đã có bầu rồi giờ anh định tính sau đây nam hoảng hồn trước cái điều mà ông tài vừa nói mặt anh xanh mét và chán bắt đầu vã mồ hôi bởi anh không nghĩ là chuyện này xảy ra lần này thì anh chết chắc rồi anh lén đưa mắt nhìn thúy nhưng chỉ thấy cô cứ ngồi khóc thút thít nam dối như tơ vò bởi bây giờ anh biết phải làm sao bây giờ anh nào dám mở miệng nói câu trách nhiệm bởi anh chỉ là một thằng nghèo hèn chẳng một xu dính túi bây giờ mà mở miệng nói câu chịu trách nhiệm khác nào là nam đang kể chuyện cười anh làm sao xứng với thúy được nhưng mà bây giờ anh đã lỡ làm việc đấy rồi anh đã lỡ làm con người ta có bầu rồi mà giờ lại trốn tránh thì khác nào anh đang chuốc tội vào thân làm sao mà sống yên với ông tài được giờ có lựa chọn như thế nào cũng chẳng thể được nam quay cuồng mà sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mặt ông tài anh lý nhí trong miệng dạ ý bác như thế nào thì con làm theo như vậy ạ Ông Tài thế Nam nói vậy thì có vẻ có chút hài lòng. Ông nhẹ giọng hơn mà đưa ra cho Nam một sự lựa chọn. Chuyện cũng đã rồi. Giờ có làm căng thẳng cũng chẳng giải quyết được gì cả. Hơn nữa cháu tôi thì phải có cha. Nên tôi gọi anh tới đây để bàn anh về làm cái chuyện đám cưới với con Thúy. Lời ông Tài vừa nói khiến cho Nam thêm sửng sốt. Anh cứ tưởng rằng ông ấy sẽ trách phạt anh bằng một cách ghê gớm lắm hoặc đáng sợ hơn Không chừng ông Tài sẽ cho người đánh anh một trận như tử vì cái việc dám đụng đến con gái của ông ta Ấy vậy mà đùng một cái, ông ấy lại đề nghị về cái chuyện làm đám cưới Nam đang bất ngờ về chuyện này vì nó nằm ngoài dự tính của anh Anh bỗng lúng túng mà trả lời Bác nói sao ạ? Đám cưới? Ý bác là sẽ làm đám cưới ạ? ông tài nhìn thẳng vào mắt nam mà nghiêm mặt hỏi lại sao cậu định chối bỏ trách nhiệm với con gái tôi sao dạ không ạ không cháu không có ý đó ạ chỉ là cháu khi nam đang ấp úng về chuyện gia cảnh mình thì ông tài đã đi thẳng vào vấn đề trước khi gọi anh tới đây tôi đã cho người điều tra về nhà cậu rồi thứ tôi cần là một đám cưới nhanh chóng để giữ thể diện cho con tôi còn về những vấn đề khác thì tôi sẽ lo liệu hết anh về bàn bạc với bố mẹ anh và có câu trả lời nhanh nhất cho tôi. Những điều mà ông tài vừa nói không khác nào là yêu cầu chứ không phải là sự lựa chọn nữa. Nam vừa mừng vừa lo mà chỉ biết vâng dạ rồi rời về. Về tới nhà, Nam lại nằm dài thượt ra trên giường mà suy nghĩ về những chuyện mà ông tài vừa nói ban nãy. Nam cứ ngỡ như là mơ vậy, không lẽ vì một lần say rượu mà trong phút chốc anh trở thành con rể của giám đốc bệnh viện sao? Nam cứ nằm mơ tưởng về cuộc sống sau này của mình mà lòng khấp khởi mừng thầm. Khi Nam còn đang mơ màng về những vọng tưởng cao sang thì bỗng điện thoại anh reo lên. Thấy Thúy gọi đến, làm cho Nam lại thêm sốt sáng. "Ừ, anh nghe." Phía bên kia, Thúy vẫn đang nhỏ nhẹ mà hỏi "Han Nam, anh về tới nhà chưa? Nãy em có bàn bạc với bố rồi, nếu sau mình đám cưới xong thì bố sẽ cất nhắc anh lên vị trí khác chứ không để anh thực tập mãi ở đó được." Điều mà Thúy nói khiến Nam hí hửng mà mừng thầm. Đây chẳng đúng là điều anh mơ ước sao. Nam cứ hớn hở mà nghe Thúy vẽ lên tương lai đầy màu hồng của mình. Anh cũng không quên hứa hẹn với Thúy đủ chuyện rồi tắt máy. Nam khẽ thở phào nhẹ nhõm, coi như đã chút được hết gánh nặng trong lòng mình mấy bữa nay. Anh nằm xuống giường mà nhắm mắt lại để mơ tưởng về những điều mà Thúy vừa nói. Đang mơ màng điện thoại lại thêm một lần nữa reo lên. Nam vớ điện thoại và nhìn thấy người gọi là Liễu, bỗng chốc anh cảm thấy khó chịu mà vứt điện thoại xuống cạnh bên. Bây giờ, Nam mới chợt nhớ ra là anh đang còn có người yêu là Liễu. Mấy nay, anh đang mơ màng với giấc mộng giàu sang của mình mà quên mất cô. Anh lại khẽ thở dài, vì bây giờ lại có một gánh nặng trước mắt, chính là Liễu. Điện thoại phải reo thêm 2 3 lần nữa thì Nam mới miễn cưỡng cầm điện thoại lên mà trả lời em gọi anh có chuyện gì đấy bên kia là liễu đang nói với giọng có vẻ đầy trách móc anh bận cái gì mà mấy tuần rồi anh không tới gặp em em gọi điện thoại cũng không nghe máy nữa nếu là trước đây chắc chắn nam sẽ đủ kiên nhẫn mà dỗ ngọt liễu nhưng mà hôm nay những lời trách móc của liễu khiến anh thấy khó chịu nam cố kìm cái sự cáu kỉnh của mình lại mà trả lời liễu đầy miễn cưỡng mấy nay anh bận có gì anh gọi lại em sau Nam nói rồi tắt máy vội Trong khi Liễu chưa kịp trả lời Anh chẳng cần biết đầu dây bên kia Liễu đang hụt hẫng như thế nào Nam khẽ thở dài mà nằm vật xuống giường Anh chằn chọc mãi không ngủ được Bởi anh vui vì chuyện sắp trở thành con rể giám đốc bệnh viện Phần nữa anh cũng đang đau đầu để tính toán Việc nói lời chia tay với Liễu như thế nào cho hợp lý Sáng hôm sau Nam đã bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của Thúy gọi tới anh từ sớm. Thấy cô gọi nam tỉnh càng ngủ Mà hồi hởi trả lời điện thoại ngay lập tức Em gọi anh có chuyện gì đấy Anh nhanh ra cổng đi em đang chờ Nam nhanh chóng bật dậy khỏi giường Mà vội vàng đánh răng rửa mặt Mặc quần áo đi ra phía cửa Thúy đang ngồi ở trong ô tô Chờ anh sẵn ở đấy thấy anh, tài xế bước ra mở cửa, mời anh lên xe đầy trang trọng. Điều này khiến cho Nam cảm thấy thích thú, bởi anh cảm giác như mình là người giàu có và quyền thế được người khác trọng vọng. Thúy đưa anh tới khu trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố, nơi mà Nam bao nhiêu năm ở thành phố chưa một lần dám bước chân tới. Thúy mua cho Nam cái điện thoại đời mới nhất cùng bao nhiêu là quần áo hàng hiệu, đúng là người giàu có khác Thúy mua đồ mà không cần nhìn giá, mọi thứ đều được giải quyết nhanh gọn trong một chiếc thẻ đen. Khi đã mua sắm chán chê đủ thứ rồi, Thúy lại dẫn Nam qua cửa hàng xe mà cho anh tùy ý lựa chọn chiếc xe mình thích. Đứng trước cám dỗ tiền bạc, Nam mờ mắt bởi những thứ vật chất đầy xa hoa này. Trong phút chốc, Nam có hết mọi thứ mà anh phải phấn đấu cả chục năm chưa chắc đã có được. Lúc trên xe để quay về, Thúy không ngần ngại việc có tài xế ở đó mà đề nghị thẳng, tạm thời anh cứ dùng mấy thứ này đi, mai mốt có bằng lái, bố sẽ mua ô tô cho anh. Lời nói của Thúy khiến cho Nam cảm thấy mừng rơn, anh phải cố bặm môi thật chặt để mà có thể ngăn lại được cái sự phấn khích của mình. Quả thực nhà của Thúy giàu hơn là anh nghĩ, lần này thì quả thực anh một bước lên hương rồi. Nhưng rồi điều mà Thúy nói khiến cho Nam có chút giật mình em có cho người điều tra hình như anh đang có một cô bạn gái phải không à ừ nam không dám nói lớn mà chỉ nhỏ nhẹ trả lời đầy miễn cưỡng có vẻ như khi nhắc tới liễu anh cảm thấy không vui anh làm sao thì làm giải quyết của việc anh cho xuôi sẻ đi em không muốn khi tới đám cưới lại có rắc rối anh biết rồi nam khẽ trả lời rồi vờ ngó nghiêng ra bên ngoài cửa xe để tránh những câu hỏi của thúy bởi anh liếc mắt thấy ánh mắt có vẻ coi thường của tài xế dành cho mình Nam vừa bước vào phòng đã vội mở ngay mấy túi đồ hiệu mà Thúy vừa mua cho anh lúc nãy. Anh ướm thử lên người mình mà không ngừng cảm thán và tỏ ra thích thú. Nam chẳng cảm thấy tiếc mà vứt ngay cái điện thoại cũ của mình vào sọt rác. Bây giờ anh có điện thoại đắt tiền rồi, cần gì cái điện thoại cũ mèm ấy nữa. Nhưng mà Nam đã quên mất rằng cái điện thoại mà anh vừa vứt đi chính là cái điện thoại mà Liễu đã cố gắng bòn góp 3 tháng lương cô làm thêm để mua cho anh đang mân mê cái điện thoại mới thì nam nhận được tin nhắn của thúy việc với bạn gái anh thì khi nào anh giải quyết xong bố vừa bảo phải nhanh đám cưới chứ không được để bụng quá lớn vì bố sợ mất mặt với mọi người nam trần trừ một lúc rồi thì cũng trả lời lại tin nhắn của thúy cho anh thêm mấy ngày nữa sau khi xoa dịu được thúy rồi thì nam lại khẽ thở dài từ ngày mà tới gặp bố của thúy tới nay thì trong đầu nam đã mặc định là lựa chọn cuộc hôn nhân này rồi giữa danh vọng tiền bạc và sự nghèo khó thì tất nhiên anh vẫn lựa chọn sự giàu sang anh cần phải nhảy cóc một bước lên trời bởi anh đã quá chán nản với sự nghèo khó trong suốt những năm tháng từ nhỏ tới bây giờ rồi chỉ là nam còn đắng đo chưa biết lựa lời để nói với liễu chuyện này như thế nào không phải là anh sợ cô đau lòng chỉ là anh sợ liễu sẽ gây rắc rối cho mình bây giờ đứng trước sự hối thúc của thúy khiến cho nam chẳng có thời gian mà nghĩ nhiều nữa anh cầm lấy điện thoại định gọi cho liễu nhưng rồi anh lại bấm tắt anh không đủ can đảm để nói chuyện trực tiếp với liễu anh thận trọng bấm từng chữ liễu anh có chuyện muốn nói ngay lập tức nam đã nhận được tin nhắn phản hồi từ liễu có lẽ là cô cũng đang trông chờ tin nhắn của anh em đây anh nói đi nam chẳng chút nghĩ ngợi mà viết những dòng chữ đầy lạnh lùng không cảm xúc mình chia tay nhé nam không thấy tin nhắn trả lời từ liễu anh có vẻ nôn nóng vì không biết phản ứng của cô ra sao một lúc sau liễu gọi tới nhưng anh không đủ can đảm nghe máy mà nhấn nút từ chối nhưng mà liễu vẫn kiên trì gọi mãi đến khi nam thấy không thể trốn tránh nổi nữa thì anh đành miễn cưỡng mà nghe máy vừa nghe máy phía bên kia là tiếng nức nở của liễu anh cho em một lý do đi sau bao nhiêu thời gian anh không liên lạc để bây giờ anh nói với em một câu như thế này à nam có chút lưỡng lự anh không biết phải nói làm sao cả bởi thực sự nói chia tay liễu thì cũng là anh quá quắt nhưng để có được những thứ mà anh muốn thì đánh đổi liễu cũng là chuyện đương nhiên nam đã nghĩ rồi sau này một khi anh có tiền tài danh vọng anh sẽ bù đắp cho cô sau thế nên nam thẳng thắn anh không còn tình cảm với em nữa anh có người mới rồi thế nên mình kết thúc đi vừa nói xong thì nam tắt máy ngay anh không muốn đối diện thêm một giây nào với liễu cả một phần là anh vẫn cảm thấy tội lỗi thêm phần nữa là anh cũng chẳng biết nói gì với cô hết thế nên tắt máy chính là cách tốt nhất liễu vẫn kiên trì cô gọi liên tục thế nhưng mà nam không bắt máy một lúc sau thì anh tắt nguồn luôn liễu đau đớn bà gục mặt khóc cô không ngờ rằng người mà cô yêu mấy năm nay cô đã trao hết cho anh tất cả từ tiền bạc Trinh tiết cho đến cả niềm tin, thế mà bây giờ điều cô nhận lại là một câu chia tay đầy phũ phàng. Liễu không thể kìm nén nữa mà bật khóc thật lớn. Khôi ở phía bên này nghe tiếng Liễu khóc từ phía bên cạnh phòng, anh vội vàng chạy qua xem có chuyện gì. Thấy Liễu đang sụt sùi khóc, anh vội vàng tiến lại hỏi han, "Liễu, có chuyện gì vậy em?" Liễu chỉ lắc đầu mà không thể ngừng khóc. Có lẽ chuyện này đối với cô là quá sốc. Khôi lúng túng không biết chuyện gì đang xảy ra, anh liếc thấy trên màn hình điện thoại của Liễu vẫn sáng và dòng tin nhắn mà Nam vừa gửi vẫn còn đó. Lúc này, dường như Khôi cũng hiểu ra được mọi chuyện, anh ôm lấy vai của Liễu mà an ủi. "Hắn bỏ em rồi à?" Lời mà Khôi vừa hỏi lại càng khiến cho Liễu càng thêm tủi thân hơn, cô lại càng khóc lớn, Khôi càng thêm lúng túng trước những giọt nước mắt của Liễu. Anh không biết làm sao để xoa dịu cô ngay lúc này cả. Anh chỉ biết ngồi cạnh bên, lặng lẽ, vỗ nhẹ vào lưng của Liễu để cho cô nhanh chóng qua cơn xúc động. Ngày hôm sau, Nam đi làm, mọi người đều kinh ngạc trước sự thay đổi mà cách chóng mặt của anh. Từ việc anh đi xe đời mới, rồi thêm điện thoại đắt tiền, còn cả những món đồ hàng hiệu đang mặc trên người anh, tất cả đều khiến cho mọi người kinh ngạc. Nhưng có lẽ, điều kinh ngạc hơn hết, chính là... Hôm nay, Thúy đã tới phòng nơi mà Nam làm việc và tự giới thiệu: "Chào mọi người, em là vợ sắp cưới của anh Nam, sắp tới đây chắc có lẽ sẽ gặp mọi người nhiều rồi ạ." Khi mọi người chưa hết kinh ngạc thì ngay lập tức Nam nhận được thông báo gọi lên phòng nhân sự để nhận hợp đồng làm nhân viên chính thức trong bệnh viện. Mọi việc diễn ra quá chóng vánh, khiến cho mọi người không kịp thích ứng nổi. Trước đây, mọi người nhìn Nam với ánh mắt coi thường bao nhiêu, thì bây giờ mọi người không ngừng chố mắt lên mà ngạc nhiên, thậm chí là cảm thấy sốc với vai vế của Nam hiện tại. Lúc anh quay về phòng, từ phòng nhân sự, tất cả mọi ánh mắt và thái độ của mọi người dường như thay đổi hẳn. Anh chẳng thấy ánh mắt coi thường và dè biểu anh như những ngày trước, mà thay vào đó là những lời hỏi han, tay bắt mặt mừng, thậm chí là sự khúm núm đầy giả tạo của những kẻ mà trước đây đã coi thưởng anh. Cuộc sống của Nam một bước lên tiên, bỗng chốc trở thành đề tài của mọi người bàn tán. Nhưng mà anh không quan tâm, anh thích cuộc sống được mọi người nhìn ngó và trầm trồ như thế này, nên anh vẫn hiên ngang mà ngẩng cao đầu để tận hưởng cái cuộc sống sung sướng này. Hôm nay, Nam tan làm sớm để chuyển về nhà Thúy để sống luôn bởi sắp tới ông tài cũng đang tính chuyện cưới hỏi cho cả hai người nam chẳng buồn suy nghĩ mà anh bỏ hết tất cả mọi đồ đạc lại mà chẳng đem theo bất cứ một thứ gì anh muốn chối bỏ hết quá khứ nghèo nàn của mình để bước sang một trang mới của cuộc đời chiều nay khi nam vừa bước chân ra cổng bệnh viện đã bị gọi ngược lại bởi một giọng nói quen thuộc anh nam nam quay lại nhìn và giật mình bởi người đó chính là liễu anh không ngờ cô dám bước chân tới tận đây để tìm anh. Nam sợ rắc rối, liền hớt hải chạy lại phía cô mà ngăn cô bước tới gần cổng bệnh viện. Chuyện gì nói cũng nói rồi, sao em còn tới đây làm gì? Không, em cần một lời giải thích thỏa đáng. Nam thấy liễu làm căng, nên anh không dám lớn tiếng bởi anh sợ mọi người sẽ chú ý đến anh rồi mọi chuyện lại bung bét ra. Đám cưới cũng sắp tổ chức rồi, anh không muốn vì liễu mà bị phá hỏng tất cả. Em về đi, anh không có gì để nói cả." Liễu vẫn nắm chặt lấy tay Nam mà lớn tiếng, "Nếu anh không có làm rõ ràng chuyện này ra thì em không để yên đâu, em sẽ tung hê hết mọi chuyện cho thiên hạ biết." Cuộc nói chuyện của cả hai bị chen ngang bởi giọng nói lanh lảnh của Thúy, "Nếu không làm rõ ràng thì cô định làm gì?" Thúy từ phía sau xuất hiện, chỉ tay thẳng mặt mà thách thức Liễu, xong rồi cô đứng nép cạnh bên Nam, quàng lấy tay anh như thể đánh dấu chủ quyền liễu ngơ ngác trước sự xuất hiện của thúy cô chưa từng gặp cô ta lại càng không biết thúy chính là kẻ đã chen chân vào cuộc tình này của cô và nam liễu có chút ngơ ngác thận trọng mà hỏi cô là đúng tôi là vợ sắp cưới của anh nam thúy tự tin ngẩng cao đầu mà thách thức liễu cô không ngừng phụ họa thêm những lời nói đầy cay nghiệt tốt nhất cô nên an phận với cuộc sống của mình phận thấp hèn như cô tốt nhất nên lựa chọn lấy một thằng trai quê nhà nghèo mà bám lấy. Cô tốt hết cũng đừng trách tôi, bởi trong cuộc tình thì kẻ nào có tiền, kẻ ấy là người chiến thắng. Nói rồi, Thúy kém nam rời đi. Anh chẳng quay lại nhìn Liễu lấy một lần mà bước lên xe lao vút qua trước mặt của Liễu. Liễu bật khóc mà ngồi sụp xuống đất. Cô thất bại thật rồi. Sau bao nhiêu năm, sự chân thành của cô đổi lấy là tay trắng. Người mà cô tin nhất, yêu nhất, người mà cô đã dành hết bao nhiêu năm thanh xuân tuổi trẻ bây giờ đây lại quay lưng phụ bạc cô bởi tiền tài danh lợi trời vô tình lại dội xuống một cơn mưa như để che giấu đi những giọt nước mắt tủi hổ của cô liễu cứ một mình lầm lũi trong cơn mưa mà khóc nghẹn cho bao nhiêu sự cay đắng mà bản thân mình đang phải gánh chịu liễu chẳng biết chuyện gì nữa cô ngất lịm đi. Trong cơn mưa tầm tã ngày hôm ấy, chỉ thấy bóng lưng một chàng trai đang hớt hải ôm vội cô gái tội nghiệp đang khóc ngất đi vào bệnh viện để cấp cứu. Từ sau cái ngày ba mặt một lời với Liễu, thì nay đã ba ngày trôi qua, Nam cũng không thấy cô xuất hiện nữa, nên phần nào anh yên tâm. Cuộc sống trong nhà của Thúy đối với Nam không khác gì một ông hoàng anh được hầu hạ từ miếng ăn giấc ngủ, tất tần tật mọi thứ đều có người giúp việc làm hết. Đồ ăn ngon, cùng chăn ấm nệm êm khiến cho nam muốn nhanh chóng mà quên đi quá khứ của mình. Có những đêm không ngủ được, nam dạo quanh căn nhà mà không ngừng trầm trồ về sự giàu có. Anh lại hài lòng mà phấn khởi khi biết Thúy lại là con một, tất thảy như đang mở rộng sự thuận lợi trước mắt của anh đám cưới của thúy và nam được ấn định vào cuối tuần sau vậy là hơn một tuần nữa anh đã chính thức thành chồng của thúy và là con rể giám đốc rồi đến bây giờ nam mới gọi điện thoại để thông báo với bố mẹ mình sau một hồi ngỡ ngàng mẹ nam thận trọng mà hỏi lại nhưng hình như trước đây có lần con nói đang quen đứa nào tên là liễu cơ mà nam gắt gỏng mà cằn nhằn mẹ ờ hay việc con quen ai thì kệ con bố mẹ cứ việc thu xếp mà chuẩn bị đám cưới của con đi mà tốt nhất ý, từ nay đừng có nhắc tới cái tên liễu dùm con đi. Bà Thoan không thôi lo lắng trước sự gấp rút của việc mà Nam vừa thông báo. Nhưng mà con báo gấp thế này, bố mẹ nào có chuẩn bị kịp mà làm đám cưới? Nam vẫn hậm hực, điều mà mẹ anh vừa nói không khác nào lại đang nhắc đến cái sự nghèo khổ của anh khiến cho anh thêm bực mình. Tới ngày đó, bố mẹ thu xếp mà xuất hiện trong cái đám cưới của con là được rồi. Ngồi đó mà chờ đủ tiền đủ bạc thì biết tới bao giờ. Thế con không định tổ chức ở quê à? Thôi, thôi cho con xin. Mâm cỗ rình rang ở cái làng nghèo rách mùng tơi đó thì chỉ có lỗ vốn, chứ lời lãi gì mà làm cho lắm. Nam nói rồi thì tắt máy, để lại mẹ anh chỉ biết chút một tiếng thở dài. Bố anh thì tức đến uất nghẹn mà chỉ biết nắm chặt tay mà gầm lên trong miệng, đổ mất dậy. Mấy ngày sau đó, mọi người trong nhà trở nên bận rộn hơn hẳn bởi đang tất bật lo toan mọi thứ cho đám cưới của Nam và Thúy. Mọi chuyện cứ ngỡ là êm đềm bởi chỉ một tuần nữa là cưới, ấy thế mà Liễu lại một lần nữa xuất hiện, nhưng mà lần này thì cô lại xuất hiện trước cửa nhà của Thúy. Cô bị mấy người làm chặn lại ở cổng mà không cho vào, cho đến khi ông Tài đang đi đâu vừa về cho phép cô vào cổng thì cô mới được cho vào liễu đứng trước phòng khách rộng mênh mông với đầy những vật dụng xa hoa khiến cô có chút cảm giác lo sợ cộng với ánh mắt ông tài đang nhìn cô đăm đăm khiến cho cô có chút bất an ông tài ngồi trịch thượng trên ghế mà hất hàm hỏi liễu cô đến đây tìm ai có chuyện gì liễu mặc dù trong lòng run sợ nhưng cô cố gắng hít một hơi sâu mà nói cháu muốn gặp anh nam ạ à. bác cho cháu được gặp anh ấy một lát cháu biết anh ấy đang ở đây Liễu vừa dứt lời thì cũng vừa lúc xe của Thúy đang ở ngoài cổng đi vào. Liễu nhìn ra bên ngoài, từ trong ô tô bước ra là Thúy và Nam đang tay trong tay tiến vào. Trên tay Nam còn định kỉnh bao nhiêu là đồ đạc, có lẽ là để chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới. Thấy Liễu, Nam có vẻ hoảng sợ, anh liếc nhìn Liễu, xong lại nhìn qua ông Tài, mặt Nam bỗng chốc tái xanh mà sợ hãi. Thúy cảm nhận thấy sự bất ổn ở nơi anh nên quay sang cáu gắt. Làm cái gì mà thấy nó lại run như cây sấy vậy? Đàn ông đàn an thật là mất mặt. Trước lời cằn nhằn của Thúy thì Nam lấy ngay bình tĩnh lại. Ít ra ngay trước mặt ông Tài thì anh phải thể hiện mình thật xuất sắc để sau này ông ấy còn cân nhắc cho anh có thêm trước tước. Bởi vậy mà Nam ngẩng cao đầu làm sao bộ mặt lạnh lùng mà cao giọng nhìn liễu. Không phải giữa tôi và cô đã nói hết rồi sao? Cô tới đây có chuyện gì nữa? Trong lòng liễu không bớt đi lửa giận khi nhìn thấy bộ mặt nhơn nhơn của anh ta nhưng cô cố kìm lại bởi chuyện cô định nói ở đây không tiện để nhiều người biết tôi có chuyện riêng muốn nói với anh nên phiền anh đi ra ngoài một lát thúy nghe thấy vậy thì cấu một cái đau điếng vào tay nam anh tái mặt vì đau mà nhìn sang thúy đang giận dữ với ánh mắt sắc lẹm nam liếc qua ông tài Thấy ông đang ngồi ngả lưng ra thành ghế, tay chống cằm như đang chờ đợi xem nam giải quyết như thế nào. Nam cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội mà thể hiện, anh lại cao giọng với Liễu, "Có chuyện gì thì nói luôn tại đây, tôi không có nhiều thời gian để đứng nghe cô nói chuyện rông dài." Trước thái độ đầy khó coi của nam, khiến cho Liễu cũng chẳng thể kìm chế được mà tuyên bố thẳng, "Tôi tới đây chỉ muốn thông báo với anh một điều là tôi đã có thai, tôi đang mang thai con của anh." Liễu vừa nói, vừa cố nắm tay mình thật chặt cho móng tay cắm ngập vào da thịt để lấy cơn đau mà át đi những giọt nước mắt của mình ngay lúc này. Cô đã định chấp nhận cái sự thật bẽ bàng rằng nam đã rời bỏ cô, cô đã chấp nhận rời xa anh để anh có được hạnh phúc mới. Trong giây phút kết thúc của cuộc tình này, cô vẫn lựa chọn rời đi một cách cao thượng nhất. Nhưng mà số trời run rủi khi mà lại cố tình buộc chân cô lại với nam sau lần cấp cứu ở bệnh viện về liễu lại vô tình mà phát hiện ra mình đã mang thai cô đã đau đớn suốt một ngày trời nguyên một ngày mệt nhoài với vô vàn ý nghĩ tiêu cực có lúc liễu đã định ôm lấy đứa con máu mủ này mà chôn chặt mối tình sai trái nhưng rồi cô đã nghĩ dù sao nam cũng là bố của đứa trẻ dù có thế nào anh cũng có quyền được biết sự xuất hiện của đứa con này Chính vì vậy mà Liễu đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Cô chỉ muốn thông báo cho anh biết chứ không hề có ý định bắt anh phải chịu trách nhiệm, nhưng mà cô không ngờ anh lại tỏ thái độ đầy phũ phàng như thế này. Nam thì không ngờ đến chuyện mà Liễu vừa nói, bởi anh chỉ nghĩ đơn giản là chắc cô tới đây chỉ để níu kéo anh như lần trước nam bắt đầu thấy hoang mang mà nhìn sang thúy thấy cô ánh mắt đang sắc lẹm nhìn mình nam lại đành nén lại sự lo lắng mà gân cổ lên chất vấn liễu ai nói với cô đứa bé này là con tôi có gì chứng minh hay là bây giờ cô lại giở trò này để hòng níu chân tôi vậy nam ngẫm nghĩ thêm một lúc xong rồi anh lại cười khẩy mà khéo không chừng đó lại là con của thằng khôi cũng không chừng ấy một cái tát nghe chát chúa mà liễu vừa vung tay lên đánh nam trong mắt cô hẳn lên đầy tia lửa giận đủ khốn nạn nam ôm lấy mặt anh tức tối lắm mà muốn xông và trả lại cho liễu một cái tát anh ta cố kìm lòng mình lại bởi bây giờ lỡ anh làm quá lên sẽ bị ông tài đánh giá anh là một kẻ vũ phu ông tài cũng không thể kiên nhẫn ngồi nhìn cái tình cảnh này Ông quát lớn, nhà tôi là chỗ để cho mấy người làm loạn đấy à? Nói rồi, ông Tài hất tay về phía mấy tên thuộc hạ. Một lát sau, có một tên đã cầm lại phía ông ta một sấp tiền. Ông Tài thủng thẳng mà cầm sấp tiền, ném ngay trước mặt liễu mà nói giọng khinh miệt. Chừng này đã đủ chưa? Nếu cảm thấy thiếu thì đưa ra một con số, chứ đừng dở ba cái trò mèo ở đây. Nam thấy ông Tài đứng về phía mình thì anh ta được đà mà nói hùa vào. Bố à, Sao lại cho cô ta nhiều như thế? Hạng gái dễ dãi như cô ta, khéo cũng chỉ là tới đây kiếm tiền ăn vạ. Liễu nhìn sấp tiền trước mặt, cô uất hận tới nỗi mà không thể tự tay mình và vào mặt mấy kẻ bất nhân trước mặt. Cô đưa ánh mắt đầy căm hận, nhìn một lượt những kẻ đang có mặt ở đây mà không quên ghi nhớ từng khuôn mặt ấy. Liễu đứng dậy, nhổ một bãi nước bọt đầy khinh bỉ và rời ngay khỏi cái căn nhà đầy bạc bẽo ấy. Ngay giờ phút này, tình yêu của cô dành cho Nam đã chết. Tất thầy trong lòng chỉ còn lại duy nhất nỗi hận. Khi Liễu vừa rời khỏi nhà, ông Tài đã không kiềm chế được mà lao lại đấm cho Nam một cú như trời giáng. Đồ ăn hại, có một cái chuyện với một con nhà quê rẻ tiền mà xử lý mãi không xong. Nói rồi, ông Tài dợm bước định quay đi thì như sực nhớ điều gì mà quay lại chỉ tay vào bãi nước bọt mà Liễu vừa nhổ xuống Lấy rẻ mà lau đi, lau cho sạch vào. Ông Tài cùng Thúy dợ bước quay đi lên lầu, để lại Nam đang khom lưng chùi sạch bãi nước bọt trong ánh mắt đầy tò mò của đám người làm. Càng mất mặt bao nhiêu thì Nam lại chút nỗi căm hờn lên điệu bấy nhiêu. Đêm hôm đó, Thúy lại càng có cớ mà chút cái hằn học lên Nam. Từ ngày thấy Liễu tận mắt, Thúy đã không ngừng ganh ghét bởi nhan sắc của Liễu nổi trội hơn Thúy rất nhiều. Bản thân Thúy cũng tự biết bản thân mình trở nên dễ nhìn cũng là nhờ có tiền đắp vào chứ so về nhan sắc thì liễu ăn đứt cô gấp mấy lần. Mà thói đời, xấu người lại thường xấu nết nên khi nhìn thấy liễu đẹp hơn mình thì Thúy lại có phần ganh tị. Bởi cô không cam tâm khi thấy bản thân mình thua một đứa nhà quê như liễu. Khuya lắm rồi nhưng Thúy không thôi lại nhải Anh không nhanh mà giải quyết dứt khoát cái chuyện con liễu đi. Bố mà biết thì sau này bị thiệt thì đừng có trách em không báo trước. Nam cũng thấy nhức đầu và khó chịu bởi những điều mà Thúy vừa nói. Nhưng thấy Thúy nhắc đến lợi ích sau này thì Nam lại càng thấy lo. Suốt cả đêm đó, Nam không tài nào ngủ được. Dù sao, anh cũng đang có một đứa con chung với Thúy rồi. Thêm đứa con kia của Liễu chỉ tổ vướng chân. Bây giờ có thể Liễu an phận, nhưng biết đâu mai mốt sinh đứa con kia ra rồi, cô gặp khó khăn, khi đấy mà mang con tới ăn vạ thì chẳng khác nào anh bị buộc dây trách nhiệm. Còn một tuần nữa thôi là tới ngày cưới rồi, tới đó mà Liễu tới làm loạn để ông tài mất mặt thì anh không thể sống yên với ông ấy mất. Bây giờ, đến cả tiền cũng chẳng thể dụ ngọt được Liễu thì anh chẳng biết có cách nào để Liễu chấp nhận bỏ đứa con mình đi. Nhìn ánh mắt của Liễu ngày hôm nay thì Nam biết cô vẫn chưa thể thôi an phận được. Nam nằm suy nghĩ một lúc lâu, đôi mắt anh không thôi nhìn về phía xa xăm mà trong lòng nổi lên những toan tính đầy nham hiểm. Hai ngày sau, và tầm chiều tối, Liễu nhận được cuộc gọi của Nam. Cô không quá trông chờ vào thái độ tử tế của anh, nhưng mà từ hôm đó tới nay, cô vẫn chờ anh ta có một đời nói thỏa đáng đối với cô. Liễu bình thản bốc máy, phía bên kia, Nam nói rất nhẹ giọng chứ không còn điệu bộ trịch thượng như hôm trước. Em, Hôm trước là anh quá nóng nảy Em có thể gặp anh một lát để mình nói rõ chuyện này được không? Trong một phút giây mà lòng thánh thiện của Liễu trỗi dậy Cô đã tin rằng trái tim của một người làm bố như Nam đã một lần thức tỉnh Cô chẳng chút nghi ngờ mà tới điểm hẹn là một con đường sắt cũ Nơi mà trước đây khi còn là sinh viên cả hai đã thường lui tới Liễu đứng chờ một lúc thì Nam mới tới anh đi cái xe máy đời mới thong thả đi về phía cô thấy liễu anh đã đon đả như chưa từng có chuyện gì xảy ra em biết lâu chưa chờ anh có lâu không liễu tạm thời chưa thích ứng được với sự thay đổi đầy kỳ lạ này của nam cô nghi hoặc mà nhìn anh với ánh mắt đầy dò xét nam đoán biết được sự thận trọng trong ánh mắt của cô nên anh lại nhẹ nhàng mà ôn lại chuyện cũ em đừng nhìn anh với ánh mắt như thế anh biết em đang trách anh cái chuyện hôm trước nhưng anh làm vậy cũng là có cái khổ tâm của anh, em biết không, anh chưa lúc nào quên chuyện của chúng mình hết. Nam Liếc thấy thái độ của Liễu có phần hòa hoãn hơn, nên anh ngồi sát lại bên cạnh Liễu mà bắt đầu kể lể về những chuyện xưa cũ. Anh biết Liễu dù có cứng rắn cỡ nào, nhưng trong lòng cô vẫn ít nhiều còn tình cảm với anh. Anh quen cô lâu năm, chỉ cần nhìn qua ánh mắt là anh phần nào đoán được cô đang nghĩ điều gì. Nhưng mà Liễu chỉ thấy Nam nói chuyện rông dài mà chờ mãi chẳng thấy anh nói về chuyện chính nên Liễu có phần sốt ruột bởi trời cũng đã tối rồi. Cô nói thẳng những điều mà cô nghĩ. Thôi anh không phải nói chuyện rông dài nữa em nói thẳng luôn thế này. Nếu hôm nay anh tới đây để dùng tiền trao đổi thì em không cần. Đứa con này dù anh không thừa nhận thì nó vẫn là con của em. Em vẫn sẽ sinh và nuôi ra nó. Nam nghe Liễu nói như vậy. Anh có hơi trột dạ anh lại khẩn khoản mà nói chuyện với giọng đầy nịnh nọt. "Ấy khoan, sao em lại nói như thế? Chuyện đâu còn có đó, nó là con em thì cũng là con anh mà. Với cả, anh biết tính em mà, anh đâu dám đưa tiền bạc ra nói chuyện đâu chứ." Nói rồi, Nam lại vỗ về Liễu và bảo cô ngồi xuống ghế đá ở cạnh đó. Anh tiến lại xe, lấy ra hai chai nước, một chai anh đưa cho cô, còn một chai anh giữ lại để uống nam chu đáo mở nắp chai mà đưa cho liễu em cứ bình tĩnh em cứ uống nước đi rồi từ từ mình nói chuyện liễu đành miễn cưỡng mà cầm lấy chai nước nãy giờ đứng nói chuyện lâu cô cũng khát khô cả cổ rồi liễu uống một ngụm lớn xong rồi cô lại hỏi nam được rồi anh có chuyện gì thì nói nhanh đi sao em cứ nôn nóng thế nhỉ cứ uống nước đi chứ có việc gì phải gấp nam cứ tìm cớ trì hoãn cho tới khi nam chờ cho liễu uống mấy ngụm nước rồi thì anh khi này mới trầm giọng xuống liễu này nếu sau này có chuyện gì xảy ra thì mong em cũng đừng trách anh bởi anh không đủ kiên nhẫn để phấn đấu hàng chục năm trời anh biết em yêu anh nhưng mà yêu thôi không đủ để có được một cuộc sống giàu có liễu có chút nghi hoặc cô nhíu mày lại có vẻ thắc mắc anh nói cái gì mà lạ vậy em không có thời gian ở đây để nói chuyện rông dài với anh đâu liễu linh tính có chuyện không hay sẽ xảy đến với mình nên cô tìm cách mà rời đi cô sợ nam sẽ làm chuyện nguy hại đến mẹ con cô nhưng mà chỉ vừa đi được mấy bước chân thôi là bụng của liễu chợt bắt đầu đau ban đầu chỉ hơi đau dâm gian nhẹ nhưng mà càng ngày cơn đau càng dữ dội khiến cho liễu không thể chịu được được thêm mà bắt đầu ngồi thụp xuống đất cơn đau nhói lên từ bụng dưới khiến cho liễu đau đến tái mặt mà với lấy tay nam cầu xin anh nam cứu em nhưng mà đáp lại sự cầu xin của cô là ánh mắt lạnh lùng đầy sắc lẹm của nam đang nhìn cô anh đã bảo rồi em đừng trách anh anh cũng không muốn dùng cái cách bất đắc dĩ này để làm đau em nhưng mà vì em quá gan lì nếu như em chịu an phận nhận lấy số tiền kia mà bỏ đứa bé đi thì anh cũng nào phải dùng cái hạ sách này Lời Nam vừa nói là Liễu đã đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Trong cơn đau đến rứt ruột gan, Liễu chỉ có thể thều thào được vài ba câu đứt quãng. Đổ, độc ác. Tôi, tôi hận. Một cơn đau gò lên dữ dội, khiến cho Liễu đau đến điếng người. Một dòng máu tươi đang dần chảy xuống và loang lổ khắp cả một vùng đỏ thẫm. Liễu mất sức mà dần mơ màng đi. Nhưng trước khi đôi mắt của cô đang dần khép lại, cô vẫn kịp nhìn thấy nụ cười hài lòng của Nam, kẻ đã nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của con cô. Nam đứng nhìn liễu một lát, xong anh rút điện thoại ra mà gọi xe cứu thương. Nam đã căn lượng thuốc rồi, từng này thuốc chỉ đủ để làm liễu bị hư thai thôi, chứ không ảnh hưởng đến tính mạng. Nam chắc chắn được điều đó bởi chính những viên thuốc này là tự tay ông Tài đã đưa cho anh. Nam nhanh chóng rời đi để tránh liên lụy. Anh cũng không muốn mọi chuyện lại thành ra như thế này, chỉ là vì liễu quá cứng đầu mà thôi. Nam cứ đổ hết mọi sự sai trái này là do liễu để cho anh bớt đi được chút ít sự áy náy và tội lỗi đang ngập tràn trong lòng anh ngay lúc này. Cuộc đời luôn đối xử phũ phàng với những kẻ yếu thế. Liễu bây giờ đang nằm trơ trọi giữa đường dây tàu cũ, không một bóng người qua lại. Dù cho là đang mê man vì cơn đau, nhưng cô vẫn có thể nghe những âm thanh từ bên ngoài, tiếng bước chân đang dồn dập bước tới. Trong cơn đau, quằn quại không thể thốt lên lời, Liễu chỉ có thể nghĩ trong đầu với một suy nghĩ, cầu trời những người đang bước tới đây sẽ cứu giúp cô. Nhưng mà không, âm thanh mà Liễu đang nghe lúc này khiến cho cô run sợ, đó chính là Thúy. Thúy hả hê nhìn Liễu đang vùi mình trong vũng máu loang lộ, cô ta nghiến răng mà nói những lời đầy độc ác. Mày đừng có trách tao, bởi thằng người yêu mày nó ham vinh hoa phú quý, nên nó bỏ mày để theo tao. Đứa con của mày cũng là tự tay nó giết, chứ tao chẳng liên quan. Cái tội của mày là cố chấp, nếu từ đầu mày đừng có chống đối tao thì đã không có chuyện này rồi. Thúy cúi xuống nâng cằm liễu lên, mặt đầy nghiến. Mày nghĩ một con nhà quê như mày mà có thể tranh giành một món đồ với tao sao? Mày ỉ mày có cái mặt đẹp rồi thích lên mặt với tao à? Nói rồi, Thúy đứng dậy ngót tay, một tên thuộc hạ tiến lại gần và cúi đầu trở lệnh, mày xử nó cho tao. Sau lời nói đầy lạnh lùng ấy của Thúy là tiếng xèo xèo của da thịt bị cháy, tên thuộc hạ chẳng một chút nương tình mà cầm chai axit đổ lên khuôn mặt xinh đẹp của Liễu. Hai cơn đau đang dày vò thân thể Liễu cùng lúc khiến cho Liễu ngất lịm đi mà chẳng biết gì nữa, còn đám người kia sau khi thỏa mãn được cái sự điên cuồng của mình thì cũng ngay lập tức rồi đi. Tiếng còi xe cấp cứu hú vang lên từ phía xa, Liễu nhanh chóng được đưa lên băng ca mà tới bệnh viện cấp cứu. Nữ y tá sau khi đã sơ cứu cho Liễu thì liền lấy điện thoại của cô mà gọi cho người thân. Cô y tá tìm theo những cuộc gọi gần nhất thì thấy số điện thoại của Nam, nhưng mà gọi mãi chỉ là những tiếng chuông đổ dài mà không có hồi đáp. Số kế tiếp là số của Khôi, khi chuông vừa đổ được một hồi, chuông đầu tiên thì Khôi đã bắt máy, Liễu có chuyện gì sao? Giờ này em chưa về. Anh có phải là người thân của người này không? Cô ấy đang trên đường tới bệnh viện để cấp cứu, mời anh nhanh chóng tới bệnh viện để làm thủ tục. Chẳng để thừa thải thêm một giây phút nào nữa, Khôi ngay lập tức chạy như bay tới bệnh viện. Anh sốc nặng khi thấy nửa thân dưới của Liễu đang ướt đầm máu cùng khuôn mặt biến dạng khiến cho anh cũng chẳng thể nhận ra. Anh hoảng sợ mà lao lại quỳ xuống chân bác sĩ mà cầu xin. Xin bác sĩ, hãy cứu Ly cô ấy bằng bất cứ giá nào tôi cũng chấp nhận." Phần vì sốt sáng để cấp cứu cho Liễu, phần vì thấy anh quỳ như thế, bác sĩ cũng không đành nên ông ấy cúi xuống, dìu Khôi đứng lên mà động viên. "Anh cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Liễu nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, Khôi ở bên ngoài phòng bệnh không ngừng chắp tay cầu khẩn cho cô được bình an. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Khôi ngỡ như cả một năm trời cánh cửa mở ra, y tá nhanh chóng thông báo, bệnh nhân cần máu gấp. Chưa chờ y tá nói hết câu, Khôi đã đứng bật dậy, tôi cùng nhóm máu, tôi cho máu ngay bây giờ. Nói rồi, Khôi thành thạo mà đi ngay tới phòng lấy máu, anh chẳng muốn trần trừ thêm một giây phút nào cả. Thời gian thực tập chung với Liễu, anh biết rõ cô thuộc nhóm máu nào rồi. Khôi nằm phía bên này nhìn sang Liễu đang nằm giường ở cạnh bên, anh không khỏi đau lòng khi nhìn thấy thân xác cô tàn tạ yếu ớt. Anh chỉ thầm mong Liễu nhanh chóng thoát khỏi cửa ải này, rồi anh sẽ điều tra bằng được kẻ nào đã làm hại cô. Mấy tiếng sau, thì bác sĩ trở ra và thông báo rằng Liễu đã qua cơn nguy kịch. Tới khi này, Khôi mới có thể ôm ngực thở phào đầy nhẹ nhõm. Một lúc sau, thì Liễu mới tỉnh lại. Cô hé mắt mà thấy trói lóa bởi ánh đèn trên trần nhà của bệnh viện. Khôi ngồi cạnh bên vẫn nắm chặt lấy tay của cô. Phải một lúc lâu liễu mới có thể nhớ ra được những chuyện đã xảy ra với mình. Cô trượt giật mình mà định ngồi bật dậy nhưng cơn đau nhói ở bụng khiến cho liễu chẳng thể dướn nổi người dậy. Liễu ôm lấy cái bụng của mình mà thều thào hỏi Khôi. Con em có còn không ạ? Khôi không biết nên trả lời liễu vào lúc này như thế nào cả. Bởi việc cô có thai đến bây giờ anh mới biết Khi bác sĩ thông báo với anh rằng cô không thể giữ lại được đứa con Thì lúc này Khôi mới biết rằng Liễu đã mang thai Khôi cúi đầu xuống mà khẽ lắc đầu Anh chẳng biết phải nói như thế nào để cho Liễu bớt đau lòng cả Liễu đã biết kết quả như thế này rồi Nhưng khi thấy cái lắc đầu của Khôi khiến cô thêm phần hụt hẫng Cô đưa tay lau lấy giọt nước mắt đang trực rơi trên khuôn mặt mình, nhưng cô lại đụng chúng băng trắng đang quấn trên mặt mình. Đến khi này, cô mới mơ hồ nhớ ra những chuyện đã xảy ra với mình. Liễu không tin vào sự thật mà đưa tay sờ lên khuôn mặt đang quấn băng chẳng chịt. Có lẽ là còn thuốc tê nên Liễu không thấy đau, nhưng ngay trong lòng cô lúc này đã quá đau đớn rồi. Liễu không chấp nhận được sự thật về những chuyện vừa xảy ra với mình, cô hoảng loạn mà gào khóc. Liễu như muốn phát điên lên Cô cùng lúc mất đi đứa con Cùng khuôn mặt của mình Khiến cho Liễu không thể kiểm soát được Mà phát điên lên Khôi phải ôm chặt lấy Liễu Để tránh cho cô quá kích động Mà làm chuyện dại dột Vòng tay của Khôi vững chãi là thế Mà vẫn phải cố gồng hết sức Mới có thể kìm được Liễu lại Có lẽ là cô đã quá kích động mất rồi anh buông em ra, để cho em chết đi sao còn cứu em làm gì? Sống như này có khác nào là chết đi đâu? Khôi vẫn cố gồng mình mà ôm chặt lấy Liễu, "Em bình tĩnh xem nào, chuyện gì cũng có cách giải quyết cả, em mới vừa phẫu thuật cần phải giữ sức khỏe." Liễu vẫn không thể chấp nhận được chuyện này, cho dù là Khôi có đang khuyên cô như thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể trách cô quá kích động, bởi một người phụ nữ quan trọng nhất có lẽ là đứa con và nhan sắc, ấy vậy mà trong chốc lát thì cô bị mất cả hai thứ đó. Bởi vậy mà những người đang cùng trong phòng bệnh chẳng ai thấy khó chịu bởi sự ồn ào này, mà còn nhìn cô với ánh mắt đầy cảm thông. Liễu vẫn cứ khóc nấc lên mà Khôi không có cách nào để an ủi cô cả. Anh không muốn Liễu cứ thế này mà lại ảnh hưởng đến sức khỏe, nên anh đã thẳng thắn nhìn vào mắt cô mà đề nghị: "Em phải sống, nhất định phải sống, cho những kẻ đã hại em phải nhận được sự trả giá, em biết không?" Lời mà Khôi vừa nói như làm cho Liễu bừng tỉnh cô đã bắt đầu bình tĩnh lại mà suy xét mọi chuyện. Đúng, cô không thể chấp nhận một cách đầy cam chịu như vậy được. Bao nhiêu kẻ đã gây ra đau khổ cho cô, cô không thể đành lòng nhìn chúng hả hê mà sống hạnh phúc được. Khôi nói đúng, cô không thể dễ dàng buông xuôi như vậy được. Cùng một lúc kẻ mà cô từng thương đã nhẫn tâm giết chết đứa con chưa thành hình của cô. Cùng một người phụ nữ đã dùng vật chất cướp kẻ đó khỏi tay cô và hủy hoại dung nhan của cô. Trong chớp mắt, mọi hình ảnh về sự đau đớn ập tới ngày hôm qua lại hiện rõ mồn một ngay trước mắt, khiến cho sự căm hận của Liễu lại dâng trào nên sôi sục. Nhưng rồi, cô lại trột dạ mà nhìn lại tấm thân tàn tạ của mình trong tay cô bây giờ chẳng có bất cứ thứ gì từ tiền bạc cho đến nhan sắc bây giờ ngay cả việc nuôi sống bản thân mình còn khó huống hồ gì là nuôi mộng trả thù liễu lại băn khoăn nhưng mà em bây giờ đến bản thân mình còn không lo nổi thì lấy gì mà tính chuyện xa xôi khôi trầm ngâm xong rồi anh nhìn thẳng vào mắt cô mà đề nghị đầy quyết đoán em có đồng ý ở cạnh anh không anh sẽ bên cạnh chăm sóc em và đồng hành cùng em trong quãng thời gian còn lại, được chứ?" Liễu Trần Trừ bởi cô sợ rằng những lời mà Khôi vừa nói chỉ là sự thương hại anh dành cho mình. Hơn nữa, mặc dù thời gian ở cạnh Khôi cũng khá lâu, cô cũng ít nhiều cảm tình đối với anh, nhưng cô biết Khôi xuất thân cũng là từ gia đình không mấy khá giả, nên anh làm gì có thể mà lo lắng cho cô mãi. Nhưng mà Liễu bây giờ trong tay nào có còn gì? Cô đã một lần trải qua sự lừa dối và phản bội rồi, nên cô vẫn luôn có chút nghi kỵ trong lòng. Bây giờ, có chăng chỉ còn có Khôi để cô bấu víu lấy mà nương tựa cho cuộc sống gập ghềnh trước mắt. Liễu khẽ gật đầu đồng ý, mà vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Khôi. Anh nắm lấy tay Liễu thật chặt, xong rồi anh đứng dậy gọi điện thoại cũng không rõ là anh gọi cho ai, nhưng mà một lát sau đã có mấy người tới đây làm thủ tục xuất viện và đưa cả hai người rời khỏi bệnh viện này. Về phần nam, từ ngày mà anh giải quyết được nỗi lo canh cánh trong lòng thì anh đã thoải mái tinh thần hơn, không còn phải lo lắng cuộc sống của mình bị uy hiếp bởi Liễu và đứa con trong bụng của cô nữa. Ngay cả lúc anh thông báo kết quả với ông tài thì ông ta đã không ngừng khen ngợi. Đấy Đàn ông đàn an là phải thế Không thể để mấy chuyện nữ nhi thường tình Mà làm ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp được Lần này anh làm rất tốt Bố sẽ cân nhắc anh nên vị trí phù hợp với anh Thấy ông Tài nói thế Thì Nam không ngừng mở cờ trong bụng Anh vui tên nỗi Mà cả đêm mất ngủ Chỉ cầu mong sao cho nhanh tới ngày cưới Chẳng mấy chốc mà tới ngày Nam mong chờ Trước hôm diễn ra ngày cưới một ngày Nam đã nôn nóng gọi điện cho bố mẹ mình Mà hối thúc Giờ này sao bố mẹ chưa lên mà còn ở nhà làm gì nữa vậy? Bà Thoan có vẻ lo lắng, biết là Nam nói không cần phải lo cái gì, chỉ cần xuất hiện là được. Nhưng mà ít nhiều bà cũng cảm thấy khó coi, nếu như đằng trai không có cái gì. Bà sợ con trai mình bẽ mặt với người ta nên bà mới lo xa như thế. Bà khẽ thở dài, con à, thư thư một chút rồi đầu giờ chiều bố mẹ đón xe lên chỗ con. Sáng hôm nay mẹ mới bán lứa lợn và mấy con bò nên đang chờ người ta giao tiền con dáng chờ một chút. Cứ tưởng Nam sẽ cảm động vì tấm chân tình của bố mẹ mình. Thế mà không phải vậy, anh gắt gỏng lên trong điện thoại. Đã bảo là cứ lên đây đi, mà sao bố mẹ cứ vẽ việc ra thế nhỉ? Người thì đang sốt ruột, người thì cứ thành thơ là sao? Bố mẹ soạn sửa đi, chút nữa sẽ có xe tới đón. Sự quá quắt của Nam khiến bố mẹ anh phiền lòng. Cứ tưởng cố gắng nuôi anh có ăn có học, rồi anh sẽ cư xử với bố mẹ với thái độ lễ phép nhưng không ngờ anh càng ngày càng quá đáng ngay cả chuyện cưới hỏi lần này nam cứ như không có bố mẹ mà tự quyết hết mọi chuyện anh chỉ thông báo và có lẽ cũng chỉ cần sự xuất hiện của hai người như để cho thiên hạ biết anh có bố mẹ mà thôi mẹ của nam cảm thấy chạnh lòng bởi cậu con trai mà bà dốc lòng kỳ vọng lại nói với mình như vậy ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài mà bà khẽ kéo vạt áo chấm giọt nước mắt đang trực rơi. Xe dừng trước một căn nhà lớn nguy nga. Khi bố mẹ Nam vừa bước ra khỏi xe, đã thấy Nam đứng chờ sẵn ở đó rồi. Nam nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thách của bố mẹ mình mà cảm thấy khó chịu. Nhưng vì đã có hẹn từ trước với ông Tài rồi, nên là Nam cũng đành miễn cưỡng mà dẫn bố mẹ mình vào nhà. Bố mẹ Nam xuất hiện khiến cho Thúy chố mắt nhìn vì kinh ngạc cô thấy khó chịu ra mặt vì sự quê mùa của hai người bọn họ đời thủa nào con dâu mà nhìn thấy bố mẹ chồng mà lại không chào hỏi còn đứng nhìn với thái độ khinh khỉnh điều này khiến cho bố mẹ nam có chút chạnh lòng ông tài thì trải đời nhiều nên ông ta có vẻ khéo léo hơn ông mời bố mẹ nam ngồi xuống mà nói chuyện hai người ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế to oạch giữa phòng khách đầy vẻ hoang mang khi thấy ông tài có vẻ hòa hoãn hơn nên bố mẹ nam mới có vẻ thoải mái hơn một chút mẹ của nam mở lời trước chúng tôi cũng nghe cháu nó thư chuyện nên hôm nay tới đây đều ngày mai cho hai con làm lễ cưới đi cũng vội vàng nên cũng chẳng chuẩn bị được quà cáp gì nhiều có chút quả quê mong ông bà vui lòng nhận cho vừa nói thì mẹ anh đưa cái làn lên bên trong có con gà và ít rau chuối nam đã cảm thấy nóng mắt lắm rồi nhưng anh phải cố nín nhịn Ông Tài tỏ ra vui vẻ mà nhận quà, nên lúc này Nam mới cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút. Hai bên trò chuyện được chốc lát thì Thúy đưa cho Nam cái thẻ và dục rã. "Anh cầm ít tiền đưa bố mẹ đi mua sắm ít đồ đi." Mặc dù mẹ của Nam cứ từ chối, nhưng Thúy thì cứ một mực khối thúc anh đi. Bố mẹ anh cứ tưởng có được cô con dâu thảo, nhưng ông bà nào biết, khi xe vừa rời ra khỏi cổng, Thúy đã ngồi phịch xuống ghế mà than vãn với ông Tài không tống mấy cái người này đi cho nhanh, chắc có lẽ con chết vì khó chịu quá. Nói rồi, Thúy ngoắc tay kêu con Huệ là con bé giúp việc trong nhà. Con Huệ đâu? Mày nhanh lên đây chùi dọn và xịt nước hoa nhiều vào cho tao, chùi cho sạch cái mùi quê mùa này dùm tao cái. Con Huệ nghe tiếng gọi của Thúy, liền vội vàng chạy lên nhà, bởi trong cái nhà này Thúy nổi tiếng là gây gớm, nó không muốn phải chịu đòn oan. Khi nó đang lau tới chỗ cái làn đựng con gà và rau trái mà mẹ Nam mang lên, nó chần chừ mà cầm lên hỏi, "Thưa cô, cái này giờ mình làm sao ạ?" Thúy nhăn mặt bịt mũi lại mà xua tay, "Trời ơi, kinh chết đi được." Ông Tài ngồi gần đó khoát tay mà bảo con Huệ, "Mang vứt đi." Huệ có vẻ ngạc nhiên trước cách hành xử này của bố con ông Tài, nhưng mà phận làm thuê nên cô nào dám nói gì, Huệ tiếc của nên lại lén giấu mà mang cho bác làm vườn bởi gia đình bác ấy đông con mà chẳng khi nào đủ ăn nam sắm cho bố mẹ đủ thứ quần áo nhìn vào thì cứ tưởng là anh hiếu thảo lắm nhưng thực ra là anh sợ bố mẹ mình ăn mặc như vậy sẽ khiến anh mất mặt mẹ anh thì tiếc tiền nên cứ ngăn anh lại nhưng mà nam lại bực mình mà gắt lên mẹ hay nhỉ con mua thì cứ nhận đi mẹ định làm con mất mặt hay sao vậy Bố anh đứng kế đó không thể nhịn nổi nữa mà cho Nam một cái bạt tai, thẳng mất dậy. Cứ tưởng sau cú tát vừa nãy thì Nam sẽ tỉnh ngộ, nhưng không ngờ Nam lại gân cổ lên mà cãi. Bố mẹ đã cho con được cái gì chưa? Đã làm cho con được nở may nở mặt với bạn bè chưa? Đến bây giờ con cố gắng có được vị trí này, sao bố mẹ cũng không thể giúp cho con được tọa nguyện vậy? Bố anh tức tối tới nỗi mà muốn đánh cho Nam thêm mấy cái nữa. Nhưng cũng may mà có mẹ anh ôm bố ngăn lại nên ông ấy mới dần nguôi ngoai đi cơn tức giận bữa cơm tối nay được bày rình rang bởi bao nhiêu là món ngon chiếc bàn rộng mênh mông chỉ có mấy con người trông ảm đạm mà chẳng có chút không khí gia đình nào mấy món bày biện lên toàn là món tây phải dùng dao nĩa bố mẹ anh cứ lóng ngóng mãi mới có thể ăn được xong bữa cơm đám cưới hôm sau cũng diễn ra bố anh mặc trên người bộ đồ Tây, còn mẹ anh mặc cái váy toàn hạt đính lên, nó lóng lánh nhìn nhức hết cả mắt. Mặc dù không thoải mái, nhưng hai ông bà vẫn cố gắng đứng ở cổng để mà chào hỏi khách tới dự. Mẹ anh nhìn Nam bảnh bao trong bộ vét, bỗng chốc mà bà cảm thấy tủi thân. Bà chẳng mong gì hơn là anh có thể hạnh phúc với những điều mà anh lựa chọn. Khi đám cưới đang diễn ra, thì bỗng MC đám cưới bỗng gọi tên Nam khiến anh có chút giật mình. Hôm nay trong đám cưới, mẹ của chú rể có nhắn nhủ với tôi rằng muốn lên trao cho con dâu một món quà. Nam hơi lo lắng vì điều này bố mẹ anh chưa hề nói với anh, anh sợ ông bà lại làm ra chuyện gì khiến anh mất mặt. Mẹ anh từ dưới sân khấu đi lên, cầm theo cái hộp trang sức và trao cho Thúy một sợi dây chuyền vàng, Thúy có vẻ khó chịu. Nam nhìn vào ánh mắt là biết cô không hài lòng, nhưng đứng trước mặt quan khách nên cô phải cố tỏ ra vui vẻ mà nhận lấy mẹ anh cho anh một chiếc nhẫn vàng, rồi bà thì thầm. Cưới hai con, nhưng bố mẹ không chuẩn bị được gì nhiều. Đây là tất cả những gì mà hiện tại bố mẹ có được, mong hai con nhận lấy. Thúy và Nam trong lòng đều khó chịu, nhưng trên mặt vẫn cố nặn ra nụ cười đầy chiếu lệ. Bố mẹ anh ngồi ở bàn trên cùng, gần sân khấu, ấy thế mà lúc đi chúc rượu, cả hai vợ chồng Nam chỉ lướt ngang qua, chứ không hề dừng lại. Đám cưới kết thúc, ai cũng mệt nhoài cả, nam dẫn thúy lên phòng mà đi nghỉ lúc anh đi ngang thấy bố mẹ mình đang phụ mấy người giúp việc dọn dẹp nhưng mà anh cứ mặc kệ anh tiếp khách cũng mệt quá nên anh chỉ muốn nghỉ ngơi ngay lúc này mà thôi tới tối khi nam tỉnh dậy thì thấy bố mẹ đã về từ lúc nào anh có gọi điện nhưng chỉ nhận được câu trả lời ngắn ngủi rằng bố mẹ anh đã đón xe khách về quê rồi nam trong lòng cũng có chút áy náy nhưng mà rồi cảm giác ấy cũng nhanh chóng trôi qua anh cũng đã nghĩ, chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa thôi thì anh sẽ bù đắp lại cho mẹ mình. Khi Nam bước lên phòng thì thấy Thúy đang cố gỡ sợi dây chuyền mà mẹ anh tặng ban chiều, thấy anh, Thúy ném sợi dây ngay dưới chân của anh. Của nhà anh đấy, giữ lấy nó đi, thời buổi này ai đeo ba cái thứ vàng này nữa cơ chứ? Nhìn sợi dây sáng bóng dưới chân mình, trong lòng Nam có chút gợn sóng. Thấy Thúy coi thường bố mẹ anh như vậy, khiến cho anh ít nhiều khó chịu. Nhưng mà vì những thứ sau này, anh lại đành nín nhịn. Anh cúi xuống nhặt lấy sợi dây và tiện tay tháo luôn chiếc nhẫn mà mẹ anh đã cho mà bỏ vào cái túi nhỏ mà để vào trong ngăn tủ. Mấy ngày sau thì Nam cũng trở lại bệnh viện làm việc. Anh được cất nhắc lên vị trí trưởng phòng ở độ tuổi còn rất trẻ. Nhưng lần này thì không ai ngạc nhiên nữa bởi bây giờ anh đã nghiễm nhiên trở thành con rể của giám đốc rồi, nên việc Nam có được vị trí này là đương nhiên, chỉ là mọi người cảm thấy ghen tị với sự may mắn của anh mà thôi. Khoảng một thời gian sau, thì Nam cũng có phần tò mò về cuộc sống của Liễu, nhưng mà dù anh có tới chỗ cũ để tìm thì không thấy cô đâu cả. Anh cho người âm thầm điều tra, nhưng mà Liễu giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Có mấy dạo rảnh rỗi thì Nam cũng kiếm đường đi về quê của Liễu để tìm, nhưng mà nhà cô cũng chuyển đi đâu mất, mà anh hỏi thăm mọi người xung quanh cũng chẳng một ai biết. Anh có lo nghĩ về chuyện xấu nhất có thể xảy ra với Liễu, nhưng mà cái sự lo lắng ấy cũng không diễn ra quá lâu bởi anh còn nhiều thứ khác phải bận tâm tới. Đôi lúc, Nam lại nghĩ nếu cô biến mất thì cũng tốt, anh cũng sẽ không phải lo sợ chuyện cô quay lại tìm anh đối chất về những gì mà anh đã gây ra cho cô. Mấy dạo Bố mẹ của Nam cũng đề cập tới chuyện hai vợ chồng anh về thăm bên nội, phần là để thắp hương bàn thờ gia tiên, phần nữa là ra mắt xóm làng. Nhưng mà lần nào Nam nói tới chuyện này là Thúy lại cáu kỉnh và tìm cách lảng tránh đi. Nhưng mà Nam nói mãi thì Thúy lại càng thêm bực mà không nhịn được lại quát tháo anh. Ồ hay cái anh này, quan trọng là người sống, chứ người chết rồi thì thắp hương lúc nào mà trả được. Còn mấy cái người nhà quê chỗ anh cần xem mặt tôi để làm gì? Nam chưa kịp phản ứng thì ông Tài đã phụ họa theo. Vợ anh đang bầu bì mà anh cứ làm khó nó làm gì? Anh cứ nói khéo với ông bà thông gia là mai mốt sinh con giàu rồi, về cũng chưa muộn. Những khi ấy, Nam cũng chỉ biết dạ vâng cho qua chuyện và tìm cách nói khéo với bố mẹ mình. Chuyện này một khi ông Tài đã lên tiếng thì Nam không được phép nhắc tới nữa. Thúy thì từ dạo mang bầu, dường như cô đổi tính đổi nết hay là vì sau khi cưới rồi nên cô thay đổi nhưng mà cô càng ngày càng khó tính lắm nay bụng cô cũng đã khá lớn rồi mà giai đoạn này thì thi thoảng vợ chồng vẫn có thể gần gũi được nhưng mà mỗi lần nam muốn đụng vào người cô thì cô lại dãy đẩy lên mà không cho anh đụng vào người kể ra từ cái lúc say rượu và lỡ lên giường với thúy tới bây giờ nam cứ phải chịu cảnh phòng không gối chiếc một mình bởi thúy lấy lý do bầu bì mệt nên không thích có người nằm cạnh bên Nam lắm lúc cũng thấy bí bách Bởi đàn ông mà Dễ gì mà nhịn được lâu đến thế Nhưng mà Nam chẳng dám dục dịch gì cả Bởi mọi việc anh làm Luôn có sự giám sát của ông Tài Nên anh không dám làm bậy Sống trong cái cảnh chui gầm chạn Nên Nam phải luôn nhìn lét mặt của ông Tài và Thúy Để sống cùng Với sự bí bách Bởi lâu ngày không được thỏa mãn nhu cầu Nên khiến cho Nam cứ bứt rứt trong người đến khó chịu tiền bạc thì ông tài vẫn trả cho Nam sòng phẳng nên về chuyện tiền nong anh cũng không mấy phải bận lòng. Mấy dạo trước anh có gửi tiền về cho bố mẹ mình sửa nhà, nhưng mà anh cũng chẳng nói được gì nhiều mà nói qua quýt vài ba câu rồi cũng vội tắt máy. Có đôi lúc anh cũng muốn tỏ ra quan tâm thúy để tranh thủ lấy tình cảm với cô, cũng một phần là để làm đẹp lòng ông tài. Cũng như sáng nay, khi biết Thúy có lịch đi khám thai, thì Nam cũng sốt sáng dậy sớm để đưa đón Thúy đến bệnh viện để siêu âm. Nam chờ mãi, thì cuối cùng mới thấy Thúy bước xuống nhà. Nam vội vàng chạy lại đỡ túi sách cho Thúy. Em để anh sách túi cho, lên xe để anh đưa em đi khám. Nam rào đón và nhiệt tình là thế, nhưng mà hình như Thúy lại không vui. Cô thấy vậy liền rằng lấy túi sách trên tay Nam. Sao hôm nay anh không đi làm đi, mà đi theo em làm gì? Nam dù trong lòng có vẻ rất bực, nhưng mà anh cố kìm lại mà nở một nụ cười gượng gạo. Hôm nay anh xin nghỉ để đưa em đi khám thai. Thúy nhăn mặt, ai cần anh đi theo, em tự đi một mình, anh lo mà đi làm đi. Nam vẫn kiên trì thuyết phục Thúy, nhưng mà cô chẳng nể tình mà đẩy mạnh anh ra rồi tự mình ngồi lên xe mà lái xe đi thẳng, để cho Nam đứng một mình ở đấy với ánh mắt ngỡ ngàng của mấy người làm. Nam cảm thấy mất mặt và có chút tự ái, mang tiếng là được làm bố rồi, nhưng chưa một lần nào anh được cùng vợ mình đi khám thai. Có đôi lúc, anh cười thầm đầy mỉa mai, không biết anh có phải là chồng của cô không nữa. Còn thêm những lúc Thúy đi chơi đến khuya mới về, mặc dù mang cái bụng bầu, nhưng mà mọi cuộc vui với bạn bè thì Thúy đều không thể nào vắng mặt được. Cô còn đi giày cao gót và không ít lần say rượu. Nam lo cho cô mà cũng thấy sót con nên anh thường khuyên gian thúy. Nhưng những khi ấy cô lại chửi bới anh không tiếc lời mà gạt phăng đi những lời mà anh vừa nói. Nếu như cuộc sống có những thứ không được như ý thì ít ra công việc cũng có chút xuân sẻ. Đằng này từ ngày mà anh đảm nhận vị trí này tới nay anh thấy mình chẳng khác nào con bù nhìn cho ông Tài cả. Ban đầu cứ nghĩ là anh được cất nhắc lên vị trí này là bởi vì thực lực của anh chứ đằng này càng ngày anh càng cảm thấy mình trơ trọi giữa những người chủ chốt trong cái bệnh viện này bao nhiêu dự án lớn hay những cuộc họp đôi lúc anh cũng chẳng được gọi đi họp mà cho dù có tham gia thì cũng chỉ là ngồi nhìn cho có mặt vậy thôi chứ anh cũng chẳng được có ý kiến gì những người ở đây người ta nể mặt anh chẳng qua cũng là bằng mặt không bằng lòng Chứ thật tâm nào có ai tôn trọng anh đâu Bởi người ta chỉ xem anh như một kẻ bám víu vào cái mác con rể giám đốc mà thôi Thời gian đầu thì Nam cũng mặc kệ Anh nghĩ cứ có tiền tiêu xài là được Không phải làm việc thì anh lại càng khỏe Nhưng sau này khi đối diện với những ánh mắt coi thường mình Thì khiến Nam cứ cảm thấy khó chịu Nhưng mà cho dù có khó chịu cỡ nào Anh cũng đành phải nuốt vào trong Thời gian này bụng của Thúy cũng đã lớn hơn nhiều, người có nặng nề hơn chắc có lẽ cũng sắp sinh. Mang thai mệt mỏi cùng với cái bụng to khó ngủ nên đâm ra tính tình của Thúy thêm cáu bạn hơn. Người làm trong nhà thấy Thúy cũng đành lé tránh đi bớt, kẻo lại sợ mang vạ vào thân. Tối nay, trời cứ động mưa mà chẳng thể mưa được, trời thì tối đen rồi sấm chấp y đùng mà lại chẳng có nổi giọt mưa nào khiến cho không khí càng trở nên oi bức cái điều hòa dù đã mở ở nhiệt độ thấp nhưng vẫn không thể khiến cho Thúy cảm thấy dễ chịu thêm chút nào. Nằm trằn trọc mãi đến khuya thì Thúy mới có thể du mình và giấc ngủ một chút. Trong cơn mơ màng, Thúy thấy liễu, trong khuôn mặt biến dạng méo mó, trông thật gớm ghiếc, cùng một đứa trẻ đội mũ che kín mặt, đang tiến dần về phía cô. Trong khuôn mặt đáng sợ, cùng thái độ đang trực trào lửa hận mà họ đang nhìn khiến cho Thúy sợ hãi. Cô la hét điên cuồng, mồ hôi vã ra như tắm cho đến khi cơn đau bụng quặn thắt ở bụng làm cho cô tỉnh giấc. Khi này, Thúy mới biết rằng mình chỉ là đang nằm mơ. Tiếng hét thất thanh của Thúy khiến mọi người thức giấc mà chạy qua phòng của cô. Khi này, thì Thúy cũng đã có dấu hiệu sinh rồi, nên ông tài tức tốc gọi tài xế chuẩn bị xe để đưa cô tới bệnh viện. Nam ngồi trên xe, mặc dù là Thúy đang la hét vì từng cơn đau cuộn lên nhưng anh vẫn không thôi thắc mắc Tính ra mới có 7 tháng Nhưng mà sao lại sinh sớm vậy nhỉ Thấy Nam hỏi Thúy có phần hơi hoang mang Mặc dù đang đau đến tái mặt Nhưng cô vẫn không thôi được cái tính cầu nhau Mà quay sang cằn nhằn Nam Đã đau thì chớ Còn ở đó mà sớm hay muộn cái gì Anh có bớt lại nhải dùm tôi cái không Nam có chút bực mình Anh định nói lại Nhưng lại va phải ánh mắt của ông Tài Nhìn anh không mấy thiện cảm Nên là Nam lại cố mà nhịn miệng lại. Hay tin con dâu sắp sinh nên mẹ của Nam cũng tức tốc bắt xe mà lên thành phố ngay trong đêm. Tới được bệnh viện, bà Thoan phải đứng ngoài hành lang một lát, lấy cái quạt mà quạt lấy quạt đẻ, bởi giờ này người bà đang nhễ nhại mồ hôi. Thúy được đưa vào bệnh viện mà ông Tài làm giám đốc, bởi là người nhà nên Thúy được ưu tiên đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng mà nhập viện cũng nửa ngày trời rồi mà Thúy vẫn không thể sinh được từng cơn đau quằn quại khiến cho cô đau muốn ngất lịm đi mà cô ta vốn dĩ xấu tính nên càng đau cô ta lại càng chửi ầm lên chửi hết những người xung quanh mặc kệ đó là ai thúy không chịu được cơn đau nữa nên một hai bắt bố mình cho mổ lấy con nam cũng sốt sắng muốn đi vào phòng mổ cùng với thúy nhưng cô ta lại càng điên lên mà quay sang nhằn nhử anh anh thì tài cán gì mà theo vào đây khi ra đi vào đây chỉ tổ vướng chân vướng tay sau câu nói của thúy thì nam nhanh chóng được mời bước ra ngoài khi cửa phòng đóng lại anh đụng phải ánh mắt đầy buồn bã của mẹ mình đang đứng thất thểu một mình ở góc hành lang bệnh viện lúc này anh mới chợt nhận ra rằng từ lúc bà thoan tới đây tới giờ chẳng có một ai ra đón và chào hỏi anh cảm thấy có chút thổ thẹn nam mua một chai nước đưa cho mẹ mình và đưa bà lại ngồi chờ trước cửa phòng mổ người chạy vào chạy ra nhốn nháo khiến cho nam cảm thấy sốt ruột nhưng mà anh lại không được bước vào thấy cảnh hỗn loạn như vậy và thoan cũng nhấp nhỏm mà cứ đưa mắt nhìn chăm chăm vào phòng mổ một lúc sau thì nam thấy ông tài hét ầm lên trong phòng mổ anh lúc này chẳng kìm được nữa mà xông thẳng vào phòng ông tài đang không ngừng trì chiết mấy người đang thực hiện ca mổ ngày hôm nay đồ ăn hại tôi trả tiền cho mấy người để các người làm ăn như thế này à nguyên một dàn bác sĩ đang đứng cúi đầu khiến cho nam vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nam liếc nhìn máy móc đang cắm trên người thúy thì thấy mọi chỉ số vẫn bình thường thậm chí thúy còn tỉnh táo với khuôn mặt đầy lạnh tanh một vị bác sĩ không nhịn được mà lên tiếng anh thông cảm nhưng mà chúng tôi đã cố hết sức rồi thực sự là đứa trẻ đã không còn sự sống từ hôm qua rồi nam khi này mới bàng hoàng khi nhận ra đứa con mình không còn nữa anh đau lòng mà ôm lấy ngực mình rồi khuỵu xuống. Ông Tài ngay lập tức đi ra ngoài bởi ông sợ ở đây thêm một lúc nữa thì ông sẽ không thể kìm chế được mất. Nam tiến lại phía sau tấm rèm, anh kéo tấm vải lên, thấy đứa trẻ còn đò hòn nhưng không còn sự sống. Tuy thiếu tháng nhưng nó bụ bẫm trông như những đứa trẻ được sinh ra đủ tháng đủ ngày. Đưa nó đi ngay đi. Là tiếng của Thúy cất lên từ phía sau tấm rèm. Nam khá ngạc nhiên bởi thái độ kỳ lạ của Thúy, anh ló đầu ra mà hỏi lại lần nữa như để xác nhận, "Em vừa nói gì cơ? Tôi bảo đưa nó ra ngay đi, anh có bị điếc không hả?" Thúy hét lên, khiến cho mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Nam, anh mặc dù ngại với mọi người nhưng vẫn cố kìm lại mà nhẹ giọng, "Sao, không để con ở lại đây một đêm đi em, rồi ngày mai. Anh bị điếc à? Đi ngay đi, cút hết đi." nam càng nói thì thúy càng la hét lớn tiếng mọi người xung quanh nghĩ rằng có lẽ là cô quá sốc vì mất con nên mới hồ đồ như vậy nên ai cũng thông cảm mà khuyên nhủ nam bế đứa bé ra ngoài bà thoan bế đứa cháu vắn số của mình trên tay mà khóc nấc lên lúc hai mẹ con nam bế đứa nhỏ đi lên chùa để làm lễ thì có đụng mặt ông tài nhưng tuyệt nhiên ông cũng chẳng nhìn lấy cháu mình thêm một lần nào nữa khi anh đang ở trên chùa làm lễ thì có nhận được cuộc gọi của ông Tài. Khi Nam vừa bốc máy lên đã nhận được câu nói lạnh lùng từ phía ông Tài. Làm lễ xong thì gửi ở chùa luôn đi, không có mang về nhà thờ cúng đâu nhá, nhà còn làm ăn, xui lắm. Nam tức tư lỗi mà nghiến chặt răng mình lại. Anh không thể ngờ là cha con ông Tài lại có thể nhận tâm một cách vô cảm như thế. Nhưng mà anh là phận ở rẻ, có làm cái gì cũng là dưới quyền quyết định của ông Tài nên dù cho anh có nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải cắn răng mà nghe theo mọi lời ông ấy yêu cầu mà thôi thúy còn nằm lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi nên bà thoan cũng nán lại bệnh viện để chăm sóc cô bà thoan thì tính vốn dĩ cẩn thận nên là cứ lo lắng đủ mọi thứ kiêng cữ cho thúy từ lá sông cho tới thức ăn ở cữ nhưng mà thúy từ ban đầu vốn dĩ đã không ưa gì bà thoan rồi nên là cho dù bà có làm gì cô cũng tỏ thái độ rất khó chịu Ban đầu chỉ là vài ba cái lườm nguyết thôi Nhưng càng ngày khi bà Thoan càng nín nhịn Thì Thúy lại càng quá quát. Chiều nay khi bà Thoan mang cái cặp lồng có thịt rang Và canh rau ngót vào Thì Thúy lại bắt đầu nhăn nhó Bà Thoan cũng hiểu Người mẹ nào vừa mất đi đứa con của mình Thì đều đau xót cả Nên dù Thúy có thế nào Thì bà cũng không chấp nhặt làm gì Nhưng mà lần này thì Thúy không có như trước Mà cô lại quá quắt hơn ngay khi bà Thoan vừa mở cái cặp lồng ra thì Thúy đã đưa tay bịt mũi mà cáu gắt. Trời ơi, cái gì mà mùi gớm ghét thế này, kinh quá. Bà Thoan vẫn điềm tĩnh mà trả lời Thúy, mấy cái món này mới sinh xong thì nên ăn con à, chờ hết cữ rồi thì lúc đó ăn gì cũng được, con chịu khó ngồi dậy ăn một chút đi. Choang, cái cặp lồng trên tay bà Thoan bị Thúy hất văng xuống đất, cơm canh rơi đổ tung tóe khiến cho cái nền nhà loang lộ, Bà thoan khá sốc, bà không thể ngờ là con dâu mình có thể quá quắt đến như vậy. Bà chưa kịp nói lời nào thì Thúy lại hét lên, "Đã bảo là không ăn rồi mà, sao bà cứ thích làm theo ý mình đến vậy?" Nam vừa lúc đi ngang qua thấy ồn ào nên ngé vào, trước mặt anh là dưới sàn nhà linh láng toàn cơm canh, còn mẹ anh thì đang đứng đó lấy áo quệt nước mắt. Thúy thì mắt vẫn không ngừng đỏ ngầu lên vì tức giận. Nam thấy cảnh này thì liền sốt sáng hỏi mẹ có chuyện gì vậy mẹ? Bà Thoan lúc này lại càng tủi thân mà khóc lớn, nước mắt bà cứ đua nhau chảy ra. Bà không muốn vợ chồng con trai mình cãi cọ, nên bà đã chạy ra ngoài hành lang để lấy lại bình tĩnh. Nam quay sang hỏi Thúy, em với mẹ có chuyện gì vậy? Thúy không thôi được cơn giận khi nãy, nay có Nam đứng đây, cô lại như có thêm người để mà chút giận. Anh nói mẹ anh về đi, ở đây chỉ tổ làm tôi khó chịu thêm thôi, nhanh đi ra ngoài rồi cho bà ta mấy đồng mà về ngay đi nam nắm chặt tay đầy tức tối bởi sự quá quắt ngày một nhiều của thúy giá như mà lúc này không phải là cô ta đang nằm trên giường bệnh thì chắc có lẽ anh đã cho cô ta một cái tát rồi thúy liếc cái khuôn mặt đang bầm đen lên của nam vì giận thì cô lại cười khẩy sao tức à chịu không nổi sao anh có giỏi thì đánh tôi đi Đánh tôi mà bảo vệ cho bà mẹ quý hóa của anh đi Còn nếu không làm được ấy Thì anh nhanh mà đưa bà ấy về nhanh dùm tôi Không cần phải tỏ ra quá quan tâm như thế Yêu thương nhau quá mà làm gì Tôi thấy chối mắt lắm Lời mà Thúy vừa nói Vừa hay cũng là lúc bà Thoan đang ở ngoài hành lang đã nghe hết Bà đau lòng mà lau nước mắt Gom lấy quần áo Mà bắt xe về ngay trong đêm hôm đó Nam có gọi điện thì bà cũng cố nở lấy nụ cười mà bảo nhà có việc bận nên bà phải về gấp trong đêm. Nhưng thực ra là Nam biết mẹ mình đã buồn lòng tới mức nào. Mấy ngày sau, thì Thúy cũng xuất viện về nhà. Từ hôm mà Thúy sinh sự với mẹ anh tới nay, Nam cũng thấy chán mà không đi ngang về lại chỗ phòng của Thúy. Với hơn nữa, giáp mặt với Thúy cũng chỉ là để nghe cô cằn nhằn nên Nam cũng chẳng muốn để tâm tới cô nữa nhưng mà nam cũng chẳng né tránh được lâu bởi ông tài rất là tinh quái chỉ cần nam có sự khác thường là ông sẽ biết ngay vậy nên nam cũng chỉ né tránh được mấy ngày xong rồi lại đâu phải vào đấy để làm đẹp lòng cho ông tài thúy từ sau cái giấc mơ đêm hôm đó thì trong đầu cô vẫn luôn nghĩ về hình ảnh của liễu cùng với đứa bé đó cảm giác đó làm cho thúy có phần hoảng sợ mà cũng vì việc này nên cô mới ăn ngủ không ngon thành ra tâm tính cô lại càng trở nên cáu gắt và khó chịu với nam thúy cũng cho người điều tra về liễu mối quan hệ của cô lớn là thế ấy vậy mà vẫn không thể tìm ra bất kỳ một tung tích nào của liễu cả cô biến mất một cách kỳ lạ nhưng mà với bản tính của thúy thì không thể chấp nhận được việc không thể moi ra tung tích của liễu với cô sống phải thấy người chết phải thấy xác vì vậy thúy vẫn cho người lùng tìm từng hang cùng ngõ hẹp hòng mong tìm thấy được liễu từ ngày cưới thúy đến giờ Nam cũng phải nín nhịn chuyện trai gái rất lâu rồi. Nay Thúy đã hết cữ nên anh lại lân la tìm đến Thúy, cố gắng mơn trớn mà lấy lòng cô với suy nghĩ rằng có thể chung đụng với cô một chút. Nhưng mà lần nào anh cũng bị Thúy đẩy ra ngoài và buông những lời không thương tiếc. Đêm nay cũng vậy, sau khi tiếp khách về thì trong người Nam đã có chút ngà ngà say, anh lại thẳng một mạch mà tiến về phía phòng của Thúy. Cánh cửa mở ra, anh thấy Thúy đang ngồi trang điểm anh sốc sách tiến lại gần Thúy mà hỏi Han, muộn thế này rồi, em còn đi đâu nữa? Thúy liếc nhìn anh một cái, xong rồi lại tiếp tục cái giọng đầy cấm cản. Tôi đã bảo rồi, đời ai mạnh nấy sống, từ bao giờ anh có thói quen can thiệp vào cuộc sống của tôi vậy? Nam vẫn giữ điểm tĩnh mà tiến lại ôm eo Thúy từ phía sau, rỗ ngọt. Em bỏ đói anh cũng quá lâu rồi, nay hết cữ rồi thì cũng nên thực hiện nghĩa vụ đi chứ. Thúy ngay lập tức quay ngoắt người lại, mà cho Nam một cái tát đau điếng. Cô chỉ tay vào mặt Nam mà chỉ chiết. Tránh ra ngay, đổ bẩn thỉu. Bị cự tuyệt nhiều lần khiến cho Nam cũng phát cáu. Thêm nữa, lần này cô hơi men trong người nên anh cũng chẳng kiêng dè gì mà chỉ thẳng mặt Thúy rồi đay nghiến. Này, cô nên nhớ cô là vợ tôi đấy. Cô xem thử trên đời này có con vợ nào như cô không? Thúy cũng chẳng vừa, cô vinh váo mà đáp trả lại Nam ngay anh tự xem lại bản thân mình có đáng mặt làm chồng hay không đã. Nói rồi, Thúy đẩy người Nam ra mà xách túi rời đi. Nam chích choáng mà ngã vật ra giường, miệng tự cười cợt chính mình. Trông anh bây giờ thật là thảm hại. Thúy đi mãi tới 3 giờ sáng mới về. Khi cô đẩy cửa phòng bước vào thì thấy Nam đang nằm vắt vẻo trên giường của mình. Cô thở dài ngao ngán, xong rồi lại quay lưng rời khỏi căn nhà mà đi thâu đêm không về. Chuyện chăn gối, thiếu thốn kéo dài âm ỉ mãi khiến cho Nam vừa bức bối trong lòng mà lắm khi còn khiến cho anh chán trường về cuộc sống hiện tại. Có đôi lúc có những cô gái xinh đẹp lảng vảng quanh anh muốn tiếp cận anh bởi cái mác có tiền và địa vị của anh. Nhưng chưa một lần nào anh dám tiến tới, anh sợ chuyện anh có mối quan hệ ngoài luồng, nếu lộ ra thì anh sẽ mất tất cả. Dù sao, bây giờ anh cũng cần tiền hơn. Sáng nay, Nam nhận được cuộc gọi từ em trai mình là thằng Điền. Ngày nào nó còn nhỏ xíu mà bây giờ nó đã học xong cấp 3 và đi học nghề. Nó gọi điện hẹn anh ra uống cà phê để thông báo với anh về việc nó sẽ đi học nghề chứ không học đại học. Điền hẹn anh ra quán cà phê nhỏ ngay trước cổng bệnh viện mà Nam đang làm. Mặc dù Nam cứ nàng nặc bảo nó có quán lớn ngồi cho mát mẻ, nhưng mà nó không chịu. Nam vẫn thắc mắc về lựa chọn của Điền nên anh hỏi thẳng. Anh vẫn đủ khả năng nuôi em học đại học mà sao em lại lựa chọn học nghề làm gì cho khổ? Điền cười, nụ cười hồn nhiên giống như nam ngày trước. Thôi, phải có người làm thầy, người làm thợ chứ. Thiên hạ đổ xô làm thầy hết thì lấy ai mà làm công? Nam nhìn đăm đăm vào em trai mình, xong rồi anh lại nắm lấy tay nó mà thủ thị. Nếu có khó khăn thì cứ nói ra, anh sẽ giúp em. Cứ yên tâm, bây giờ anh có tiền rồi. Điền cúi đầu hơi trầm buồn. Trước đây, nhà mình nghèo đúng là rất cần tiền bây giờ vẫn cần tiền, nhưng mà anh có biết bố mẹ cần gì nhất không? Nam không nói, anh chỉ biết ngồi lặng thinh, điền tiếp lời. Bố mẹ bây giờ chỉ cần anh một lần, được anh ngồi ăn chung một bữa cơm, chỉ đơn giản vậy thôi, anh Nam à. Điền nói rồi, xong rồi chào anh mà rời đi. Anh bảo nó qua nhà ăn cơm, nhưng trong ánh nhìn ngượng ngập của nó, anh biết là nó biết anh đang mời mọc đầy xã giao, chứ chẳng bao giờ anh dám dẫn nó về nhà anh đang ở rõ là lực cười, đến nhà của mình mà em trai cũng chẳng dám bước tới mà chỉ có thể gặp anh trai ở quán cóc ven đường. Nam nhìn bóng lưng của Điền đang dần rời đi mà trong lòng anh hiện rõ nỗi buồn sâu thẳm. Nam trở về và lên phòng gặp ông Tài. Anh xin phép ông cho anh được về thăm bố mẹ hai ngày, chỉ đến khi ông Tài gật đầu thì anh mới có thể thấy nhẹ nhõm mà đi ra. Nam ngồi thử bên bàn làm việc của mình, anh khẽ cười buồn anh tự cười chính bản thân mình tự bao giờ ngay cả việc muốn về nhà bố mẹ mình mà anh phải xin phép đến bao giờ mà anh đã có vợ hơn một năm rồi mà chưa một lần nào con dâu về thăm bên nội anh ngả người vào ghế nhắm mắt lại mà thả lỏng đầu óc mình bởi nếu bây giờ suy nghĩ thêm thì cũng chỉ toàn những điều tiêu cực chiều đó nam đã sửa soạn quần áo và tính về quê liền ngay trong chiều hôm đấy anh không nói với thúy về việc này bởi cô cũng chẳng quan tâm hơn nữa cô cũng chẳng thể nào cùng anh về quê bởi đối với cô đó chỉ là cái xó xỉnh quê mùa mà hơn hết nếu thúy có về thì mọi chuyện cũng sẽ chẳng thể vui vẻ được thế nên là anh cứ thế lặng lẽ mà đi về một mình anh về đúng ngay bữa cơm tối khi anh bước vào sân đã thấy cái mai là em gái của anh đang bê mâm cơm ra chiếc chõng tre thấy nam về nó hồi hởi mà hét lớn a à, bố mẹ ơi anh nam về rồi này từ phía sau vườn nam nghe thấy tiếng rửa tay chân đầy gấp gáp một lúc sau thì thấy bà thoan chạy vào thấy anh bà mừng mừng tủi tủi mà cố lau nước mắt ông bình thì từ dạo cưới nam tới nay có lẽ ông vẫn còn giận nên thấy anh ông vẫn bình thản bước lại cái chõng che ngồi mà thủng thẳng về rồi thì vào rửa tay mà ăn cơm nam ngồi xuống bâm cơm nhìn mâm cơm sơ xài với mấy con cá đồng kho mặn, tô canh tập tàng, cùng mấy quả cà muối khiến anh chạy lòng. Anh đắn đo một chút, xong rồi quay qua hỏi mẹ mình. Tiền con gửi về đâu mà bố mẹ ăn uống kham khổ như thế này? Bà Thoan liếc nhìn qua ông Bình, xong rồi bà im lặng. Ông Bình thì có vẻ vẫn bực mình nên ông nói có phần hơi khó nghe. Chắc anh ở thành phố lâu nên quen ăn cao lương mỹ vị. Chứ chúng tôi từ đời nào vẫn sống nhờ những món ăn này. Từ nào... Giờ chỉ là chúng tôi làm lụng nuôi anh, chứ đâu đã sống nhờ những đồng tiền anh gửi về đâu." Nam biết bố còn giận nên anh không dám nói gì thêm, anh chỉ lặng lẽ bưng bát cơm mà cái Mai nó vừa đưa cho. Cơm nóng cùng cá kho mặn và cay khiến cho anh thấy ngon miệng hẳn, quả thật chẳng có món nào ngon như cơm nhà mình. Ngày hôm sau, anh dẫn cái Mai đi mua một ít quần áo sách vở, Mấy người hàng xóm xung quanh thấy anh ăn mặc bảnh bao và có xe ô tô thì không ngừng ngưỡng mộ. Ai cũng tấm tắc khen nhà ông Bình có phúc khi mà có nam học hành giỏi giang và thành đạt như bây giờ. Trước những lời khen ngợi của mọi người thì Nam cũng đành nở nụ cười đầy miễn cưỡng mà thôi. Hai ngày về quê trôi qua nhanh chóng, Nam lại đành thu xếp để quay trở lại thành phố, mặc dù là ông Tài chưa có gọi anh về. Trên đường về, Nam nhận được cuộc gọi từ một người bạn thủa đại học Chỗ hẹn cũng đang gần chỗ anh nên anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà nhận lời. Người hẹn anh vào hôm nay, trước đây khi còn đi học thì coi thường anh lắm, nhưng mà hôm nay đứng trước anh lại có vẻ khúm núm chứ không còn cái vẻ cao ngạo như ngày trước. Ngồi trước Nam, anh ta xuồng xã mà xoa tay vào nhau rồi đề nghị: "Dù sao trước đây chúng ta cũng là chỗ quen biết, nên có gì nhờ cậu cân nhắc giúp tôi có một chân trong bệnh viện của cậu có được không?" nam có vẻ đăm chiêu trước lời đề nghị này bởi anh thực chất cũng là cái kiểu hữu danh vô thực mà thôi giờ mà từ chối thì khác nào anh đang khiến người ta biết được anh đang như thế nào nhưng nếu mà đồng ý thì anh chẳng thể nào có khả năng nam lơ đễnh nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ nhưng mà phía đối diện bên kia đường là ai kia nam cố dụi mắt nhìn kỹ lại nhưng chắc chắn anh không thể nhầm được người đó chính là Thúy đang cùng một gã đàn ông khác tay trong tay bước vào một cái khách sạn phía đối diện. Nam lúc này máu sông lên não rồi. Anh chẳng để tâm tới lời mà người bạn đối diện vừa nói nữa mà anh chạy băng băng qua đường, lao lại, chụp lấy tay của Liễu mà không ngừng tra hỏi. À, hóa ra bấy lâu nay, sau lưng tôi, cô làm những chuyện này à? Tên nhân tình biết Nam là chồng của Thúy Nhưng nhìn bộ mặt nhơn nhơn của hắn Thì chắc có lẽ hắn cũng coi Nam chẳng ra cái gì Nam tức tới nỗi răng nghiến chặt Nhưng Thúy thì có vẻ vẫn rất thản nhiên Có chuyện gì về nhà nói Anh mà làm tôi mất mặt ở đây thì đừng có trách tôi Nói rồi Thúy giày thấy anh thật mạnh Lúc nãy Nam hùng hổ bao nhiêu Tức tối bao nhiêu Thì trước lời đe dọa của Thúy Khiến Nam phải im bặt Tên nhân tình của cô ta thấy khuôn mặt nghệt ra của Nam thì cười nhếch miệng đầy giễu cợt. Trước lúc hai người bọn họ lên xe rời đi, tên kia vẫn không quên ló đầu ra cửa xe cười đều và đưa tay vẫy chào Nam. Nam tức tối mà đi về nhà, anh hậm hực mà cố chờ Thúy về bằng được. Anh muốn làm rõ trắng đen chuyện này. Cô ta đã không thể làm vợ đúng nghĩa thì chớ, đằng này lại càng ngang nhiên mà cắm sừng anh. Anh không thể nuốt trôi được cục giận này. Anh quyết hôm nay phải nói ra hết những điều mà anh nghĩ để ít ra những con người trong căn nhà này biết anh cũng có cảm xúc và tiếng nói. Anh nhịn nhục cũng nhiều rồi, anh không thể chấp nhận mãi như thế. Mãi đến nửa đêm thì Thúy mới về, cô đẩy cửa vào đã thấy Nam ngồi chờ mình ở trong phòng, thấy anh, cô còn cười mỉa rất khinh thường. Nam vốn đã ức chế từ nhiều chuyện, nay thêm cái thái độ này của Thúy thì chẳng khác nào giọt nước tràn ly. Anh lao lại mà tát cho Thúy một cái như trời giáng. Thúy sau cơn sửng sốt, cô mới bình tĩnh lại mà đứng thẳng người. Cô không ngờ là Nam dám làm như thế với cô. Cô chỉ tay thẳng mặt anh mà quát lớn, thẳng khốn, mày vừa làm gì tao vậy? Nam lúc này cũng không nhịn nổi nữa mà giáng thêm cho Thúy một cái tát nữa. Còn khốn nạn Mày cắm sừng tao sờ sờ ra đấy Mà mày còn dám vác cái bộ mặt này về chiêu ngươi tao à Để tao nói với thằng cha mày Xem cha mày có mở miệng nói gì được với tao không Thúy có chút lo lắng Khi Nam nhắc đến ông Tài Cô biết bố mình rất khó tính Nên cô tuyệt đối không thể để ông ấy biết được chuyện này Nhưng nếu bây giờ cô tỏ ra sợ hãi thì e rằng Nam sẽ bắt thóp được cô, mà sau này cứ đưa lý do này ra mà uy hiếp cô, nên cô ta vẫn giữ bộ mặt chân cháo mà đáp trả lại Nam. Thằng mất dạy này, mày đánh tao thì chớ, mày còn dám xúc phạm tới cha tao. Mày ngon ấy thì mày bây giờ lên mách ông ấy giùm tao cái, để tao xem ông ấy có bừa đầu mày ra không. Mọi sự điên cuồng của Nam khi nhắc tới ông tài đều bị dập tắt ngay tức khắc. Có lẽ ông tài luôn là điểm yếu chí mạng của Nam. Anh hậm hực mà tức tối mà bỏ ra khỏi phòng trong tiếng cười đầy khinh miệt của Thúy. Anh như người điên mà lái xe đi khắp thành phố đầy vô định anh tấp vào một cái quán bar nơi trung tâm thành phố tiếng nhạc sập sình cùng những con người đang nhảy múa quay cuồng nơi đây khiến cho tâm tình anh dễ chịu hơn một chút nam cứ ngồi mà lốc rượu tì tì anh chẳng muốn bận tâm đến chuyện gì nữa ánh đèn mờ mờ ảo ảo cùng men say nửa tỉnh nửa mê khiến cho tâm trạng anh thư thái hơn một chút một cô gái đang ngồi cạnh anh nãy giờ vẫn không ngừng quan sát nam một cách chăm chú khi thấy nam đã ngấm men rồi cô à mới lân la tiến lại gần anh mà làm quen. Anh tới đây một mình thôi à. Mượn cớ tiếng nhạc to nên cô ả cứ ống ẹo mà đụng sát giạt vào người của Nam. Với một người đàn ông đã khá lâu thiếu vắng chuyện trai gái như anh thì cũng chẳng mấy chốc mà ngã vào vòng tay của cô nàng sỏi đời kia. Nam dìu cô ả tiến vào căn phòng ở gần đấy. Trong men say quay cuồng cùng với những thèm muốn từ trước đến nay, Nam như con thú mà vồ vập lấy cô ả. À. Trong căn phòng tối đen ấy, chỉ nghe tiếng áo quần sột soạt cùng tiếng da thịt va vào nhau đầy mãnh liệt. Nam điên cuồng mà rong ruổi trên từng tấc da thịt của cô gái kia. Cái cảm giác này anh đã khao khát từ rất lâu, không thể ngờ được cái cảm giác vụng trộm này lại khiến anh khoan khoái đến vậy. Sáng hôm sau, Nam tỉnh dậy, bên cạnh anh là cô ả kia, cô ta vẫn trần chuồng nằm bên cạnh anh mà ve vuốt Nam hào phóng mà rút ra mấy tờ tiền còn mới cứng đưa cho cô ả. Cô này chắc cũng thuộc hạng xanh sỏi nên cũng nhanh chóng nhận lấy tiền của Nam mà kéo cổ anh xuống mà tiếp tục lao vào cuộc khoan ái cuồng nhiệt. Nam về nhà trong tình trạng quần áo hơi sốc sách và người vẫn còn thoang thoảng mùi rượu pha lẫn mùi nước hoa của cô gái kia. Nhưng mà tuyệt nhiên, việc anh đi hay ở trong căn nhà này dường như cũng không quá quan trọng. Nam đứng dầm người dưới vòi hoa sen mà đầu óc đầy trống rỗng, bất giác. Anh cười lên mỉa mai. Anh đã nghĩ anh chỉ luồn cúi trước mặt ông Tài mà thôi, chứ chẳng việc gì anh chấp nhận sống một đời chịu khổ nhục. Thôi thì Thúy đã ngoại tình, thì việc anh tìm đến những mối quan hệ ngoài luồng cũng là lẽ dĩ nhiên. Điều đó là công bằng mà, cho dù Thúy có biết cũng chẳng thể nói gì anh được sau một đêm chút hết được những ham muốn thì nam cũng khoan khoái mà thay quần áo mới rồi đi làm anh đã nghĩ thông rồi nay anh cũng chẳng cần quá để tâm hay quan trọng tới mặt mũi mà làm gì nữa miễn là anh có tiền được thỏa mãn những ham muốn đàn ông thì trên danh nghĩa anh chỉ là một thằng chồng hờ anh cũng chấp nhận sau này miễn là anh nhiều tiền thì khi đấy chẳng thiếu gì những người phụ nữ xếp hàng xin đẻ con cho anh cũng chính vì suy nghĩ đó mà suốt một thời gian dài sau đó nam cứ trượt dài trên những khát vọng của riêng mình vợ chồng anh chẳng qua là cái mác trên danh nghĩa mạnh ai lấy sống có đôi lúc anh cũng bắt gặp thúy đang tay trong tay với những thằng đàn ông khác nhưng nam cũng chẳng có chút lay động nào thúy cứ nghĩ là nam đã biết an phận nhưng cô nào biết bây giờ nam cũng đã có những người đàn bà khác bên cạnh anh và chiều lòng anh còn hơn là người vợ trên danh nghĩa như cô. Có lẽ mọi sự cứ êm đềm mãi, mỗi người sẽ được thỏa mãn những ham muốn của riêng mình nếu như không có chuyện này xảy ra. Khi mà sáng hôm nay, Nam đang ở phòng làm việc thì có người đến gõ cửa. Đó chính là người nhà, một bệnh nhân vừa mới điều trị và không qua khỏi cách đây không lâu. Thấy Nam, người đó khẩn khoản mà van nài. Tôi biết nhờ anh điều này có lẽ là rất khó, nhưng mong anh hiểu dùm tôi. Việc người nhà tôi vừa bị mất là vấn đề do từ phía bệnh viện, nhưng mà chúng tôi thấp bé, đuối lý, chẳng thể nào nói lại được bệnh viện, nên mong anh cân nhắc giúp tôi tìm hồ sơ gốc của người nhà chúng tôi lần này. Người kia vừa nói, tay vẫn không quên rúi một phong bì dày cộp về phía của Nam. Nhìn sắp tiền dày cộp trong tay Nam có chút đắn đo, tiền thì anh thích thật, nhưng mà nếu chuyện này lộ ra thì anh cũng chết chắc với ông Tài thấy sự đắn đo trong mắt của Nam người kia vẫn không ngừng khẩn khoản anh cứ yên tâm tôi đảm bảo chuyện này giữa chúng ta là bí mật trong mắt Nam lóe lên một tia hy vọng thứ nhất anh vừa có tiền thêm phần nữa đây cũng là cơ hội để anh trả đũa cho những chuyện mà ông tài đã bức ép anh trong thời gian qua Nam nhận lời và cầm lấy sắp tiền mà người kia đưa cho anh Nam ngồi ngả người lên ghế mà suy tính về những chuyện sắp tới anh phải làm Hồ sơ bệnh nhân thường được lưu trong kho hồ sơ của bệnh viện, nên nếu Nam lộ liễu mà tới đây thì sợ rằng người trực kho sẽ để ý, nên là Nam phải tìm cách mà lẻn vào một cách khéo léo để lỡ chuyện này có lộ ra, Nam cũng coi như là vô tội. Và điều anh mong chờ cũng đã tới, khi mấy ngày sau người trực kho tài liệu có việc xin nghỉ một ngày nên cấp trên là ông Lý phải trực thay. Nam đã xác định cơ hội của anh chính là ngày hôm nay chiều nay nam tan làm sớm mà gọi điện cho ông lý hẹn đi nhậu và ông lý thì dễ gì từ chối được lời mời từ nam bởi dù sao anh cũng mang cái mác là con rể ông tài thì đây chẳng khác nào là ông lý có cơ hội mà tạo mối quan hệ cả để tránh bị nghi ngờ thì nam còn gọi thêm vài ba người nữa tiểu lượng của nam không được tốt lắm nên trong suốt bữa nhậu anh uống rất rè chừng thậm chí nam còn cố tình đổ rượu đi để đỡ phải uống chờ tới khi mọi người trong bàn nhậu đã say khướt rồi thì khi này nam Mỹ báo có việc bận mà chào về trước nam nhanh chóng phi xe tới bệnh viện anh để xe ở phía xa và khoác chiếc áo khoác chùm mũ áo lên kín đầu mà đi vào bệnh viện mọi thứ đều đã được nam tính toán kỹ nên là anh rất nhanh chóng mà đi tới được phòng lưu trữ hồ sơ anh không để lãng phí thêm một giây nào mà nhanh chóng đi vào trong mà tìm kiếm Chỗ này lâu ngày hình như không có ai vào kiểm tra nên bụi phủ đầy, nhưng rõ là kỳ lạ, mặc dù là Nam đã tìm theo danh mục của bệnh nhân mới nhưng mà tìm mãi vẫn không thể thấy được hồ sơ mà anh cần tìm. Nam nhìn quanh quất, anh tìm thấy một ngăn tủ trông khá mới, vết bụi loang lổ, chắc là có người đã đụng vào trước đó. Nam tò mò mở ra thì thấy trong đó có rất nhiều hồ sơ của bệnh nhân khác, trong đó có hồ sơ của người mà Nam cần tìm. Nam tò mò mà lục xem mấy cái hồ sơ khác trong ngăn tủ đó. Hóa ra, trong này là những bệnh án liên quan đến những vụ sai sót của bệnh viện. Hóa ra, đây là chỗ ông Tài cất riêng những bệnh án đặc biệt này. Khi đang đứng xem những bộ hồ sơ khác, chợt Nam thấy có bệnh án của Thúy. Anh có chút ngạc nhiên khi thấy bệnh án của Thúy lại nằm ở trong này nhưng mà bây giờ không có nhiều thời gian nữa nam vội vàng lấy luôn bộ hồ sơ bệnh án của thúy rồi nhanh chóng giấu vào trong áo và đi ra ngoài đến khi ngồi được vào trong xe nam mới hoàn hồn anh khẽ thở phào một cái xong rồi anh mới thận trọng mà cất túi hồ sơ của bệnh nhân kia vào trong túi của mình nam có chút tò mò anh mở bệnh án của thúy ra điều khiến nam kinh ngạc chính là trong này là toàn bộ giấy tờ khám thai trong quá trình thúy mang thai trước đây nhưng điều làm cho nam kinh ngạc đến tột cùng khi mà số tháng mang thai của thúy hoàn toàn không trùng khớp với những gì cô đã nói nam thận trọng lập từng trang bệnh án rõ ràng theo như giấy siêu âm ở đây thì thúy có thai trước khi gặp nam hơn nữa đứa trẻ mà thúy sinh ra thực chất đã không còn sự sống trong bụng mẹ chứ không phải làm mất vì sinh non như lý do mà mấy người kia nói với anh trước đây bây giờ thì nam mới biết thực chất anh chỉ là một thằng đổ vỏ anh chỉ là một cái bình phong để gia đình ông tài che mắt thiên hạ bảo sao mà bỗng chốc anh lại được hết tất cả anh cũng hiểu vì sao mà không một lần nào thúy đồng ý để anh đi khám thai cùng suy cho cùng bọn họ coi anh như một thằng bù nhìn để che mắt hết mọi chuyện nam hằn học mà đấm mạnh và vô lăng xe dù có nằm mơ anh cũng không ngờ mình chỉ là con dối như thế này giờ thì Nam cũng chẳng còn lý do gì mà áy náy về việc đánh cắp hồ sơ mà anh đang làm. Anh hậm hực mà đôi mắt hẳn ra tia máu, muốn ngay lập tức có thể trả thù gia đình nhà ông Tài ngay bây giờ. Nam nhanh chóng liên hệ người nhà của bệnh nhân trong bệnh án. Anh hẹn người ấy ra quán cà phê và đưa ngay cuốn bệnh án cho người đó. Nam thận trọng tránh bị bại lộ nếu chuyện rùm beng ra, nên anh chỉ đồng ý cho người nhà đó chụp hình lại bệnh án và photo ra thêm một bản, còn bản gốc anh định bụng sẽ tìm cách trả lại vào ngày hôm sau. Điều duy nhất Nam Hàn học nhất bây giờ là anh không còn cách nào để tung hê được cái chuyện, anh là thằng đổ vỏ, bởi bây giờ nếu Nam làm ẩm lên chẳng khác nào anh đang tự thú nhận việc anh lén ăn cắp bệnh án trong kho hồ sơ. Điều này khiến cho Nam ăn ngủ không yên, mà suốt một đêm ngày hôm đó, Nam chẳng thể nào ngủ yên giấc. Nhưng mà nếu nhà ông Tài đã dùng tiền để mua lấy cái vị trí làm chồng của Nam, thì chính anh cũng biết cách dùng tiền để mà mua lấy thông tin. Sáng hôm sau, Nam đã ngay lập tức liên hệ với một tay thám tử tư để điều tra thông tin về Thúy trước khi cưới anh. Chẳng mất nhiều thời gian mà tầm 3-4 ngày sau, Nam đã có thông tin đầy đủ trong tay về Thúy. Hóa ra, chủ nhân của cái đống vỏ ốc mà Nam vừa phải đổ chính là thằng Đạt, một thằng nghiện hút trích cùng cờ bạc và Thúy cũng chẳng phải dạng ngoan hiền gì nên chẳng khó hiểu gì mà xa chân vào một cái thằng bê tha như Đạt cả. Và khi cô ả biết mình lỡ có bầu với Đạt thì cả ông Tài và cô ta đã chọn anh làm kẻ thế chân vì ông Tài một mực tìm cách tống khứ Đạt ra khỏi cuộc sống của Thúy. Nam vui như mở cờ trong bụng khi mà Nam biết chính tay Đạt này cũng đang ôm hận với bố con nhà ông Tài bởi lần đó ông Tài đã cho người đánh anh ta một trận không thương tiếc đến thừa sống thiếu chết. Còn Thúy cũng ngoảnh mặt làm ngơ mặc cho Đạt có cầu xin như thế nào. Nam chẳng khó khăn gì để tìm Đạt khi mà anh ta đang vất vưởng ở chân cầu và đang lên cơn thèm thuốc. Đạt không biết Nam là ai nên khi thấy anh hắn đưa đôi mắt lờ đờ mà nhìn anh đầy sắc sược. Chuyện gì? Nam cần đạt được mục đích của mình nên từ trong túi anh rút ra một tép thuốc và đưa trước mặt Đạt. Và một kẻ đói thuốc như Đạt khi thấy đồ ngon trước mặt thì dễ gì mà từ chối. Hắn vồ vập mà trồm người lên, chụp lấy tép thuốc từ tay nam mà tận hưởng ngay lập tức. Khi đã qua cơn phê thuốc rồi, Đạt mới có vẻ tỉnh táo được một chút mà nói chuyện với Nam nhẹ nhàng hơn một chút. Anh tìm tôi có việc gì mà ở đâu? Anh có đồ ngon đến thế? Nam cười nhếch miệng. Nếu anh chịu giúp tôi thì anh có được còn nhiều hơn thế. Đạt mắt sáng rỡ mà reo lên, được cứ nói đi, anh biết bố con nhóm tài chứ. Đạt có vẻ sôi gan lên mà nghiến răng kèn kẹt, mẹ kiếp, cái bọn đó có biến thành cho tôi cũng còn biết huống hồ là cái tên. Nam thấy được sự hận thù hiện lên rõ nét trong thái độ của Đạt thì Nam vui lắm. Nam ngé sát tay Đạt mà thì thầm to nhỏ. Một lát sau thì rút ra mấy tờ tiền đưa cho hắn. Trước khi rời đi, Nam còn hứa hẹn nếu anh làm được đúng y như lời tôi nói thì đảm bảo anh sẽ được gấp 10 lần như thế này. Chiều hôm sau, Nam mượn cớ xe hư lên xin xe ông Tài để cùng về nhà. Khi xe đang dừng ở trước ngõ, bỗng đạt xuất hiện và đứng chắn trước đầu xe. Thấy đạt, ông Tài có vẻ tái mặt. Nam thấy rõ sự mất bình tĩnh của ông Tài, ông ta quay qua nhìn Nam xong rồi lại yêu cầu, con ngồi yên đó để bố ra giải quyết, chắc cũng mấy loại ăn chặn đường, ăn vạ để kiếm chắc mấy đồng đây mà nam vẫn điềm nhiên ngồi trong xe như lời ông tài nói nên ông ta mới có phần yên tâm đôi chút ông tài vừa bước ra xe thì đạt đã hách mặt chào ông già còn nhớ tôi chứ ông tài thấy đạt thì nghiến răng kèn kẹt, kẹt. thẳng khốn thì ra mày vẫn không biết sợ là gì đạt cười mỉa không biết bây giờ ai phải sợ ai lời thách thức của đạt khiến cho ông tài có vẻ sợ khi ông chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra thì Đạt đã sấn sổ lại phía xe của ông Tài mà kéo cửa rồi túm cổ áo nam mà lôi ra ngoài sành sạch. Đạt vừa kéo vừa hô to, thằng đồ vỏ này, mày ra đây ông nói chuyện với mày. Ông Tài mất bình tĩnh mà hét lớn, thằng kia, im mồm đi chớ, có nói hàm hồ. Đạt nhếch mép mà chỉ tay vào mặt nam, ê cái thằng bù nhìn, mày biết bố mày chính là cha của đứa con trong bụng cái con khốn nạn kia không? Nam làm ra bộ ngơ ngác và không ngừng lớn tiếng. Anh là ai? Anh làm ơn có sự tôn trọng vợ tôi, nếu không tôi sẽ báo công an. Đạt giáng cho Nam một cú đấm, khiến Nam ngã vật ra. Mẹ, thằng ngu, mày là cái thằng đổ vỏ, thằng ăn thừa đồ ăn của tao, mà mày còn mạnh miệng à? Cái con đấy qua tay cả trăm thằng rồi mày hiểu chưa? Thứ bù nhìn mà không biết nhục. Nam đưa đôi mắt chân chân mà nhìn ông Tài, đầy vẻ thắc mắc. Ông Tài lúc này đã cứng họng, bởi vì đang có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía của ông. Ông ta sợ mất mặt thế nên định nhanh chóng xông lại phía đạt và cho người vây hắn lại nhưng đạt đã chỉ tay thẳng mặt mà tuyên bố còn tao thì tao có quyền tới hỏi thăm con ấy thằng này cũng đường cùng rồi ông nghĩ có thể cho người chèn ép được thằng này như trước thì ông ngon ông làm hộ thằng này cái thịt người tanh lắm không dễ ăn đâu ông tài cố gắng cắn chặt răng mà kìm lại cơn tức đứng chôn chân mà nhìn đạt đang rời đi khỏi chỗ đó chưa bao giờ ông ta cảm thấy mình bất lực như bây giờ. Khi cả hai vừa vào trong nhà thì không cần Nam phải lên tiếng, ông tài đã gọi anh vào phòng riêng của mình để nói chuyện. Mặc dù ông tài đang cố đan chặt hai tay vào nhau, nhưng mà Nam thấy rõ mồ hôi tay đang đổ ra ướt hết hai lòng bàn tay của ông ta. Ông tài nhìn Nam mà nói với giọng nhẹ nhàng mà trước giờ anh chưa từng được nghe thấy. Nam này, ngồi xuống nghe bố nói. Chuyện hồi nãy con không nên quá bận tâm. Con thấy đấy, cái thằng nghiện thì nghe được gì? Nó thế lên là Nam cắt ngang lời ông Tài, "Đây cũng là lần đầu tiên anh dám làm như vậy, nhưng mà những lời anh ta nói chắc như đinh đóng cột, cho dù không muốn tin thì cũng phải tin bố à." Nam đứng dậy, anh nhún vai rồi định rời đi, con cũng không muốn làm cái thằng đổ vỏ đâu, nhưng nếu thằng kia nói không đúng thì bố nên nói lại với con như thế nào, còn nếu nó bịa chuyện thì con sẽ thay bố cho thằng kia một trận ra bã." khi ông tài đang cứng họng thì thúy đã đẩy cửa xông vào trên người cô còn phảng phất mùi rượu khi cô đang uống rượu với bạn thì được mấy người giúp việc gọi điện báo với cô về chuyện đạt xông tới nhà vừa nãy thế nên cô mới tức tốc chạy về nhà nhưng mà vừa bước tới phòng cô lại nghe thấy những lời vừa nãy của nam qua tai thúy nó chẳng khác nào những lời đe dọa bố mình nên thúy lại ứa gan mà xông vào tay đôi với nam này mày nghĩ mày là ai mà dám tay đôi với bố tao khi cả ông tài và nam chưa thôi sửng sốt vì sự xuất hiện đột ngột của thúy thì cô ta đã tiếp tục thể hiện cái thói chua ngoa của mình tao lật bài ngửa đấy mày là thằng đổ vỏ đấy chứ mày nghĩ không dưng một thằng nhà quê như mày có thể bước chân vào nhà tao à bao nhiêu thời gian qua cứ tưởng đưa tiền lấp được cái miệng mày rồi thế mà mày còn dám mở miệng nói câu hỗn lão đó đối với bố tao sao còn thúy im miệng ngay mặc cho ông tài quát lớn nhưng vẫn không thể ngăn được cái thói chua ngoa của cô ta đang trên đà nói nên thúy lại hăng máu chỉ tay vào mặt nam mà xả thẳng chẳng qua nếu tao bỏ cái thai đi thì sau này tao không sinh đẻ được nữa nên tao chấp nhận giữ lại chứ mày nghĩ tao muốn sinh con cho cái loại đầu đường xó chợ kìa mà mày nên biết ơn gia đình tao mới phải vì đã một bước cho mày lên tiên nếu ngày đó nếu tao mà gài được mấy thằng có ra thế thì cũng không tới lượt mày đừng trách ai mà trách mình tham tiền thôi Nam không nhịn nổi nữa mà lao lại táng cho Thúy một bạt tai, khiến cho Thúy ngã nhào ra. Ông Tài mặc dù xót con nhưng chẳng thể làm gì được vì rõ ràng là Thúy đang sai rành rành. Nam nhìn thẳng mặt ông Tài mà hét lớn, một con đàn bà lăng loàn, nó bắt tôi đổ vỏ, xong rồi nó còn ngang nhiên đi ngủ với thằng khác, từ khi cưới nó tới nay, tôi còn chẳng được đụng vào người nó lấy một lần nào Thì ông thấy tôi làm một thằng bù nhìn như thế này có liệu có đáng không? Tôi sẽ tung hê hết mọi chuyện lên báo Tới đó xem ai mất mặt thì biết Ông Tài biết Nam đang làm căng thẳng mọi chuyện Điểm yếu duy nhất của ông Tài chính là sợ mất mặt Thế nên bây giờ Nam lại đang lắm được cái điểm yếu ấy của ông ta Ông Tài ngay lập tức đứng dậy mà tìm cách khỏa hoãn với Nam Nam này, anh bình tĩnh nghe bố nói Dù sao cũng là người trong nhà làm lớn chuyện ra thì cũng chẳng hay ho gì, con thì sau này vẫn có thể sinh đứa khác, mà nên anh hãy bao dung cho con Thúy một lần đi xem, như là anh nể mặt bố, mấy nay bố cũng có chuyện này muốn bàn với anh, nhưng mà cũng chưa có thời gian nên bây giờ tiện đây bố nói luôn. Bố vừa hoàn thành một bệnh viện tư nên mà bố muốn cất nhắc anh lên làm giám đốc bệnh viện đó, dù sao người nhà trông coi vẫn cứ là an toàn hơn, coi như cũng là cách bố bù đắp cho anh, anh thấy thế nào? Nam trong bụng đã sướng dơn lên rồi chuyện dùm Ben ngày hôm nay mục đích của Nam chẳng qua cũng chỉ là muốn ông Tài sau này bớt khó khăn với anh mà thôi. Chứ mỏ vàng cách xù của nhà ông Tài dễ gì mà anh bỏ được. Nhưng mà anh không ngờ anh lại nhận được nhiều thứ hơn là anh nghĩ. Nam ngoài mặt cố tỏ vẻ lưỡng lự xong rồi anh thỏa hiệp với ông Tài. Thôi thì lần này xem cho con nể mặt bố Nhưng mà bố hãy nói con gái của bố thực hiện nghĩa vụ làm vợ dùm con đi Gần 4 năm nay con chịu đựng như thế này là quá đủ rồi Dĩ nhiên là ông Tài đồng ý ngay lập tức. Việc này vốn dĩ cũng nằm trong dự liệu của ông Tài, bởi ông ta biết Nam vốn dĩ là một kẻ hám danh lợi. Còn Nam thì hí hửng rời đi, anh cảm giác mình như là một kẻ chiến thắng khi đây là lần đầu anh dám đứng trước mặt ông Tài mà tuyên bố điều mà anh muốn. Khi Nam vừa bước ra khỏi phòng, Thúy lại tiếp tục tiến lại mà tra hỏi ông Tài. Bố, sao bố lại cho cái thằng ấy được thêm nhiều thứ như vậy? Tống cổ nó đi là xong mà. Cái tát nghe chát chúa vang lên. Ông Tài tức tối mà hét lớn. Tào có đứa con gái ngu rốt như mày chính là điều tao nhục nhã nhất. Nam đứng bên ngoài mà không ngừng hả dạ khi nghe tiếng của Thúy khóc thút thít cùng sự tức tối của ông Tài. Bao nhiêu năm qua, chịu đựng của Nam cuối cùng cũng đã có một lần anh được hả dạ. Ngày hôm sau, Nam tự cho phép mình nghỉ làm mà chẳng cần phải xin phép như ông Tài như mọi lần. Và thật ngạc nhiên khi mà cả ngày hôm nay. Nam chẳng hề nhận được cuộc điện thoại căn nhà nào từ ông ta cả. Nam cảm thấy tự do và vui hết cỡ. Đúng là một lần chịu mất ít tiền mà đổi lại anh nhận được quá nhiều thứ. Nam lái xe tới chỗ gầm cầu để gặp Đạt. Anh rút từ trong túi mình ra một sấp tiền rồi đưa cho hắn. Anh không ngừng khen ngợi. Chú mày làm tốt lắm. Nhưng mà hôm qua đánh anh hơi bị đau đấy nhá. Sau một đêm, Nam tự thay đổi vai vế của mình luôn. Thay vì cái vẻ khúm núm ngày hôm qua Thì hôm nay Nam lại đưa ra cái vẻ trịch thượng Mà nói chuyện với Đạt Đạt thì vốn dĩ là thằng nghiện nặng Điều duy nhất hắn cần là tiền và no thuốc Thế nên bây giờ hắn cũng chẳng cần quan tâm Nam đang nói gì với mình Mà ánh mắt của hắn đang chằm chằm nhìn vào sấp tiền trên tay của mình Nam nhìn hắn xong rồi trong đầu anh lại lộ ra một vài điều toan tính Anh đưa thêm cho hắn mấy triệu nữa xong rồi bảo hắn chú mày cầm thêm ít tiền rồi mua lấy cái điện thoại lúc nào anh cần anh sẽ gọi nam nói rồi thì để lại số điện thoại của mình cho hắn rồi đi ngày hôm nay nam vui tới nỗi mà cứ cười một bình mãi nam thong thả đi uống cà phê ghé thăm thằng điền học nghề ở trường và mua cho nó cơ số là đồ xong rồi thì nam lại thong dong mà lái xe tới quán rượu anh tự thưởng cho mình một ly rượu ngon và vẫn không quên gọi thêm một cô gái đẹp ngồi kế bên phục vụ. Ông Tài thì ngay ngày hôm nay vẫn đi làm trong tâm trạng không mấy vui vẻ được, ông vẫn tức chuyện hôm qua nên ông cứ quát tháo nhân viên suốt. Mọi người thấy tâm tình của ông không tốt nên cũng né bớt để tránh bị chửi oan, nhưng mà cái không khí yên tĩnh này cũng không đủ làm cho ông Tài dịu cơn tức được. Bởi vì ngay lúc này lại có một cuộc điện thoại gọi tới, thông báo tin không mấy tốt lành. Đó chính là người nhà bệnh nhân kia đang kéo nhau làm ầm lên trước cửa bệnh viện. Ông Tài vẫn tự tin như mọi lần nên gọi trợ lý vào mà ra lệnh, kêu bảo vệ dẹp ngay cái bọn phiền toái kia đi. Lần này thì ông Tài không thể làm được điều mình muốn rồi, bởi trợ lý của ông đang mặt mày xanh lét mà khẩn khoản nhưng mà bọn họ không biết lấy đâu ra bệnh án của bệnh viện mình rồi bây giờ có bằng chứng nên làm ầm ĩ lên ạ à. ông tài lúc này mất bình tĩnh thật sự ông không dám ra mặt bởi lỡ như có nhà báo tới thì lại to chuyện thế nên ông lại cố vắt óc mà nghĩ cách giải quyết nhanh lấy tiền đổi lấy cái bệnh án kia đi bao nhiêu ạ à? ông tài hét lớn bao nhiêu tiền cũng được nhanh lên trước khi mọi chuyện dùm beng lên quả thực là đồng tiền chính là vũ khí lợi hại nhất khi giải quyết mọi vấn đề. Ngay lập tức, nhà kia đã nhận tiền và đi về. Nhưng mà lần này, ông Tài cũng phải chịu mất một số tiền quá lớn. Ông ta cầm bộ hồ sơ bệnh án photo trên tay mà mắt long sòng sọc. Làm ăn kiểu quái gì mà để mấy thứ này lọt vào tay người ngoài. Ông Tài vừa quát lớn, vừa tức tới nỗi mà hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất. Trợ lý của ông ngay lập tức cho người xuống kiểm tra kho hồ sơ, nhưng mà mọi thứ vẫn nằm đúng chỗ đâu vào đấy. Việt Nam rủ đi nhậu hôm trước thì tất nhiên ông Lý chẳng bao giờ dám khai ra, bởi cho dù có phải hồ sơ lộ ra hôm đó hay không thì ông ta cũng chẳng dại gì mà khai ra cả. Không tìm được những gì mình cần khiến cho ông tài gần như phát điên lên. Ngày hôm qua vừa xảy ra chuyện với Nam thì hôm nay lại là chuyện này cùng một lúc xảy ra hai ba chuyện khiến cho ông Tài gần như mất kiểm soát. Tối nay, Nam về muộn, lúc chiều anh đang có nghe tin về sự cố ở bệnh viện. Nam có phần hơi thất vọng vì ông Tài đã dùng tiền để dập ngay được chuyện này. Nhưng mà dù sao cũng chọc tức được ông ta và khiến cho ông ta mất tiền thì Nam vẫn cảm thấy hả hê lắm. Nam thong thả đi vào nhà, anh vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ như thể mình không biết chuyện gì anh thấy ông Tài đang ngồi ăn cơm cùng Thúy, anh lại giả vờ ngọt nhạt. Bố à, hôm nay con có chút việc nên về hơi muộn. Nhìn cái bộ mặt nhân nhân đó của Nam khiến cho ông Tài tức lắm, nhưng mà ông vẫn phải nén giận mà cố nở lấy một nụ cười. Ừ, anh nhanh thay đồ còn ăn cơm. Thúy từ hôm qua tới nay thì có vẻ biết điều hơn hẳn. Anh thấy cô ta đã bớt chua ngoa hơn, nhưng mà nhiêu đó đối với anh vẫn chưa đủ anh nhìn cô ta và khẽ nhích bịa cười tối hôm nay thì thúy chẳng có cơ hội mà từ chối nam nữa bởi cô ta phải y lệnh bố mình mà chấp nhận làm một người vợ đúng nghĩa nam đã chờ giây phút này lâu lắm rồi không phải vì anh đam mê thể xác của cô ta bởi ngày hôm nay anh cũng đã no tình lắm rồi nhưng anh phải dùng cách này mà khiến cho cô ta thấy nhục nhã và thất bại thì anh mới thấy hả dạ Nam thô bạo mà đẩy ngã Thúy xuống giường. Khi Thúy định lên tiếng, anh đã đưa ngón tay lên miệng cô, ra dấu cô nên im lặng. Anh cười đầy mai mỉa, nên thực hiện đúng lời mà bố cô hứa hôm qua đi. Nếu không cả thiên hạ này biết mày là con đàn bà lăng loàn. Nam vừa hung hăng, xé toạc đồ trên người Thúy ra vừa đay nghiến. Có thể cái loại lát như mày, không sợ mất mặt, nhưng thằng bố mày thì có đấy. Nên là tốt nhất là ngoan ngoãn mà phục vụ tao đi. Loại gái như mày được tao bố thí đụng vào người cũng là có phúc lắm rồi, chứ nhìn mày ta cũng ghê tởm lắm. Sau khi đay nghiến cho thỏa những hàn học trong lòng, Nam cứ thế thô bạo mà tiến thẳng vào trong thúy như một con thú. Anh chẳng mơn trớn hay chờ cho cô kịp thích ứng. Anh thích thô bạo như thế này để được nhìn thấy cô ta quằn quại trong đau đớn. Một lực thúc tới đầy hung hăng, Nam lại bóp chặt cằm của Thúy mà đay nghiến. Mày chửi tao đi, chửi tao như bình thường mày hay chửi tao ấy. Tất nhiên là Thúy chẳng dám thốt lên lời nào bởi cô sợ lời đe dọa của Nam và cũng vì cô đang quá đau đớn vì sự thô bạo ấy. Cũng từ ngày đó, Nam luôn lấy thú vui hành hạ xác thịt Thúy như thế này để làm cho anh hả dạ những hậm hực mà anh đã ghim sâu trong lòng bấy lâu nay. Nam nhanh chóng được bổ nhiệm làm giám đốc bệnh viện tư nhân như ông Tài đã hứa. Bỗng chốc có trong tay vô vàn quyền lực và tiền bạc khiến cho Nam như hổ mọc thêm cánh mà đắm chìm trong danh vọng hôm nay có một nữ bác sĩ tới xin việc ở bệnh viện của nam anh nhìn hồ sơ trong tay mình mà không ngừng thắc mắc cô gái này tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài loại giỏi và có rất nhiều bệnh viện mời về làm việc nhưng cô lại nhất quyết xin vào bệnh viện của anh vì quá tò mò nên anh đích thân trực tiếp phỏng vấn ngồi đối diện với cô gái này nam không khỏi phải thốt lên bởi cô quá xinh đẹp đúng là tấm hình thẻ trên hồ sơ đã làm che đi nét đẹp của cô Nhìn cô trực tiếp thế này mới đúng là vẻ đẹp hiếm thấy. Cô gái này tên là Dương, Nguyễn Ánh Dương. Nam thấy cái tên có vẻ lạ nên hỏi cô, em là con gái mà tên Dương nghe có vẻ mạnh mẽ nhỉ? Dương khẽ cười để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Con gái mới phải mạnh mẽ chứ, không thể liễu yếu đào tơ mãi đâu anh. Nụ cười của Nam trở tắt khi anh nghe tới chữ liễu nhưng mà cảm giác đó cũng nhanh chóng qua đi. Năm năm rồi 5 năm anh cho người điều tra mà nào có tung tích gì của Liễu đâu. Nên là từ lâu trong tâm trí của anh gần như cũng chẳng có suy nghĩ gì về Liễu nữa. Suốt buổi phỏng vấn, Nam ngồi nghe rất chăm chú nhưng chẳng có chữ nào lọt vào đầu cả bởi anh đang mãi đắm chìm trong vẻ đẹp đầy cuốn hút của Dương. Và tất nhiên là chẳng có lý do gì mà Nam lại từ chối một người vừa xinh đẹp vừa tài năng như Dương cả. Ngay trong ngày hôm đó, Dương đã lập tức làm việc luôn trong bệnh viện của Nam. Bệnh viện này mới mở nên cũng chưa thu hút được bệnh nhân nhiều nên công việc của mọi người còn khá nhàn. Dương thì được điều về chuyên ngành ngoại khoa mà phòng này ở cách xa phòng làm việc của Nam nên thi thoảng muốn nhìn thấy Dương thì Nam lại kiếm cớ đi ngang qua để nhìn vào. Những khi ấy, anh lại thấy Dương đang ngồi đọc sách đầy đăm chiêu, nhìn vẻ uyên bác và lạnh nùng này của cô khiến Nam lại càng thấy thích thú. Từ ngày có Dương và làm ở bệnh viện thì tâm tính của Nam có vẻ vui hơn. Anh cũng bớt hành hạ thân xác của Thúy và cũng bớt tìm những thú vui với những cô gái làng chơi bên ngoài. Ngày hôm nay, Nam lại xin được Facebook của Dương. Anh háo hức mà vui tới nỗi suốt cả một đêm dài anh thức trắng mà xem hết mọi bài đăng của Dương trên Facebook. Nhìn những điều có đăng tải toàn là những chuyến đi du lịch một mình hay là những khoảng khắc cuộc sống một mình mà điều này lại càng làm cho Nam thấy hí hưởng. Khi đoán chừng rằng cô còn độc thân, nhưng mà để xác nhận điều này thì ngay sáng hôm sau, Nam đã gặp Dương để mà hỏi han. Anh thấy em dùng Facebook mới 3 năm đổ lại đây thôi nhỉ. Dương có chút hơi biến sắc, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng mà trả lời, em hầu như là bận học, mãi sau này có thời gian một chút thì mới bắt đầu dùng Facebook. Anh thấy đấy, em học suốt nên giờ vẫn phải sống một mình lủi thủi đây này nam không trả lời thêm bởi những điều anh muốn biết đã gói gọn hết trong câu trả lời của dương vừa nãy rồi anh vui vẻ mà quay về phòng làm việc của mình thế nhưng phía sau lưng anh không biết dương cũng đang nở nụ cười thật tươi càng ngày càng tiếp xúc với dương nhiều thì nam lại càng ngày càng bị cuốn hút bởi nụ cười và phong thái của cô ở dương toát lên điều gì rất khó định nghĩa nhưng anh cảm thấy rất quen thuộc mà khiến anh càng ngày càng si mê công việc chính của nam ở bệnh viện này được ông tài chủ yếu sao nhiệm vụ chính là mua bán thiết bị y tế cho bệnh viện nam rất hí hửng với công việc này bởi anh chẳng phải làm nhiều hơn nữa sau mỗi lần ký tá mua bán thế này thì nam đều được ông tài trích hoa hồng nam lại là người khôn ngoan nên anh lại kín đáo sau lưng ông tài mà ngầm thỏa thuận với bên bán để ăn chia thêm không dưng ngồi mát ăn bắt vàng nam cảm tưởng như cuộc đời mình đang một chốc lên hương Càng ký nhiều dự án mua bán thì tiền bạc anh kiếm được ngày càng nhiều, thế nên Nam hàng ngày chỉ có ngồi trông chờ đến các hợp đồng mua bán để mà hưởng lợi. Mặc dù hàng ngày Nam thu về vô số tiền bạc và được trò chuyện với Dương hàng ngày, nhưng điều đó không có nghĩa là Nam quên đi việc hành hạ thể xác của Thúy để trả thù. Mỗi tối, khi anh nhắn tin trò chuyện với Dương xong, nếu như trong anh lỡ bùng lên ngọn lửa dục vọng thì anh lại lấy Thúy ra mà hành hạ. Trong những nhịp đẩy đưa hùng hục đẩy thô bạo, Nam cứ tự tưởng tượng ra người phụ nữ phía dưới thân mình là Dương, mà càng thêm khí thế mà đốt cháy rực lên ngọn lửa dục vọng. Từ ngày mà Thúy gây chuyện, khiến ông Tài mất mặt và nép vế trước Nam, thì ông Tài cũng nghiêm khắc hơn với cô. Ông không cho cô đi ra ngoài nhiều vì sợ cô lại gây thêm chuyện rắc rối, nên cuộc sống của Thúy lại càng thêm bí bách Lâu lâu mà Thúy được đi ra ngoài là y như rằng mấy lần đấy Nam lại bỏ ra một chút tiền mà gọi đạt tới để quấy rối mà làm phiền Thúy, khiến cho cô phải chịu sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, anh mới thấy hả hê. Nam càng ngày càng thể hiện ý tứ muốn tiếp cận và làm quen Dương nhiều hơn, ngay cả những người xung quanh cũng có thể dễ dàng nhận ra điều ấy mà ngay chính bản thân dương càng ngày càng tỏ ra mập mờ khiến cho máu chinh phục trong người nam lại càng ngày sôi sùng sục lên sáng nay khi nam vừa tới bệnh viện đã thấy một ly cà phê được pha sẵn để ở trên bàn khi nam chưa biết đó là của ai mang tới thì dương đã xuất hiện với nụ cười thật tươi em có mang cà phê cho anh đấy nam chẳng dễ gì từ chối được tấm thịnh tình của người đẹp thậm chí anh còn thấy vui nữa là đằng khác nam vui vẻ mà nhận lấy ly cà phê nhấm nháp một ngụm và không ngừng tấm tắc khen em bỏ đường rất vừa ý anh dương khẽ cười đầy ẩn ý em còn biết anh thích cà phê đen ít đường uống trà lài không quá đậm đúng không nam có vẻ kinh ngạc khi thấy dương biết nhiều về mình như vậy em có vẻ hiểu anh quá nhỉ em còn biết về anh nhiều hơn thế dương vừa cười vừa ẩn ý nhưng khi thấy vẻ mặt sửng sốt của nam thì dương đã nhanh chóng mà chống chế chỉ cần tập trung mà quan sát thì sẽ dễ biết thôi mà." Nói rồi, cô cười hiền, nụ cười này lại làm cho Nam thêm si mê mà quên đi ngay những điều mà mình vừa thắc mắc. Dạo này, Dương buổi tối ít nhắn tin với Nam hẳn, cô thường lấy lý do mà có việc bận nên cứ lâu lâu mới trả lời một tin nhắn. Nam thì đã dần quen với thói quen hàng ngày là được nhắn tin với cô rồi, nên bỗng chốc như thế này khiến cho Nam có phần hơi hụt hẫng và khó chịu. Cả đêm hôm qua dương gần như biến mất hút mà không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của anh mặc cho anh đã nhắn cho cô rất nhiều sáng nay nam mang tâm trạng không mấy vui để đi làm vừa đi vào đến sảnh đã nghe mấy đồng nghiệp kháo nhau sáng nay em thấy bác sĩ dương có anh nào đưa đi làm bằng xe hơi đấy còn tặng cả hoa hồng nữa kìa khi cả hội chị em đang nhao nhao bàn tán về chuyện của dương thì nam lại thêm bực bội mà đi vội thẳng lên phòng làm việc lúc đi ngang qua phòng làm việc của dương anh không thấy cô đâu mà chỉ thấy bó hoa đỏ rực đang nằm trên bàn nam hậm hực bước vào phòng làm việc mà ném mạnh cái cặp lên bàn anh rất tức tối có phải là anh đang ghen chăng anh cố cười xề xòa để chối bỏ cái suy nghĩ đó nhưng mà rõ ràng là anh đang thấy khó chịu khi biết dương đang có người khác để ý một lúc sau thì dương mang cà phê vào nhưng mà nam lại trưng ra bộ mặt có vẻ khó chịu tưởng là hôm nay em bận phải nghỉ làm chứ. Nhìn điệu bộ giận dỗi của Nam khiến cho Dương cảm thấy buồn cười. Cô nhẹ nhàng giải thích. Hôm qua em có chút việc nên không trả lời tin nhắn của anh được. Nam không thấy hài lòng với câu trả lời của Dương. Anh vẫn hậm hực vì những lời đồn đoán vào sáng nay. Nam chậm chậm uống cà phê xong rồi đưa ra lời đề nghị với Dương. Từ hôm nay em chuyển đến đây làm trợ lý cho anh dương không quá ngạc nhiên mà vui vẻ nhận lời của anh mà điều này cũng gây xì xào trong bệnh viện trong thời gian khá lâu nhưng mà nam mặc kệ miễn là anh có thể giữ được dương ở cạnh mình thì cho dù ai nói gì anh cũng mặc kệ mà ngay cả chuyện này thì cũng là anh tự quyết một cách đầy bộc phát nên anh cũng không nói với ông tài từ ngày có Dương ở cạnh bên khiến cho Nam vui vẻ hẳn lên mà anh cũng thấy bất kỳ gã đàn ông nào lai vãng đến gần cô nữa nên anh lại càng thấy hài lòng. Thế nhưng mà chuyện vui của anh chẳng kéo dài được lâu khi mà trưa hôm đó Thúy lại ngé ngang bệnh viện của Nam để đưa tài liệu mà ông Tài gửi tới. Vốn dĩ là con gái giám đốc bệnh viện lớn nên những người trong bệnh viện chẳng mấy ai lạ gì với Thúy nữa. Vì vậy mà cô cứ một mình băng băng đi thẳng vào phòng làm việc của Nam. Khi Thúy đẩy cửa bước vào thì thấy Nam và Dương đang ngồi cùng nhau ăn trưa vui vẻ, nhìn cái hộp đựng cơm trên bàn thì Thúy đoán chắc có lẽ là cơm này do Dương mang tới. Ngay khi sát mặt với Dương, thì Thúy đã nhìn cô chằm chằm, mặc dù Dương là cô gặp lần đầu nhưng mà Thúy cứ có cảm giác ngờ ngợ trông rất quen. Với bản tính hay ganh ghét của mình thì Dương ngay lập tức bị Thúy đưa vào tầm ngắm bởi dáng dấp và khuôn mặt của Dương đẹp hơn cô rất nhiều thúy lập tức chất vấn nam cô gái này là ai vậy nam cười xuồng xã vội giải thích đây là dương trợ lý công việc cho anh thúy đưa mắt đảo một vòng xong rồi nói giọng đầy mỉa mai chồng không được giống trợ lý là mấy nhỉ nam rất bực vì sự hống hách của thúy bây giờ nhưng vì dương đang có mặt ở đây nên nam phải đành nín nhịn lại mà tìm cách đuổi khéo thúy về dương thì từ lúc giáp mặt với thúy cô chỉ đứng nhìn chằm chằm vào thúy mà không hề nói một câu nào chiều hôm nay tan làm dương vừa bước ra cửa đã thấy thúy ngồi trong xe và từ xa quan sát cô dương có chút cười thầm mà đột nhiên rút điện thoại ra gọi cho nam và chủ động mời anh đi ăn tối và quả nhiên mọi chuyện nằm đúng như dự liệu của dương nam ngay lập tức đồng ý và cô đã đường hoàng bước lên xe của anh trong ánh mắt tức tối của thúy tất cả mọi chuyện dương đều quan sát trong tầm mắt và thậm chí cô biết là thúy đang bám theo cô dương ngỏ ý để nam xuống xe mua tặng cô một bó hoa khi cả hai đang đứng lựa hoa nam đã hỏi cô em thích hoa gì để anh mua dương không suy nghĩ nhiều mà trả lời luôn là hoa ly nam cười vội mà mua ngay cho dương một giỏ hoa cực lớn cả hai đi tới một nhà hàng khá lớn thức ăn được nhanh chóng bày biện lên bàn nam khá ngạc nhiên khi mà những món mà dương gọi đều toàn là những món mà anh thích thậm chí cô còn tỉ mỉ dặn nhân viên rằng không bỏ tiêu hay là sử dụng ớt vừa phải nam cảm thấy vui vì không ngờ là dương lại hiểu mình đến như vậy sao em lại biết nhiều sở thích của anh đến như thế dương khẽ mỉm cười và lại nói một câu đầy quen thuộc em còn biết về anh nhiều hơn anh nghĩ đấy trong cái giây phút đang lâng lâng về hạnh phúc khi mà anh đã tìm thấy được một người con gái vừa hiền thục giỏi giang lại xinh đẹp nam cảm giác giữa anh và dương cứ như là đã gặp từ kiếp nào đó dương hiểu anh đến mức mà anh không thể ngờ tới nam nhìn dương xong rồi anh nghiêm túc mà đề nghị dương này em có đồng ý đi cùng với anh trên đoạn đường sau này không dương có vẻ trần trừ lời nói của cô đầy úp mở nhiều chuyện có muốn cũng chưa chắc đã làm được anh dù sao cũng là người đã có vợ nói đến những chuyện này e rằng là sự lấp lừng của Dương lại khiến cho Nam càng thêm nóng ruột. Anh đã nghĩ rồi, nếu như Dương đồng ý thì anh sẽ cố gắng gom góp tiền bạc, sau này khi đã có một số tài sản rồi thì anh sẽ đường hoàng mà ly hôn với Thúy mà đến với Dương. Càng nghĩ vậy, Nam lại càng vững tin hơn vào một tương lai có Dương trong vòng tay mình. Anh nắm lấy tay của cô, "Miễn là em chấp nhận, việc còn lại anh sẽ lo được hết." Dương làm ra bộ phân vân mà rẻ rặt Chuyện này em sẽ trả lời anh sau cũng được không? Bây giờ chúng ta đi ăn nhé." Thúy chỉ đứng ở phía xa nên không thể nghe được câu chuyện mà hai người kia đang nói, nhưng vì cử chỉ và điệu bộ của nam thì đã khiến cho cô tức anh ách. Bấy lâu nay, anh ta đã hành hạ cô rất nhiều rồi, nên chuyện hôm nay nhất quyết cô không bỏ qua mọi chuyện cứ nghĩ sẽ êm đềm như tương lai tươi đẹp mà nam đã nghĩ ra nhưng mà khi nam vừa về nhà đã bị ông tài gọi ngay vào phòng riêng mà chất vấn tôi nghe nói anh có tuyển thêm trợ lý nhưng điều này sao anh không nói với tôi nam bấy lâu vẫn quen thói cửa trên rồi nên anh cũng chẳng chút lo lắng mà trả lời ngay về vấn đề nhân sự con nghĩ cái này con tự quyết định được bố bận công to việc lớn không nhất thiết phải quan tâm tới mấy chuyện bé còn con này nhưng mà lần này ông tài không nhượng bộ nữa mà lớn tiếng với anh chuyện này không phải là chuyện nhỏ tôi thấy mối quan hệ giữa anh và cô trợ lý đó không đơn thuần là công việc đâu tôi không khắt khe nhưng mà tôi đã dặn anh bao nhiêu lần rồi trong công việc để lựa chọn một người thân cận không phải là chuyện dễ dàng nam vẫn gân cổ phản biện còn đơn thuần chỉ là công việc nhưng nam chưa nói hết một câu ông tài đã ngắt ngang mà phán một câu đầy lạnh lùng điều chuyển bộ phận hoặc cho cô ta nghỉ ngay lập tức Bằng không tôi cho anh được thì tôi cũng lấy lại được. Nam ôm một bụng tức anh ách mà trở về. Anh biết chuyện này là do Thúy tọc mạch với ông Tài mà thôi. Bấy lâu nay, cho dù là anh có tiếng nói hơn một chút, nhưng mà anh biết tính của ông Tài không phải là người biết nói đùa. Anh vẫn sợ ông Tài làm thật nên tạm thời đành phải nhượng bộ. Nam vừa bước vào phòng, đã bị Thúy mỉa mai. Này hẹn nhau để ăn uống hoành tráng quá nhỉ. Nam không đáp lời, mà lại thô bạo đẩy Thúy xuống giường mà chút vào thân thể cô từng nhịp đẩy hung tợn. Anh lấy việc thỏa mãn nhu cầu trên thân xác của cô chính là một loại trừng phạt khiến anh hưng phấn và hưởng thụ. Xong xuôi, Nam bỏ mặc Thúy đang nằm sơ xác như một thây ma trên giường mà bỏ đi tắm. Xong rồi anh bước qua phòng bên cạnh. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên là tin nhắn của Dương khiến cho Nam vui mừng hết cỡ. Dương đã đồng ý với lời đề nghị của Nam lúc lãy. Nhưng với một điều kiện, là chỉ khi nào anh trở thành người tự do thì cô mới đồng ý trao thân cho anh. Bây giờ thì cho dù là Dương yêu cầu gì thì Nam cũng đồng ý hết, bởi anh cảm giác mình đang là một kẻ chiến thắng. Nam nằm vật xuống giường mà mơ về hạnh phúc của mình sau này, nhưng trong giây phút hân hoan kia, Nam vẫn không quên việc trừng trị cho Thúy một bài học vì cái tội tọc mạch. Nam lại lấy điện thoại ra mà gọi cho Đạt sau khi hắn bắt máy, Nam giọng rạc chỉ thị. Ngày mai gặp con đó tiếp cho anh. Anh cho mày đùa vui thỏa thích. Kể cả việc mày có muốn làm gì nó, anh cũng đồng ý. Nhưng nó phải thê thảm thì anh mới đưa mày tiền. Làm tốt 10 triệu. Sau tiếng vâng dạ dối rít của Đạt, thì Nam đã tắt máy và nở một nụ cười đầy nham hiểm. Sáng hôm sau, Nam đi làm mà trên mặt không giấu nổi niềm vui. Thấy Dương, anh đã lao vội lại ôm cô một cái khi anh đang định tiến dần về phía môi cô thì cô đã ngăn anh lại. Anh quên sao kẻo của chúng ta rồi à? Mặc dù Nam đang rất khao khát nhưng vẫn phải kìm chế dục vọng của mình lại để chiều lòng người đẹp. Dương dịu dàng tiến lại phía chỗ anh ngồi mà chia ra tờ đơn xin thôi việc, cô thỏ thẻ. Em biết hôm qua vợ anh sẽ gây áp lực cho anh nên là em nghĩ mình nên nghỉ việc để bảo vệ sự nghiệp cho anh. Nam thấy cảm động khi mà Dương luôn là người hiểu và cảm thông mọi chuyện với anh, nhưng thấy cô ủy mị như thế thì máu anh hùng trong người nam lại trỗi dậy mà anh dõng dạc tuyên bố, bệnh viện này là của anh, mọi chuyện là anh quyết, em cứ ở đây làm không phải sợ bất kỳ ai hết. Dương cứ ủy mị và mềm mỏng mà dựa vào anh nói lời cảm ơn lại càng khiến cho nam mừng rơn trong lòng vì hạnh phúc. Thúy sáng nay theo thói quen mà đi mua sắm với đám bạn nhưng mà khi cô vừa bước vào xe đã hoảng hồn khi mà thấy đạt đã ngồi lù lù ở phía sau con dao sáng loáng mà đạt đang cầm lăm lăm ở tay khiến cho thúy sợ hãi mà răm rắp nghe theo hắn yêu cầu cô phải chạy xe ra tới bờ sông vắng chỗ này mọc tua tủa đầy cỏ lau khiến cho thúy càng thêm sợ hãi mà dự cảm có chuyện chẳng lành thúy liên tục thỏa thuận với đạt anh buông tha cho tôi đi bao lâu nay tôi đã cho anh tiền rồi mà hay bây giờ anh thả tôi đi đi rồi anh muốn bao nhiêu tôi cũng đưa cho anh hết đạt thử nhẹ một tiếng trong cổ họng mày nghĩ tao còn ngu dại như trước đây mà tin vào lời nói láo của bố con mày à tiền thì tao cũng thích nhưng mà tiếc ấy, là hôm nay ông mày không muốn tiền tiếp sau đó đạt ngay lập tức chụp lấy thúy mà đè cô ngã xuống đám cỏ lau chịu lực mạnh mà gãy ngả rạp xuống một đám lớn đạt hung hăng xé toạc quần áo trên người thúy Ông mày hôm nay muốn hưởng thụ mày một chút Công nhận sau bao nhiêu năm mày vẫn còn ngon như hồi đó nhỉ Nói rồi đặt đè cả tấm thân đầy dơ bẩn của hắn lên người cô Mà không ngừng vồ vập tiến vào Cả không gian rộng lớn chỉ nghe tiếng gió pha lẫn tiếng da thịt va vào nhau đầy gấp gáp Cùng với tiếng hét thất thanh của Thúy Nhưng mà ở cái nơi hoang vu này Cho dù cô ta có gào lên lớn hơn nữa Cũng chẳng mong có một ai nghe thấy sau khi thỏa mãn dục vọng trên thân xác của Thúy, tên nghiện gầy trơ như đạt kiệt quệ mà nằm ngả dạp ngay trên người của cô. Dù giây phút này đang trải qua cái cảm giác đầy đau đớn và tủi nhục, nhưng mà Thúy cố cắn chặt môi, lấy lại bình tĩnh, tay cô cổ quạng ra xa mà vớ được một viên gạch vỡ. Chẳng một chút đắn đo, Thúy đã dùng hết lực đập thẳng viên gạch vào đầu đạt, máu bắn tung tóe, loang lổ khắp thân thể cô. Thúy để hắn xuống khỏi người mình rồi lật đật ôm lấy thân thể trần chuồng đầy máu me của mình mà chạy vào xe. Cô vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho ông Tài mà không ngừng than khóc. Một lát sau thì ông Tài cùng một đám người đi tới chỗ của Thúy trông thấy bộ dạng thê thảm có con mình thế này. Ông Tài không ngừng căm hận mà nhìn về phía Đạt đang nằm ở nơi góc kia. Ông khoát tay kêu mấy tên đàn em xử lý gọn gàng vào. Nói rồi ông lái xe đưa thúy đang run lẩy bẩy đi về nhà nam hôm nay chờ mãi tới chiều nhưng không thấy đạt gọi điện tới báo cáo như mọi lần bình thường giờ này hắn đã hí hửng báo cáo để mà lấy tiền chơi thuốc ấy thế mà hắn vẫn lặng thinh nam trở về nhà mà trong lòng vẫn không thôi nghĩ về chuyện của hắn nam có chút hơi lo nam về nhà nhưng mà căn nhà vắng lặng không lấy một ai bình thường giờ này ông tài đã ở đây dùng cơm rồi nam hỏi quan huệ đang lúi húi trong bếp huệ ông và cô đi đâu mà giờ này chưa cơm nước gì cả. Huệ thì vốn còn nhỏ tuổi mà cái tật cũng hay đưa chuyện mà lại ton hót ngay với Nam. Sáng nay không biết có chuyện gì mà ông phải đi đón cô về nhà. Lúc cô về thấy cô có vẻ sợ hãi lắm nên cứ ở lì tới bây giờ. Bây giờ thì cô đang ở trong phòng ông ấy. Càng nghe thì Nam càng tò mò nên anh lại nhẹ nhàng mà đi lên lầu và đi lại về phía phòng của ông Tài. Anh ghé tai và nghe rõ được cuộc nói chuyện giang dở của họ. Anh nghe rõ tiếng đang hỏi bố mình Cái thằng Đạt kia bố xử lý thế nào rồi? Ông Tài giọng vẫn đều đều Nhưng giọng nghe rất lạnh lùng Con yên tâm Từ nay thằng kia sẽ không còn xuất hiện trên cõi đời này nữa đâu Tiếp theo đó là chàng cười của hai bố con họ nghe đầy man dợ Nam đứng bên ngoài nghe mặt rợn cả sống lưng Mặc dù bụng dạ anh trước nay cũng toan tính chuyện hại người Nhưng chưa một lần nào anh nghĩ đến chuyện làm hại đến sinh mạng kẻ khác Quả thực sự độc ác của bố con ông Tài khiến cho Nam cảm thấy sợ hãi. Anh nhanh chóng về phòng và lấy cái sim giác mà anh hay dùng liên lạc với Đạt, phi tang ngay lập tức. Dương càng ngày, càng chiếm được nhiều cảm tình từ Nam, nên anh cũng tin tưởng giao cho cô nhiều việc, đặc biệt là chuyện quản lý sổ sách giấy tờ. Việc Dương cứ giữ kẽ và chơi trò mèo vườn chuột không khiến cho Nam cảm thấy chán nản, mà ngược lại càng khiến cho anh thêm si mê cô hơn. Tầm một tuần sau, thì ông Tài đột ngột gọi Nam về bệnh viện nơi ông đang làm việc vì có chuyện gấp. Khi Nam đã ngồi đối diện rồi thì ông Tài mới lên tiếng. "Thời gian qua, bố để ý con làm ở bệnh viện bên kia rất tốt và có hiệu quả, nên bây giờ bố quyết định cho con đứng tên chủ sở hữu bệnh viện ấy luôn." Nam gần như không tin nổi vào tai mình trước những lời mà ông Tài vừa nói. Anh không nghĩ là ông Tài có thể đánh giá cao anh như vậy được. Nam vui vẻ nhận lời và không quên cảm ơn ông Tài dối rít. Nam hớn hở nhận lấy giấy chuyển nhượng từ tay ông Tài mà trong bụng đã bắt đầu toan tính làm cách nào để tận thu được ở cái bệnh viện đấy. Lúc Nam bước ra về, anh vô tình đi lướt ngang một người đàn ông. Nam cảm giác người này rất quen nhưng vì lướt qua rất nhanh nên Nam chỉ có thể kịp nhìn bóng lưng của người đó mà thôi nhưng mà điều này cũng không làm nam phải để tâm lâu bởi niềm vui hiện tại đã lấn át hết mọi suy nghĩ của anh bây giờ nam cảm thấy từ ngày quen dương thì mọi chuyện của anh đều trở nên suôn sẻ và thăng tiến hơn rất nhiều anh xem cô như là một vị thần may mắn mà càng ngày càng cưng chiều cô hết mực nhưng niềm vui của nam chẳng thể níu giữ được lâu khi mà tầm một tháng sau đó nam đã nhận được giấy triệu tập từ công an về một loạt vấn đề của anh từ chuyện nâng khống vật giá vật tư trốn thuế và mua bán hàng trái quy định nam gần như chết lặng anh không chấp nhận được chuyện này rõ ràng là mọi chuyện mua bán này là do ông tài một tay làm cơ mà anh chỉ là người đứng giữa chịu trách nhiệm mua vậy mà đùng một cái Tất cả mọi tội trạng lại rơi xuống đầu anh thế này. Nam hộc tốc chạy về nhà mà lao thẳng lên phòng ông tài chất vấn, "Bố, những chuyện mua bán máy móc này là một tay bố chỉ đạo, sao bây giờ người chịu trách nhiệm là con?" Ông tài dường như biết trước được chuyện này nên ông ta vẫn giữ thái độ ung dung mà đứng dậy lật bài ngửa với Nam. "Rõ ràng trên giấy tờ mua bán là anh ký và bên mua là bệnh viện của anh đang đứng tên sở hữu thì tôi hỏi anh, tôi có liên quan gì đến chuyện này?" nam bây giờ đã cứng họng mọi bằng chứng đang chống lại anh hết giờ thì anh hiểu vì sao ông tài lại lựa chọn cho anh một công việc ngồi mát ăn bát vàng vì sao ông ta lại sẵn lòng dâng cả cái bệnh viện cho anh hóa ra ông ta chỉ là đang chọn người chịu tội thay nam quá hối hận Bao lâu nay anh ở chung với ông Tài Chứng kiến bao nhiêu chuyện ác ông ta làm Vậy mà anh lại khinh suất chưa một lần nào Đề phòng ông ta Mà ngây thơ bước chân vào cái lưới Ông ta đang răng sẵn Nam bây giờ đã thấy sợ rồi Anh quỳ xuống chân ông Tài mà van xin Bố ơi xin bố hãy cứu con Cứu con lần này đi Con nguyện làm trâu làm ngựa cho bố cả đời mà Ông Tài từ từ cúi xuống nhìn Nam Đầy vẻ thương hại Ông ta đưa bộ mặt giả tạo nhân nghĩa mà giết từng từ qua kẽ răng. Mày chỉ là một thằng khố rách áo ôm. Mày nghĩ chỉ vài ba cái trò mèo của mày mà đòi trên cơ tao à? Ông Tài vừa dứt lời thì Thúy đã bước vào. Cô tiện tay tát thẳng vào mặt Nam. Thẳng khốn, thứ chó chui gầm chạm như mày còn không biết điều mà còn dám lên mặt à? Tao đã chịu nhục với mày bấy lâu nay rồi. Lần này kể cả mày có chết thì bây giờ cũng đừng hòng nhà tao cứu ông tài dợ bước ra ngoài mặc cho nam đang sụt sùi khóc van xin ông đá chân để dứt ra khỏi tay nam thôi tốt nhất là nên nhận tội đi may ra còn thoát án tử chứ tao với mày không có liên quan nói rồi ông tài và thúy rời đi trong điệu cười đầy hả hê nam khi này không đủ bình tĩnh nữa anh không cam chịu số phận phải chịu tội thay như thế này cho dù anh có vào tù thì ông Tài cũng phải chịu tội chung. Đang nắm trong tay cả đống tài sản như thế này, Nam không thể để bị bắt được. Lúc chiều anh đã hỏi luật sư rồi, có giấy triệu tập rồi thì việc anh phải ngồi tù là chuyện trong nay mai mà thôi. Nam run rẩy, trong đầu anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm sao để không bị bắt mà thôi. Nam vội vàng lao về phòng mình. Anh không có thời gian nhiều để sửa soạn bất kỳ thứ gì mà chỉ kịp vơ vội cái túi nhỏ trong ngăn tủ mà thôi. Nam không lái xe mà chạy học tốc trong đêm. Anh sợ anh đi xe sẽ dễ dàng bị lộ. Nam chẳng biết gọi ai lúc này cả như một thói quen mà anh bấm số gọi ngay cho Dương. Nhưng mà cô lại tắt máy. Nam đói rượu dã vì từ chiều tới nay anh chưa có ăn bất cứ thứ gì nam cờ quạng khắp túi quần để tìm ví của mình nhưng thật xui xẻo khi mà ví của anh lại để ở trên xe nam đói đến mức mà bụng đau thắt lên từng cơn khi này nam mới nhớ ra cái túi mà anh vơ vội mang theo nam mở ra thì thấy trong đó có sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn vàng mà ngày anh cưới bố mẹ anh đã cho nam đưa hai món đồ vào tiệm vàng bán lấy được một ít tiền rồi lao nhanh vào tiệm phở mà ăn ngấu nghiến như một kẻ đã đói lâu ngày nam không dám ở trong khách sạn hay nhà nghỉ bởi anh sợ công an sẽ tìm thấy mình anh chui rúc trong mấy xó xỉnh và các xóm trọ nghèo để lẩn trốn cũng không biết anh đã đi trong bao lâu đến khi anh quá mệt mà nằm gục trong một căn nhà trọ bỏ không ở một dãy trọ nghèo trời lờ mờ hửng sáng chiếu vào mắt khiến cho nam tỉnh giấc anh mơ màng nhìn xung quanh và ngỡ ngàng nhận ra đây chính là căn trọ mà mình đã thuê ở thời còn là sinh viên có lẽ trong giây phút kiệt cùng nhất, con người ta cứ thế mà đi theo bản năng tới những nơi quen thuộc và đó cũng là lý do mà đêm qua Nam đã đi tới đây. Nam ngồi thẫn thờ nhìn mọi thứ xưa cũ, tất cả đã ngả màu cũ kỹ theo thời gian. Dãy trọ này nay cũng đã xuống cấp nên không có nhiều người ở như trước, nên mới có mấy căn phòng trống bỏ không như bây giờ. Tiếng bánh mì giao quen thuộc, Nam gọi vào mua cho mình một ổ bánh mì không. Cái hương vị này bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi. Ngồi trong cái không gian xưa cũ lại ăn món ăn mà thủa sinh viên anh đã từng ăn. Nam lại hoài niệm về những chuyện ngày xưa. Anh nhìn ổ bánh mì trên tay mà không nuốt nổi nữa. Bao năm qua, anh sống trong hư vinh mà quên mất đi cái tháng ngày và những món ăn đã nuôi lớn anh tới bây giờ. Bất giác, trước mắt anh hiện ra hình ảnh anh và liễu đang ngồi cạnh nhau học bài và cùng chia nhau một ổ bánh mì để ăn tạm cho đỡ đói nam khóc nước mắt anh cứ thế mà rơi ra anh nghẹn đi mà gục đầu mình vào thành cửa mà khóc trong làn nước mắt mờ mờ anh vẫn thấy dòng chữ được viết bằng bút bi đã hoen mờ liễu nam nét chữ này rõ ràng là của liễu giờ phút này anh mới thấy tiếc nuối thời gian cho bản thân mình trong suốt những ngày qua Nam không lẩn trốn được lâu Bởi tội danh của anh đã rõ rành rành rồi Cho dù anh có bao biện như thế nào Thì pháp luật là nghiêm minh Nam bị bắt Khi đang nằm lay lắt nơi phòng trọ ấy Ngày mà Nam bị đưa đi Ông Tài cũng vội thở phào Từ ngày được tin Nam bị truy tố Là ông ta đã lo liệu Việc phi tang mọi giấy tờ bằng chứng Liên quan đến những việc làm phi pháp rồi Nhưng niềm vui chẳng nổi tay gan Khi sáng nay công an đột ngột ập vào phòng làm việc với lệnh bắt khẩn cấp. Lý do bị bắt của ông Tài cũng không khác gì Nam, nhưng thêm vào đó là tội ông ta đã dùng tiền để giấu nhẹm đi những vụ cứu chữa tắc trách làm chết người. Khi ông Tài đang sững người vì không biết từ đâu mà công an lại có được những bằng chứng về tội trạng này của mình, thì từ bên ngoài một người đàn ông mặc áo blue trắng xuất hiện, người đó chính là Khôi. Ông tài kinh ngạc hết sức bởi Khôi chỉ là một bác sĩ mới xin và làm ở bệnh viện này cách đây chưa lâu. Khôi tiến lại gần ông tài và lên tiếng: chắc có lẽ ông không ngờ là tôi vạch tội ông đúng không? Chắc chắn ông không biết tôi đâu, nhưng mà có một người ông sẽ biết. Tôi sẽ dẫn người đó đến gặp ông sớm thôi. Khôi vừa dứt lời thì ông tài được công an giải đi trong sự bàn tán xôn xao của cả bệnh viện. Thúy ở nhà chưa biết chuyện gì thì công an đã tới và niêm phong toàn bộ tài sản. Sau khi được tin ba mình bị bắt thì Thúy mới hốt hoảng, cô không được mang theo bất cứ thứ gì trong nhà vì còn để phục vụ điều tra. Chỉ có một vài món trang sức và đồ cá nhân thì cô mới được mang đi mà thôi. Thúy trước nay chưa từng một lần tự kiếm tiền, lại quen thói dùng tiền của bố mà không biết tích trữ cho riêng mình, nên nay bỗng chốc trắng tay không nơi nương nhờ, Thúy cảm thấy chới với. Tiền trong tài khoản đều bị khóa không sử dụng được, Thúy đành muối mặt đi vay mượn bạn bè chút tiền, nhưng mà chẳng một ai giúp cô cả, bởi tin tức bố cô bị bắt đang nổi đầy trên các mặt báo. Thúy đành lột hết vàng bạc và mấy món đồ hiệu của mình đi bán để lấy chút tiền, cô ta vẫn quen thói sống sang trọng mà dùng số tiền ít ỏi đó thuê khách sạn để ở. Chẳng mấy chốc mà Thúy tiêu hết tiền trong người cô chẳng còn lấy một xu nào trước đây bố con cô sống ác với người ta nên cũng chẳng có lấy một mối thâm tình nào để nương nhờ vào lúc này thúy thất thểu đi trên đường cô đói đói tới hoa cả mắt cô đứng nhìn chằm chằm vào nồi bánh bao còn bốc khói mà chảy nước miếng ừng ực nếu là trước đây sẽ chẳng bao giờ cô để mắt tới những món ăn mà cô cho là bẩn thỉu này khi đang lang thang vào con hẻm nhỏ vắng hoe, Thúy lào đảo mà vấp vào một người ăn xin đang nằm ngủ trên đường. Bị đánh thức, ngã ăn xin ngồi dậy cầu nhau, nhưng Thúy hoảng hốt khi thấy kẻ đó chính là Đạt. Cô cứ nghĩ là mình gặp ma mà mặt mày đã xanh mét lại. Đạt thấy cô thì mắt sáng rỡ lên, đôi chân cà thọt của hắn như có sức mạnh mà lao lại túm lấy áo của cô. Hắn nghiến răng lên, còn khốn, cuối cùng thì mày cũng có cái ngày này, mày nghĩ bố con mày có thể giết chết tao sao đạt nhìn xuống đôi chân cà thọt của mình xong rồi lại nghĩ đến cái ngày hôm đó khi ông tài ra lệnh cho bạn đàn em ném hắn xuống sông cho trôi mất xác nhưng có lẽ trời lại thương cho cái thằng ất ơ như hắn mà cho hắn sống hắn mắc vào một cành cây và được người ta cứu sống nhưng mà cái chân của hắn thì bị gãy một bên và không đi đứng bình thường được nữa càng nghĩ hắn lại càng điên cùng lúc đấy hắn lại lên cơn thèm thuốc mà trở nên như một con dã thú hắn điên cuồng tát thúy túi bụi tiện tay vớ cái chai thủy tinh cạnh đấy hắn đập vỡ mà lấy mảnh chai điên cuồng cào chằng chịt lên mặt của thúy thúy vừa đói muốn lạ đi rồi lại chịu thêm những trận đòn tới tấp khiến cô ngất lịm đi chỉ đến khi người dân nghe tiếng ồn ào xông tới thì thúy mới được đưa đi cấp cứu còn đạt thấy đông người thì hoảng hồn mà vùng lên bỏ chạy nam ở trong tù không chịu nổi được những đà kích, sống cuộc sống trong tù không có bạc tiền, lại mất tự do, mà khiến cho Nam u uất mà sinh nghĩ quẩn. Nam đã lao mình và đập đầu vào tường nhằm tìm đến cái chết. Cả bức tường loang lổ máu và Nam nhanh chóng được đưa đi cấp cứu trong bệnh viện. Khi Nam đang dần tỉnh lại thì thấy người đang băng bó vết thương cho mình là Dương. Anh như tìm thấy được chút tinh thần mà với tay gọi tên cô nhưng chỉ nhận lại được là sự lạnh lùng bỗng nhiên khôi xuất hiện và đứng sau lưng của dương nhìn cử chỉ và điệu bộ đó thì không khó đoán được là hai người họ có tình cảm với nhau nam nhận ra khôi khuôn mặt này bao nhiêu năm vẫn không thay đổi khi nam đang kinh ngạc vì sự có mặt của khôi và chăm chăm nhìn dương đầy nghi hoặc thì dương đã lên tiếng nhưng lần này cô nói giọng của liễu anh nam bây giờ chắc anh biết tôi là ai rồi chứ nhỉ nam kinh ngạc mà không thể nói lên lời anh chỉ có thể thốt ra một lời yếu ớt. Liễu, đúng, tôi đây. Và bây giờ tôi cũng cho anh biết thêm một tin rằng, tôi chính là người đã thu thập bằng chứng để tố cáo anh đấy. Nam chết sững, không phải vì chuyện mà Dương vừa nói, mà anh không thể ngờ người đã khiến cho anh si mê bao nhiêu ngày qua lại là Liễu. Anh tìm tung tích cô bao nhiêu năm qua không được, mà bây giờ cô lại xuất hiện trước mặt anh với hình hài như thế này. Dương cười lớn, có được ngày này cũng phải cảm ơn vợ anh nếu vợ anh không hủy hoại khuôn mặt tôi thì ngày hôm nay tôi đâu thể đứng đây chứng kiến anh thảm hại như thế này Nam vẫn đang chết chân bởi những điều Dương nói cô vẫn tiếp tục chút hết những uất ức trong lòng mình cho Hà Dạ là do anh thôi do anh nhận ra tôi quá muộn ngay từ lần đầu tiên gặp tôi đã nhắc đến tên Liễu tôi thích Hoa Ly tôi hiểu anh về mọi thứ Chẳng qua anh chưa một lần nào yêu tôi nên không thể nào lưu tâm những thứ về tôi, chỉ có tôi ngu dại mới trao nhầm con tim cho một loại độc ác như anh. Dương nói rồi thì cũng khôi rời đi, ngay giây phút Dương khuất khỏi tầm mắt của Nam thì anh như thể đã chết đi rồi. Hóa ra bao lâu nay cô tiếp cận anh chỉ để mong một ngày khiến anh thân bại danh liệt, tất cả chỉ là vở kịch do cô dựng lên. Ngay khi trái tim của anh đã biết yêu thực sự thì chính cô người bị anh gieo rắc đau khổ trước đây bây giờ lại đang dẫm đạp lên trái tim của anh dương và khôi tới trại giam và xin gặp ông tài thấy anh ông tài mất bình tĩnh mà gào lên rốt cuộc tao gây thù gì với mày mà mày lại hại tao sau khi cán bộ trại giam đã áp chế cho ông tài ngồi xuống thì dương mới lên tiếng xin chào vị giám đốc đám kính không biết ông còn nhớ tôi không khi ông tài đang ngờ ngợ thì Dương đã chậm rãi vạch tội ông ta. Ngày đó, khi cô cùng một lúc mất đi khuôn mặt và đứa con, thì chính Khôi đã kêu mang cô. Cô không thể ngờ được, Khôi xuất thân từ một gia đình danh giá và giàu có. Việc anh thực tập như bao sinh viên khác cũng là cách gia đình anh răn dậy và tạo cho anh lối sống tốt. Cũng nhờ có Khôi mà gia đình cô và cô được đưa ra nước ngoài điều trị. Không biết trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật trong đau đớn mà cô mới có được khuôn mặt này. Cô nuôi hận mà học thạc sĩ, cô cố gắng luyện tập thay đổi dáng đi, thậm chí là luyện cả giọng nói để chờ mong một ngày quay về đây. Cô đã lựa chọn tới bệnh viện của Nam để tiếp cận anh, còn khôi lựa chọn bệnh viện của ông tài để tìm cách thu thập những bằng chứng sai trái của ông ta. Và quả thực ông trời có mắt, kẻ ác đã bị đền tội. Nam thì từ ngày biết Dương chính là Liễu và biết được những gì cô đã trải qua trong 5 năm qua, thì anh bỗng như kẻ mất hồn ngày tòa tuyên án anh bình thản đón nhận bản án của mình mà không một chút nghĩ suy ngày bố mẹ anh vào thăm nhìn bố mẹ già đã bạc tóc vì anh khiến nam rơi nước mắt số tiền mà nam đã gửi về đều đặn trước nay bố mẹ chưa hề tiêu một ngàn nào mà đem giao lại hết cho công an để mong rằng có thể giúp anh nhẹ tội đi một chút thằng điền nay ra trường và kiếm được đồng tiền do chính sức lao động của nó Nay nó đã có thể nuôi bố mẹ rồi Điều này khiến Nam yên lòng đôi chút Mà lặng lẽ quay vào buồng giam Ông Tài cũng bị tuyên án 15 năm Ngày xét xử chỉ có mình ông ta đứng đơn độc nơi vành móng ngựa Nhìn xuống bên dưới chẳng có lấy một ai là người thân Giờ thì ông Tài mới thấm thía nhân quả báo ứng Chẳng chừa một ai Chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi Nơi bến xe, nay xuất hiện một cô gái trẻ đến xin ăn mà trên khuôn mặt trăng chịt đầy vết sẹo, đó chính là Thúy. Người ta đi ngang về lại đều tiếc cho thân phận cô, từ một thiên kim tiểu thư mà bây giờ lại thê thảm như thế này. Có lẽ bao nhiêu cú sốc dồn dập nên khiến cho Thúy dở điên dở dại như thế này. Có người thương tình thì cũng cho cô chút ít đồ ăn, nhờ vậy mà cũng có thể lay lắt sống qua ngày. Rồi một ngày kia, trong căn hẻm nhỏ, người ta phát hiện ra một thằng nghiện nằm chết trèo queo vì sốc thuốc. Đó không ai khác mà chính là Đạt. Mặc dù một thằng nghiện ngập như hắn không đáng để người đời bận tâm, nhưng mà người ta cũng không nỡ lòng nào nhìn hắn nằm như thế, nên cũng mỗi người góp lại một chút mà lo cho hắn cái đám tang tử tế. Hôm nay là đám cưới của Khôi và Liễu, đám cưới nhỏ với một vài người khách mời cùng gia đình hai bên. Liễu hạnh phúc trong chiếc váy trắng khôi quỷ xuống, trao cho cô một đóa hồng trắng. Mọi chuyện quá khứ đã xua tan đi rồi, cuộc sống của chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu lại như đóa hồng này, em nhé. Tiếng vỗ tay, chúc tụng mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ không ngớt, liễu hạnh phúc mà rơi nước mắt, cô nép vào lòng anh mà thì thầm. Từ nay, em lại được làm liễu, mỏng manh, được anh che chở, mà không cần là Dương phải gồng mình mạnh mẽ nữa rồi nụ hôn nồng thắm của cả hai chìm vào tiếng pháo rộn rã sau đám cưới cả hai đã quyết định xin gia nhập vào đội ngũ bác sĩ tình nguyện họ muốn mang trái tim nồng ấm của mình lan tỏa tình yêu thương đến muôn nơi hạnh phúc sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một ai đủ duyên hạnh phúc sẽ kết trái chỉ cần chúng ta biết lương thiện và đợi chờ nếu trên thế gian này điều thiện lương được lan tỏa thì chắc chắn rằng mọi người sẽ được sống trong hạnh phúc và yêu thương Quý vị và các bạn thân mến, ranh giới giữa thiện lương và độc ác thật mỏng manh. Khi ranh giới ấy lại được che mờ bằng tiền tài và danh vọng, từ một cậu sinh viên nghèo, Nam đã một bước trở thành một kẻ nắm trong tay quyền lực và tiền bạc, nhưng anh ta cũng đã vứt bỏ tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời của mình, để rồi cuối cùng, con dã thú trong anh ta bị pháp luật ra tay trừng trị. Trên đời có bao nhiêu kẻ dám phản bội lại tất cả như anh ta đã phải chịu đựng sự trừng phạt như vậy may mắn làm sao vẫn có những người như khôi như liễu dám sống dám vượt qua những đớn đau và vấp ngã để trở lại với cuộc đời vạch mặt những kẻ lòng lang dạ sói và hạnh phúc bên người thương yêu sau những giây phút chìm trong cảm xúc uất hận trước những tội ác mà các nhân vật như nam như cha con của ông tài gây ra chúng ta lại cùng chung niềm vui ấm áp bởi cái kết đẹp đẽ của câu chuyện. Những điều tốt đẹp vẫn luôn tồn tại trong cuộc đời nhiều ngang trái này như để tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh trên chặng đường đời nhiều gian nan phải không các bạn? Audio truyện hay, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.